tu chân Liêu Thiên quần, Tống thư hàng. Chương 616, đồng quái và đậu đậu hợp lực. Thật sự là quá khoa trương. Ngư Kiều Kiều đưa Thiên Nhai Tử đạo trưởng vào phòng trong cùng của biệt thự, sau đó tranh thủ ăn miếng bánh và leo lên mạng. Khi đang lướt mạng thì Ngư Kiều Kiều nhận được tin tức từ biển Đông, bèn chạy sang báo tin cho Tống thư hàng. Thế nhưng vừa sang đến nơi thì Ngư Kiều Kiều phát hiện ra Tống Thư Hàng vừa mới đột phá đan điền thứ tư của nhị phẩm cách đó không lâu đã sắp sửa đột phá đan điền thứ tám là Long Rác Đan Điền mà lại còn có thể đột phá bất cứ lúc nào nữa chứ. Đột phá với tốc độ bàn thờ, tu sĩ đột phá cảnh giới dễ dàng như vậy từ bao giờ thế? Ngư Kiều Kiều nghĩ nát óc chỉ ra mỗi một khả năng. Chẳng lẽ trong lúc cô đang ăn vặt và lên mạng thì truyền công Cuồng Thiên Nhai Tử đạo trưởng đã lẻn vào phòng Tống Thư Hàng, đánh lén hắn rồi cưỡng chế truyền công cho hắn hay sao? Chỉ có mỗi khả năng này mới giải thích được việc công lực của Tống Thư Hàng tăng mạnh đột ngột mà thôi. Tống Thư Hàng ngẩng đầu lên cười khổ với Ngư Kiều Kiều. Khi hắn đang chuẩn bị lên tiếng, thì tinh thần lực đang chuyển dần thành màu bạc nơi mi tâm hơi sáng lên. Ngay sau đó, Tống Thư Hàng cảm thấy đầu mình như bị gõ cho một chùy, một chùy thiệt là bự. "Con, một cái, cả sọ não dường như nứt toác ra." Tống Thư Hàng đau đến nghiến răng nghiến lợi sau khi dần vặt một hồi thì thể chất lại trở thành vấn đề lớn rồi. Chẳng lẽ thật sự phải mời các tiền bối trong nhóm cửu châu số một ra tay giúp đỡ phong ấn tinh thần lực của mình lại sao? Thế nhưng bây giờ hắn không muốn tùy tiện ló đầu lên trong nhóm cửu châu số một. Vạn nhất lưu huỳnh tiên tử cố chấp kia nhìn thấy lịch sử trò chuyện, phát hiện ra hắn còn ở địa cầu, rồi lại chạy tới từ ngàn dặm xa xôi, dùng pháp thuật đẩy hắn vào vũ trụ lần nữa thì tính sao bây giờ? Bây giờ hắn có việc gấp, không có thời gian lay lắt ở trên vũ trụ đâu. Ngươi làm sao vậy? Nhìn thấy vẻ đau đớn trên mặt Tống Thư Hàng, Ngư Kiều Kiều lo lắng hỏi. Audio điện tử võ tấn bền. Không sao đâu, ta tăng một lúc mấy tiểu cảnh giới liền nên bị chút di chứng thôi, vui quá hóa buồn ấy mà. Tống Thư Hàng dây dây huyệt thái dương. Ngư Kiều Kiều hỏi. Thiên nhai tử đạo trưởng cưỡng ép truyền công cho ngươi à? không phải là thiên nhai tử đạo trưởng đâu. Tống Thư Hàng đáp, là linh quỷ của ta ở nơi khác gặp chuyện ngoài ý muốn. Nhờ phúc của linh quỷ và vị đại năng kia nên ta mới đột phá một lúc từ đan điền thứ tư lên đan điền thứ bảy, và còn cách đan điền cuối cùng có một xíu nữa thôi. Ao, nhưng mà di chứng cũng không ít. Tránh vỏ dưa thì gặp vỏ dừa, cuối cùng Tống Thư Hàng vẫn không thoát khỏi kiếp nạn, bị truyền công. Ngư Kiều Kiều lập tức đoán ra đại khái sự việc. Cô biết linh quỷ của Tống thư hàng bị một vị đại năng đáng sợ cướp đi, chắc là vị đại năng kia đã truyền công cho Tống thư hàng thông qua linh quỷ nhỉ. Đúng rồi, Kiều Kiều, ban nãy cô nói cô đã tìm thấy tung tích linh quỷ của ta hả? Ở đâu thế? Tống thư hàng hỏi. Chờ tí. Ngư Kiều Kiều mở notebook, lấy bản đồ biển Đông ra rồi chỉ vào một chấm đỏ trên đó mà nói. Ở đây này, ta vừa nhận được tin xong có một tiểu yêu nuôi cá ở biển Đông phát hiện ra hai kẻ rất khủng bố ở cách đó khá xa. Một người là một gã đàn ông ăn mặc như thư sinh, còn lại là một con sứa phát sáng. Rất có thể linh quỷ của ngươi ở đó đấy. Sứa phát sáng ư, nhắc tới con sứa này, Tống Thư Hàng lập tức nhớ lại những gì mình trải qua ở thời quang thành trong bích thủy các. Nhờ vạn lý phi độn thuật của bạch tôn giả mà Tống Thư Hàng từng bay vào con đường do một con sứa phát sáng chân giữ. Ở đó, hắn bị con sứ dùng xúc tu quấn lấy, sau đó ngất lịm đi, cuối cùng thì có được bí pháp giám định thường xuyên làm hắn phun máu. Con sứ phát sáng xuất hiện ở Biển Đông và con sứ ở Bích Thủy Các có phải là một không? Nếu đúng thế thì có phải đại năng cướp mất linh quỷ của hắn cũng có quan hệ với Bích Thủy Các hay không? Chờ đã! Ban nãy sở dĩ hắn thăng cấp vùn vụt là vì đại năng chiếm đoạt linh quỷ của hắn đang ở trong trạng thái bùng nổ năng lượng, dường như muốn dốc toàn lực ra để chiến đấu, chẳng lẽ vị đại năng chiếm linh quỷ của hắn đánh nhau với con sứa phát sáng kia à? Tống thư hàng suy nghĩ rất lung, "Kiều Kiều, bây giờ hai vị ấy có còn ở biển Đông nữa không? Họ đang đánh nhau à?" "Đánh nhau? Đâu có, tiểu yêu nuôi cá kia nói tuy hắn đứng ở xa nhưng vẫn nhìn thấy hai vị đại năng cường đại ấy bình tĩnh lắm. Họ chỉ hàn huyên với nhau mấy câu xong thì đường ai nấy đi rồi." Ngư Kiều Kiều đáp, nếu hai vị đại năng đáng sợ ấy mà đánh nhau thì tiểu yêu nuôi cá kia khó mà bảo toàn được mạng sống, chỉ một chút sóng lan giữa cuộc chiến của hai người họ cũng đủ để nghiền tiểu yêu kia chết mấy lần rồi. Nếu không đánh nhau với con sứa phát sáng đó, thì đại năng đoạt linh quỷ của ta sắp quyết đấu với ai? Tống Thư Hàng nhíu mày. Hắn thử liên hệ với linh quỷ của mình, thế nhưng mối liên hệ giữa hắn và linh quỷ lại bị chặn một lần nữa, hoàn toàn không thể cảm ứng được. Trong lúc suy tư, tinh thần lực lại dồn lên chán hắn mang theo cảm giác đau như búa bổ tống thư hàng thầm nghiến răng kiều kiều sau đó thì con sứa phát sáng kia và linh quỷ của ta đi đâu có tin tức gì không ngư kiều kiều người đàn ông ăn mặc kiều thư sinh kia nói chuyện với con sứa phát sáng thêm mấy câu rồi đột nhiên biến mất sau đó con sứa cũng biến mất theo không thấy đâu nữa cả thế họ còn ở biển đông không tống thư hàng giàu dĩ nói Mấy vị đại năng cường đại này hệt như rồng thần thấy đầu không thấy đuôi, muốn tìm họ thật chẳng dễ dàng gì. Không xác định được, để ta tiếp tục lưu ý giúp ngươi, nếu còn thấy họ ở nơi nào đó quanh biển Đông thì sẽ xác định được là họ vẫn còn lòng vòng ở đó, đến lúc đó chúng ta có thể tới biển Đông tìm họ rồi. Kiều Kiều, cảm ơn cô." Tống thư hàng nói. Lần này may mà có Ngư Kiều Kiều giúp đỡ, chứ nếu không thì hắn biết tìm kiếm thế nào giữa biển Đông mênh mông cơ chứ? không cần khách khí, chúng ta là bạn bè mà. Ngư Kiều Kiều cười nói. Tống Thư Hàng cảm động muốn chết luôn, bạn của ta là em gái nhân ngư đó, các người có hâm mộ không nào? Hâm mộ thì nhấn số 1, ta sẽ xe ảnh của em gái nhân ngư cho mấy người. Ở một nơi khác, trong vũ trụ, đồng quái tiên sư lại hóa trang thành lệ chi tiên tử lạc trôi trong vũ trụ. Chắc bây giờ mình an toàn rồi nhỉ? Đồng quái tiên sư thầm nghĩ trong lòng mai phục bố trí trong vũ trụ, mà Bắc Hà Tán Nhân nói trong nhóm cửu châu số 10 không xuất hiện, tiên sư cảm thấy mình đã thoát khỏi vòng vây rồi. Chật chật, muốn bắt được đồng quái ta đây, các người còn non và xanh lắm. Đồng quái tiên sư dương dương tự đắc. Hắn chuẩn bị tới mặt trăng tìm chỗ định cư, sau đó điều chỉnh trạng thái của mình. Hắn muốn chuẩn bị cho cuộc chiến, để đến đêm trăng tròn sẽ giết chết Bắc Hà Tán Nhân trên tử cấm đỉnh. Một bác hà con con muốn quyết đấu với hắn, quả thực là không biết chữ chết, viết như thế nào. He he he, bởi vì đồng quái tiên sư hắn đây đã đột phá cảnh giới thành công từ nửa năm trước rồi. Bây giờ hắn đã là đồng quái chân quân rồi đấy. ơi tém lại đã, trước khi dần cho bác hà một trận thì hắn phải tém lại đã. Đồng quái tiên sư đang tưởng tượng đến cảnh tượng trên tử cấm đỉnh vào đêm trăng tròn. Khi bác hà tán nhân tự tin 10 phần đến đánh với hắn một trận, thậm chí muốn mượn cơ hội này để trùng kích cảnh giới chân quân lục phẩm, đồng quái tiên sư hắn sẽ khen đài sáng chói và khoe luôn cảnh giới lục phẩm ra. Đến lúc đó Bắc Hà Tán Nhân sẽ có biểu cảm thế nào nhỉ? Đúng là đáng chờ mong quá mà. Nhất định ta phải đánh người tè ra quần mới thôi, Bắc Hà. Đồng quái tiên sư tràn ngập tự tin. Chuẩn bị đánh nhau, chuẩn bị chiến thôi. Sư tử vô thỏ còn phải dùng toàn lực, huống hồ Bắc Hà Tán Nhân đâu phải là thỏ, nói thế nào thì hắn cũng là một con sói dữ đồng quái tiên sư đang suy nghĩ thì đột nhiên thấy lông mày dần dật hắn thấy ở đằng xa có một bóng hình quen thuộc đúng vậy rất quen thuộc một con kinh ba đáng yêu đang nhảy nhót giữa các vì sao trong giới tu chân không có nhiều kinh ba cho lắm đậu đậu nhà hoàng sơn chân quân đồng quái tiên sư lập tức nhận ra con kinh ba này sao đậu đậu lại ở đây hơn nữa nhìn bộ dạng đậu đậu thì hình như nó đang tìm kiếm thứ gì đó chờ đã tìm cái gì à Đồng quái tiên sư cả kinh trong lòng. Chẳng lẽ đây chính là một trong số những cạm bẫy mà Bắc Hà tán nhân đã giăng ra hay sao? Vừa nhắc đến chó thì người ta sẽ nghĩ ngay đến việc lần theo dấu vết còn gì nữa. Bắc Hà tán nhân thực sự bày ra thiên la địa võng trong vũ trụ, chờ hắn chui đầu vào lưới hay sao? Nhưng rõ ràng hắn đã tránh thoát sức lực hỏa tiến của Lưu Huỳnh tiên tử rồi tìm bừa một hướng trong vũ trụ để lạc trôi cơ mà, thế mà vẫn bị Bắc Hà tán nhân đoán được cơ á? Bắc Hà tán nhân hiểu hắn đến vậy luôn. Nếu đây thực sự là mai phục mà Bắc Hà bố trí thì ta phải làm thế nào? Đón đầu đậu đậu à, đồng quái tiên sư nghĩ thầm trong lòng. Bây giờ hắn đang ngụy trang thành lệ chi tiên tử, chắc là có bị đậu đậu phát hiện cũng không sao đâu nhỉ. Tuy lệ chi tiên tử đang chụp ảnh tự sướng với chim cánh cụt ở Nam Cực, thế nhưng đã một ngày trôi qua rồi, cô ấy có xuất hiện trên vũ trụ cũng là chuyện bình thường thôi phải không? đồng quái tiên sư tin tưởng rằng thuật dịch dung của mình tuyệt đối không có sơ hở. Mà đậu đậu không hề phát hiện ra tung tích của đồng quái tiên sư. Đậu đậu chỉ là một con đại yêu tứ phẩm, nếu ở trên địa cầu thì nó còn có thể phát hiện ra đồng quái tiên sư nhờ cái mũi cực thính, thế nhưng đây là vũ trụ, năng lực trinh sát của nó đã giảm đi quá nửa rồi. Hơn nữa mục đích của đậu đậu không phải là tìm kiếm đồng quái tiên sư, nó đang tìm kiếm khí tức của Tống Thư Hàng đậu đậu đã bỏ nhà ra đi lần nữa để tránh số phận bị gả cho người ta. Và nó đã thành công trốn vào tận vũ trụ. Khi đào tẩu, nó không mang theo bất cứ thiết bị liên lạc nào để tránh bị Hoàng Sơn chân quân định vị. Chính bởi thế mà nó cũng không biết việc Tống Thư Hàng đã về địa cầu. Nó cho rằng Tống Thư Hàng vẫn còn ở trong vũ trụ, cho nên sau khi vào vũ trụ thì bắt đầu tích cực tìm kiếm khí thức của Tống Thư Hàng để đi theo hắn. Hoàng Sơn chân quân thật đáng sợ, không ngờ lại muốn gả nó cho người ta. Nghĩ tới nghĩ lui vẫn là ở chỗ thư hàng tiểu hữu vui vẻ nhất. Thì thoảng nó vẫn oán thầm Hoàng Sơn Đại Ngốc không tìm nó về, thế nhưng lần này nó tuyệt đối sẽ không tin tưởng Hoàng Sơn Đại Ngốc nữa. Bao giờ hắn ta từ bỏ ý định gả nó ra ngoài mới thôi. Đậu đậu tìm kiếm trong vũ trụ hai ngày, nó khá là may mắn, bởi vì đã tìm ra khí thức còn sót lại của tống thư hàng rất nhanh nhờ pháp thuật truy tung và lúc này nó đang lần theo khí thức của tống thư hàng đồng quái tiên sư duy trì dáng vẻ của lệ chi tiên tử lặng lẽ đi theo sau lưng đậu đậu vốn dĩ hắn nghĩ rằng đậu đậu đang tìm hắn thế nhưng khi hắn đang định đón đầu đậu đậu thì lại phát hiện ra không phải như vậy thế thì đậu đậu đang tìm cái gì đồng quái tiên sư rất tò mò nên hắn theo đuôi đậu đậu thế là một người một chó đi mãi đi mãi trong vũ trụ bao la không biết đi bao lâu Đậu Đậu mới dừng lại. Nó tìm thấy mục tiêu rồi. Nó ngẩng đầu lên nhìn về phía trước, trên một thiên thạch cách đó không xa có một cung điện được trận pháp bảo vệ, chỉ tu sĩ mới nhìn thấy được. Không sai, chính là nơi này. Đậu Đậu hưng phấn thốt lên, khí tức của Tống thư hàng đến từ trong chính tòa cung điện này đây. Thế là Đậu Đậu huồng chân chạy về phía cung điện ấy. Nhìn đã thấy đây là một nơi sang trọng xa hoa, chắc chắn là chơi thích lắm tí nữa khi tống thư hàng nhìn thấy nó thì có phải sẽ rất vui không? Nó là một con kinh ba nhỏ đáng yêu thế này cơ mà. View, đậu đậu xâm nhập qua tầng bảo hộ và dừng lại ngay trước cửa cung điện. Có không khí, hít thở được, còn có cả trọng lực nữa, gâu gâu. Đậu đậu sung sướng dẫm chân lên mặt đấy, sau đó chạy tới trước cửa cung điện và gõ nhẹ. Có ai không, gâu gâu, ta tìm tống thư hàng, có tống thư hàng ở đó không? đồng quái tiên sư ở phía xa xa nhìn cung điện này thì hơi nhíu mày cứ thấy hình như mình thấy nơi này ở đâu rồi thì phải đồng quái tiên sư lắc đầu rồi chậm rãi lùi về đằng sau đậu đậu vào vũ trụ là để tìm thư hàng tiểu hữu tiếc quá chắc chắn là nó không thể tìm thấy thư hàng tiểu hữu rồi bởi vì thư hàng tiểu hữu đã về địa cầu mất tiêu rồi vốn dĩ thư hàng tiểu hữu có thể bị đưa vào vũ trụ thêm một lần nữa nhưng bản tiên sư đã dịch dung thành hắn và vào vũ trụ thay cho hắn rồi. Cho nên đậu đậu à, người gọi rách cổ cũng không ai đáp lại người đâu. Đồng quái tiên sư mỉm cười vừa lòng, xong chuyện rời đi, không cầu công danh. Không cần cảm ơn hắn, hắn chính là người tốt như thế đó. Đồng quái tiên sư đang muốn quay người đi thì cánh cửa của cung điện kia đột ngột mở ra. Một cô gái thanh tú mở cửa ra, mái tóc tím nhạt ánh nâu được tết lại cẩn thận, tóc mái rất dài dường như che đi cả đôi mắt cô. Cô gái cầm trong tay một quyển sách rất dày, vừa nhìn thấy cô thì người ta đã cảm thấy khí tức học thức phả thẳng vào mặt. Xin chào, người muốn tìm tống thư hàng sao? Thiếu nữ học thức cúi đầu nhìn đậu đậu rồi hạ thấp người xuống, vươn tay xoa xoa đầu nó. Trên tay cô có một chiếc bao tay rất đẹp. Đúng vậy, ta là bạn tốt của Tống Thư Hàng, ta đến tìm hắn để chơi. Đậu đậu trưng ra vẻ ngoài đáng yêu hoàn nghênh người tới đây chơi thế nhưng mà tống thư hàng về địa cầu mất rồi thiếu nữ học thức đáp với vẻ dịu dàng khi đang nói thì dường như cô cảm ứng được gì đó bèn liếc mắt nhìn ra phía xa đó là chỗ mà đồng quái tiên sư đang ẩn thân thiếu nữ học thức nhìn chằm chằm vào nơi mà đồng quái tiên sư đang ở ánh mắt cô nhìn thấu nơi hắn đang ẩn nấp và thấy ngay được hắn ngay sau đó nước mắt thiếu nữ đột nhiên tràn mi hai mắt đỏ bừng lên cô bật khóc nức nở đồng quái tiên sư chẳng hiểu đầu cua tai nheo thế nào. Đầu đuôi câu chuyện chỉ có, hắn và cô gái kia nhìn nhau một cái và đối phương tự nhiên khóc nấc lên, khóc đến mức hắn dối hết cả ruột. Mình trêu gì cô nàng sao hả? Mình chỉ đứng ở một chỗ bí mật, rồi liếc cô gái này có một cái thôi mà. chương 617, mẹ. Lúc này đậu đậu cũng quay sang nhìn theo ánh mắt của Diệp Thư Tiên Tử, và nó thấy ngay, lệ chi tiên tử đang nấu mình trong góc khuất lệ chi tiên tử ư, sao ngươi lại ở đây? Đậu đậu kêu lên một tiếng vui mừng, đối với nó mà nói thì lệ chi tiên tử chính là một ngọn núi dựa cực kỳ to đó nha. Mỗi lần nó chịu ấm ức ở chỗ Hoàng Sơn chân Quân thì đều chạy đến chỗ lệ chi tiên tử cầu an ủi. Đôi khi nó còn cáo mượn oai hùng núp bóng lệ chi tiên tử để gây chút rắc rối cho Hoàng Sơn chân Quân nữa kia. Cho nên sau khi nhìn thấy lệ chi tiên tử thì đậu đậu vui vẻ nhảy cẫng lên, vọt ra khỏi cửa bích thủy các mà lao thẳng vào lòng, lệ chi tiên tử rồi sung sướng kêu to đậu đậu hoàn toàn không thể nhận ra lệ chi tiên tử trước mắt mình là thật hay giả đây chính là điểm đáng sợ của đồng quái tiên sư sau khi hắn dịch dung xong thì đến cả đậu đậu vốn rất quen thân với lệ chi tiên tử cũng không phân biệt được thật giả từ vẻ bề ngoài trừ khi đậu đậu ở cùng lệ chi tiên tử này một thời gian rồi suy đoán từ một vài dấu vết thì còn may ra lệ chi tiên tử cô có biết không gần đây hoàng sơn đại ngốc điên rồi hắn đang tổ chức lễ cưới cho ta, cưới thì cưới đi, nhưng hắn lại muốn gả ta ra ngoài. Đậu đậu chui vào lòng, lệ chi tiên tử, cọ loạn xạ, rồi bắt đầu truyền âm nhập mật kể cho tiên tử nghe gần đây mình khổ sở thế nào. Lệ chi tiên tử, mỉm cười xoa đầu đậu đậu và cũng truyền âm cho hắn với giọng dịu dàng. Người lại làm gì khiến cho Hoàng Sơn tiền bối giận đúng không? Giọng nói hoàn mỹ, ngữ điệu hoàn mỹ, động tác xoa đầu đậu đậu cũng hoàn mỹ, đây chính là lệ chi tiên tử chân chính. Đâu có đâu, đậu đậu hơi trột dạ, hình như nó phát bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc trong cuộc thi máy kéo có tay cầm lần trước, đã làm cho Hoàng Sơn Đại Ngốc giận thật rồi. Nó lại cọ loạn xả trong lòng lệ chi tiên tử thêm một chút. Ta mặc kệ, dù thế nào thì lệ chi tiên tử nhất định phải làm chủ cho ta. Không biết Hoàng Sơn Đại Ngốc định gả ta thế nào kìa, bây giờ ta sợ nhất là hắn biến đổi giới tính của ta rồi gả ta cho người khác. Lệ chi tiên tử, nhẹ nhàng vuốt đầu đậu đậu. Thay đổi giới tính ư, Hoàng Sơn tiền bối quá đáng thế. Chật chật, thay đổi giới tính của đậu đậu rồi gả nó đi. Ta chỉ muốn nói một câu thôi, Hoàng Sơn chân quân, làm tốt lắm. Đây mới là ý nghĩ trong đầu đồng quái tiên sư. Đúng vậy, quá đáng lắm luôn á. Chờ khi nào mình về địa cầu, tiên tử nhất định phải răn dậy Hoàng Sơn đại ngốc, nhất định phải bắt hắn từ bỏ ý định gả ta đi đấy ta không muốn làm vợ của người khác đâu. Đậu đậu nói, cứ giao cho ta, yên tâm đi. Lệ chi tiên tử, xinh đẹp mỉm cười và nói. Đúng vậy, cứ giao cho bản tiên sư, đậu đậu người cứ yên tâm mà về địa cầu đi. Đến khi đó, với sự trợ giúp của bản tiên sư, người nhất định sẽ có một lễ cưới cả đời khó quên. Đồng quái tiên sư cười ha hả trong lòng. Nói xong, hắn ôm đậu đậu rồi nhìn về phía cửa lớn của bích thủy các. Thiếu nữ kia vẫn đang khóc nấu cả lòng đồng quái tiên sư hoàn toàn không hiểu gì hết. chẳng phải ta chỉ liếc nhìn cô ấy có một cái thôi sao? sao mà khóc dữ vậy? chẳng lẽ đây là Seri? ngươi nhìn gì mà nhìn? bản khóc lóc à? đồng quái tiên sư thở dài rồi cam chịu ôm đậu đậu đến cửa đại điện của Bích Thủy Các. tiên tử muội muội à, sao tự nhiên ngươi lại khóc đến đau lòng thế này? đồng quái tiên sư hỏi. cu hu, hu, không hiểu sao ta nhìn thấy tỷ tỷ thì lại thấy vui ơi là vui hu hu hu, vì vui quá nên không kìm được khóc. Thiếu nữ học thức vừa lau nước mắt vừa tự giới thiệu. Chào tỷ tỷ, ta là Diệp Tư. Ta là Lệ Chi. Đồng quái tiên sư nói với vẻ rất bình tĩnh. Nhìn thấy, mình, thì vui vẻ. Hắn chưa bao giờ gặp vị nữ tu tên là Diệp Tư này. Nói cách khác, là đối phương nhìn thấy Lệ Chi tiên tử mà hắn đang dịch dung rồi vui vẻ phát khóc luôn. Vậy thì cô gái này có quan hệ gì với Lệ Chi tiên tử nhỉ? chào lệ chi tỷ tỷ, không cần lo cho ta đâu, ta khóc một tí là ổn thôi, hu hu hu, chuyện này cũng liên quan đến công pháp của ta nữa, không phải tại tỷ đâu, hu hu hu, đừng để ý. Diệp Tư vừa lau nước mắt vừa cố gắng ngăn tiếng nức nở của mình. Khóc đến hơn 10 phút sau, Diệp Tư mới dừng lại, cuối cùng chỉ còn hơi nấc lên một chút thôi. Con gái đúng là toàn làm từ nước, nữ tù thì làm từ đại dương luôn. Đồng quái tiên sư thầm nói. Cô gái này khóc giỏi quá đi, khóc đến 10 phút liền, nước mắt không ngừng rơi, cũng không hề ngắt nghỉ. Có khi nước mắt phải chứa được đầy một bình luôn ấy chứ. Mãi mới nín khóc được, Diệp Tư dè dặt vươn tay ra kéo tay áo của lệ chi tiên tử, rồi cảm ứng khí tức trên người tiên tử. Sâu trong ký ức của cô dường như có một đoạn trí nhớ ngăn ngắn. Đoạn trí nhớ ấy có liên quan tới vẻ ngoài của lệ chi tiên tử và khí tức trên người cô, thân quen như khí tức của mẹ vậy diệp tư được bích thủy các nhận nuôi từ nhỏ đối với cô mà nói sư phụ và sở các chủ không khác gì mẹ ruột thế nhưng giờ đây cô lại cảm nhận được sự thân quen tương tự trên người lệ chi tiên tử cảm giác thân quen này mãnh liệt vô cùng mẹ diệp tư gọi lên một tiếng cực khẽ cực khẽ cái gì cơ đồng quái tiên sư nghi hoặc hỏi không có gì không có gì ta chỉ làm nhảm một câu thôi diệp tư xua tay lịa lịa vừa rồi bị cảm giác thân thiết mãnh liệt kích thích nên cô mới bất giác thốt ra câu ấy thôi. Cô cũng hiểu rõ đối phương không thể nào là mẹ của mình được. Trong lòng đồng quái tiên sư lúc này thì đang có cả một nghìn con đà mã vèo vèo. Tuy Diệp Tư gọi rất khẽ nhưng đồng quái tiên sư có tu vi chân quân lục phẩm đó, hắn nghe thấy rõ rành rành. Sở dĩ hắn hỏi lại không phải vì không nghe rõ mà là vì không dám tin. Mẹ, nữ tu tên Diệp Tư này gọi lệ chi tiên tử là mẹ á. Lệ Chi tiên tử có con gái khi nào? Còn lớn thế này rồi nữa chứ. Nếu biết tin tức này thì không biết bao nhiêu đạo hữu trong nhóm Cửu Châu số 1 sẽ đau lòng đến chết đây. Từ từ đã, tình tiết phát triển không đúng. Hẳn là không phải quan hệ mẹ con thật, chắc là Diệp Tư tiên tử cảm nhận được khí tức giống mẹ của mình trên người Lệ Chi tiên tử nên mới gọi theo bản năng thôi, đồng quái tiên sư suy đoán. Lúc này, Diệp Tư tiên tử đang nhiệt tình dẫn Lệ Chi tiên tử và Đậu Đậu vào trong bích thủy các làm khách. Bích Thủy Các đã lâu không có nhiều khách nhân náo nhiệt như vậy rồi. Vì Diệp Tư Tiên Tử nhiệt tình quá nên đồng quái tiên sư và đậu đậu cũng không tiện từ chối. Thế là đành phải đi cùng cô vào trong đại điện. Có lẽ nơi này là một chỗ hay đấy, ta sẽ trốn ở đây cho đến khi quyết chiến cùng Bắc Hà luôn. Đồng quái tiên sư vừa đi theo Diệp Tư vừa nghĩ. Ở biệt thự của Ngư Kiều Kiều tại địa khu Giang Nam. chương 618, bạn tôi lao đầu tìm chết như vậy ổn thật sao? hôm qua cao mố mô uống được một nửa thì đi gõ chứ, cho nên so ra thì cậu là người uống ít nhất trong bọn, cộng thêm tử lượng không tồi nên cậu tỉnh rượu tương đối sớm. Sau khi tỉnh rượu, cậu cầm bản thảo kịch bản chạy sang tìm Tống Thư Hàng. Cậu nóng lòng muốn cho Tống Thư Hàng xem kịch bản thú vị này lắm rồi. Lúc này Tống Thư Hàng đang nói chuyện với Ngư Kiều Kiều bật mốt mẹ già lắm lời ở ngoài ban công biệt thự về những vấn đề cần chú ý khi độ kiếp. Bây giờ Tống Thư Hàng đã đến cảnh giới đan điền thứ bảy long thủ đan điền của nhị phẩm, cách lúc độ kiếp gần lắm rồi. Hắn nhất định phải tìm hiểu tin tức liên quan đến độ kiếp thôi. Tống Thư Hàng cảm thấy thực ra tu luyện cũng giống như là đi học vậy. Quá trình tu luyện thì giống việc học hàng ngày, là thời gian dành để bồi dưỡng tri thức và nâng cao thực lực. Và mỗi lần độ kiếp để thăng lên một cảnh giới lớn thì chính là thi lên cấp 3 và thi đại học. Để độ kiếp thành công, các tu sĩ khôn chỉ cần tu luyện vất vả mà còn phải liều mạng chuẩn bị. Bây giờ hắn đang có cảm giác hệt như năm đó sắp đi thi đại học đây. Ngư Kiều kiều kể lại kinh nghiệm mình độ kiếp nhị phẩm thiên động hồi trước cho Tống thư hàng nghe. Thế nhưng ngươi chỉ có thể tham khảo kinh nghiệm của ta một chút thôi, bởi vì ta là hỗn huyết giao long và cá nên thiên kiếp sẽ khác ngươi một chút, hơn nữa năm đó ta có phụ thân ở bên cạnh bảo vệ, người còn chuẩn bị cho ta rất nhiều thứ giúp độ kiếp nữa. Tóm lại là tốt nhất ngươi nên đi hỏi các tiền bối là loài người trong nhóm cửu châu số 1 đi, sẽ hiểu biết nhiều hơn đấy. Phải chú ý đặc biệt xem lúc các tu sĩ loài người các ngươi độ kiếp thì cần chuẩn bị cái gì. Ngư Kiều Kiều nói, cảm ơn cô nhé Kiều Kiều. Tống Thư Hàng nói, tu sĩ loài người độ kiếp thì cần phải chuẩn bị cái gì. Chờ bao giờ bạch tiền bối ra thì hỏi bạch tiền bối vậy. Nếu bạch tiền bối ra chế quá thì hắn có thể hỏi các tiền bối trong nhóm cửu châu số một như Bắc Hà Tán Nhân. Độ kiếp, thấy hồi hộp quá đi. Trong lúc hắn đang suy tư thì có tiếng bước chân ở đằng sau truyền đến. Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều dừng chủ đề độ kiếp và quay đầu lại nhìn. Sau đó họ thấy Cao Mỗ mô ôm một tập bản thảo dày cộp đi tới. Thư Hàng, thì ra mày ở đây. Ủa, hóa ra Kiều Kiều cô nương cũng ở đây luôn à. Đúng là không còn gì bằng. Cao mỗ mỗ cười tâu tuét rồi chạy ra ban công, đoạn kéo một cái ghế nằm ra. Lão Cao, mày tìm tao hả? Tống Thư Hàng bật cười nhìn Cao mỗ mỗ. Hắn đã nghe Ngư Kiều Kiều kể, nghe đâu hôm qua Cao mỗ mỗ uống say rồi còn đi cào được năm vạn chữ. Bây giờ hắn chỉ cần hình dung ra cảnh Cao mỗ mỗ say vật vờ mà vẫn liều mạng gõ chữ là đã thấy buồn cười rồi. Đương nhiên là hắn cũng xót bạn thân mình lắm đã say rượu còn phải gõ chữ cơ mà, thế là thư hàng thương cảm cao mỗ mỗ tận 3 giây liền. Tao viết xong phần đầu kịch bản rồi, mang đến đây cho hai người xem đây. Cao mỗ mỗ rót trà cho mình rồi đưa kịch bản cho Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng nhận bản thảo phần mở đầu kịch bản thì kinh ngạc lắm. Trời má, hôm qua Cao mỗ mỗ không chỉ điên cuồng gõ được 5 vạn chữ, mà còn sửa sang lại kịch bản rồi in ra thành bản thảo cơ à. Cao mỗ mỗ hôm qua chắc chắn đã biến thân thành siêu pơ cao mỗ mỗ. Sau khi vừa khâm phục vừa thương cảm cao mỗ mỗ 3 giây, Tống Thư Hàng bắt đầu đọc kịch bản. Ngư Kiều Kiều cũng ghé vào đọc cùng với hắn. Bối cảnh câu chuyện là tương lai ở thế giới song song. Địa cầu bị một thế lực thần bí vô cùng cường đại tập kích đột ngột. Sau cuộc tập kích này, loài người tổn thất nghiêm trọng, bước vào thời kỳ tận thế. Đúng lúc này thì trên địa cầu lại xuất hiện một thế lực thần bí khác, đây là thế lực thần bí thứ hai. Thế lực này bảo vệ loài người, giúp cho loài người không bị hủy diệt. Thế lực bảo vệ nhân loại kia chính là những người tu tiên trong truyền thuyết, thực lực cực kỳ cường đại, những cường giả trong số đó thậm chí có thể rời non lấp bể, cưỡi mây đạp gió. Để chống đối thế lực đến tập kích kia, những người tu chân bắt đầu liên hợp lại và thu nhận đệ tử một cách rộng rãi. Bọn họ từ bỏ cuộc sống lánh đời trước kia, bước ra trước mắt người đời, đảm nhiệm vai trò bảo vệ thế gian, không hổ là Cao Mỗ Mỗ, thế giới quan ảo diệu thế này mà cũng viết ra được." Tống Thư Hàng nói. "Đương nhiên rồi." Cao Mỗ Mỗ uống một ngụm trà, đắc ý chờ mong xem Tống Thư Hàng đọc phần tiếp theo thì sẽ có biểu cảm gì. Tống Thư Hàng đọc tiếp. "Câu chuyện phát triển. Nhân vật chính là đệ tử của một môn phái tầm trung trong thế lực tu chân. Theo yêu cầu của Tống Thư Hàng, nhân vật chính đẹp trai lai láng, khí chất siêu quần. Hay ghê hay ghê." Tống Thư Hàng gật đầu, Bạch Tôn giả chắc chắn sẽ hài lòng với nhân vật này cho xem. Thế nhưng khi đọc tiếp nữa thì sắc mặt của Tống Thư Hàng trở nên rất kỳ quái. Cảnh đầu tiên khi tình tiết phim chính thức mở màn bắt đầu bằng một cuộc luận võ trong môn phái. Cuộc luận võ diễn ra giữa nhân vật chính và một sư huynh tên là Cao Thăng. Sau đó, nhân vật chính đẹp trai lai láng bị sư huynh Cao Thăng này treo lên đánh. Đấu đao pháp, đấu kiếm pháp, đấu quyền pháp, đấu chân đấu tay đủ thứ, mà nhân vật chính vẫn không thể thắng nổi Cao Thăng sư huynh. Trong đầu Tống thư hàng hiện lên hình ảnh bạch tiền bối đẹp tựa tiên nhân bị ông sư huynh Cao Thăng nào đó treo lên đánh. Tống thư hàng day day huyệt thái dương, tinh thần lực phát tác khiến cho mi tâm của hắn đau như búa bổ, thế nhưng loại đau đớn này vẫn hoàn toàn không sánh nổi cảm giác thốn tận rốn khi xem kịch bản. Cao mỗ mỗ, hỏi mày cái này được không? Tống thư hàng hỏi. Cứ việc hỏi đi. Cao mỗ mỗ đắc ý vắt chân chữ ngũ lên rung đùi. Tống Thư Hàng hỏi. Sư huynh tên cao thăng này là ai sắm vai đấy? Mày biết rồi mà còn hỏi, đương nhiên là cao mỗ mỗ đẹp trai dạng người tao đây rồi. Cao mỗ mỗ khoái trí đáp. Vừa nói xong, cao mỗ mỗ phát hiện ra ánh mắt của Tống Thư Hàng thay đổi. Ánh mắt mà Tống Thư Hàng nhìn hắn ngập tràn vẻ thương hại pha lẫn chút từ bi mơ hồ. Thậm chí, không biết có phải do ảo giác hay không mà cao mỗ mỗ lại nhìn thấy quanh người tống thư hàng tỏa ánh hào quang vàng trói giống như phật đà đại từ đại bi thương xót chúng sinh tỏa ra kim quang công đức người người đừng có nhìn tao như thế tao nói mày nghe mày không đồng ý thì tao vẫn nhét nhân vật này vào nếu không tao không viết kịch bản cho mày nữa đâu cao mỗ mỗ nói đầy cương quyết tống thư hàng gật đầu yên tâm đi tao không phản đối nhân vật này đâu thật đấy tao không phản đối mà dứt lời, Tống Thư Hàng còn vươn tay vỗ vai cao mỗ mỗ rồi thở dài u ám. Sau đó hắn truyền âm nhập mật nói với ngư kiều kiều. Kiều kiều, mộ địa ở đáy biển bán bao nhiêu tiền? Ta nghĩ phải mua cho bạn tốt của mình một cái thôi. Ngư kiều kiều ngu mặt ra. Bởi vì nhân vật chính trong kịch bản này chính là bạch tôn giả đó. Tống Thư Hàng cảm thán. Ngư kiều kiều ngộ ra chân lý. Hai người mắt qua mày lại cái gì đấy? Cao Mỗ Mỗ nói: "Có vụ gì thì nói mau ra." "Không có gì, không có gì đâu, chúng ta xem kịch bản tiếp thôi." Tống Thư Hàng cười ha hả. Đương nhiên là hắn cũng chỉ nói chơi thế thôi, Bạch Tiền Bối không nhỏ mọn như thế, chắc chắn là Bạch Tiền Bối chấp nhận được tình tiết kiểu này, bởi vì chỉ là diễn kịch thôi mà. Tống Thư Hàng tiếp tục đọc kịch bản của Cao Mỗ Mỗ. Tiếp theo Cao Thăng sư huynh không ngừng khiêu khích nhân vật chính tỷ thí 18 loại vũ khí đao thương côn bổng. Sao cứ thấy cảnh này quen quen. Đột nhiên, Tống thư hàng nhớ lại một cảnh tượng. Tiểu Bạch, ban nãy ngươi chạy đi đâu đấy? Ta cứ tưởng là ngươi lạc đường rồi. Tiểu Bạch, chúng ta luyện quyền đao kiếm côn thương được không nào? Tiểu Bạch, hãy xem quyền đao kiếm côn thương đây. Tiểu Bạch, tiếp chiêu. Nào nào, Tiểu Bạch, hôm nay luyện đến đây thôi mai ta lại tìm ngươi chơi nhé. Nhạc nền là một chàng tiếng nhạc ngừa. The fuck, sa mạc minh mông và thiếu niên áo xanh. Nghĩ đến đây thì Tống Thư Hàng nhìn cao mỗ mỗ với ánh mắt cực kỳ quỷ dị, hình như bản thân nhà mình vô tình nghịch dại rồi. Phải dùng kịch bản này thật đấy hả? Nếu mà dùng thì không chỉ có cao mỗ mỗ gặp xui xẻo đâu. Nếu đưa kịch bản này cho Bạch Tiền Bối, có khi nào Bạch Tiền Bối nghĩ mình mượn kịch bản để âm thầm sóc xiểm gì không? đến lúc đó đứa vô tình tìm chết là cao mỗ mỗ, nhưng thằng gánh nhọ là hắn đây này. Thôi, cứ để đoạn này lại xem đoạn sau nói gì rồi tính tiếp. Tống Thư Hàng dây dây huyệt thái dương rồi hít sâu một hơi và đọc tiếp. Trong câu chuyện, sau khi nhân vật chính bị cao thăng sư huynh nhét hành đủ kiểu thì có một sư tỷ sinh đẹp xuất hiện, bôi thuốc cho hắn, trị thương cho hắn. Tình tiết này không tồi, sư tỷ vừa lên sàn đã hiện lên với dáng vẻ của một ngự tỷ dịu dàng, tuyệt lắm. Nhưng ngay sau đó thì diễn biến lại đánh lái. Tự nhiên sư tỷ sắp kết hôn rồi, mà Tân Lang lại còn không phải là nhân vật chính. May mà sư tỷ hẹn với nhân vật chính là nếu ngươi đến tìm ta vào ngày đại hôn thì chỉ cần ngươi tới, ta sẽ bất chấp tất cả mà bái đường với ngươi. Theo một tiết thông thường thì hẳn là sau đó nhân vật chính sẽ bộc phát sức mạnh, đại náo hôn lễ của sư tỷ rồi bái đường thành thân với sư tỷ đúng không? Nhưng mà Cao Mỗ mỗ ra bài không theo lối thường trên đường chạy tới hôn lễ của sư tỷ, nhân vật chính bị thế lực thần bí đối địch đánh lén, hôn mê mấy ngày liền, bỏ lỡ lễ thành thân của sư tỷ luôn. Khi hắn tỉnh lại thì sư tỷ đã trở thành đạo lữ song tu của người khác rồi. Sau đó cao mỗ mỗ miêu tả nỗi đau của nhân vật chính khi mất đi sư tỷ của mình, hắn hối hận đến cao tim rách phổi, hắn bi thương như thác núi lư chảy ngược đến trời. Tìm chết thế này thật sự ổn sao? Tống Thư Hàng lại ngẩng lên nhìn cao mỗ mỗ. Đoạn này là sáng kiến của Thiên Nhai Tử đạo trưởng đấy, tuyệt lắm đúng không?" Cao Mỗ mỗ cười phớ lớ rồi chỉ vào một góc kịch bản, chỗ đó còn đánh dấu tư liệu do Thiên Nhai Tử đạo trưởng cung cấp. Tống Thư Hàng cảm thấy đầu mình lại nhức bưng bưng. Quả nhiên để cho Thiên Nhai Tử đạo trưởng vào biệt thự này là một sai lầm lớn mà. Đáng chết, đến lúc đó nếu Bạch Tôn giả có ý kiến gì với đoạn kịch bản này thì hắn nhất định phải bán Thiên Nhai Tử đạo trưởng mới được. Tống Thư Hàng thầm nghĩ trong lòng hắn tiếp tục đọc. Nhân vật chính mất đi sư tỷ thì uống rượu tiêu sầu một thời gian, sau đó hắn gặp nữ chính thứ hai. Đó là một thiếu nữ rất xinh đẹp, có sở thích là đọc sách. Cô thích ngồi trong tiệm sách đọc sách với nhân vật chính, thích vui mình trong sách, thích ngắm tịch dương với nhân vật chính và thích ăn chân gà. chương 619, tối nay, thần công của ta đại thành rồi. Thuộc tính nhân vật của nữ chính thứ hai được cao mỗ mỗ viết theo y hệt đam mê của Tống Thư Hàng thích gì viết nấy. Cho nên Tống Thư Hàng thích mê nhân vật nữ mới xuất hiện này luôn và ngay. Chính là cảm giác này, chính là hương vị này. Cô gái này rất tuyệt, rất phù hợp với tam quan của hắn. Thư Hàng đang muốn khen cao mỗ mỗ một câu, nhưng khi nghĩ đến cô sư tỷ đi lấy chồng làm người ta cảm thấy như nuốt phải gai kia, hắn lại nén câu khen ngợi ấy xuống. Xem tình tiết diễn biến thế nào đã rồi tính sau. Tống Thư Hàng hiểu ra kịch bản này chứa đựng ác y mãnh liệt của Cao Mỗ Mỗ. Trong lúc chưa thấy được kết cục thì hắn không dám hạ bất cứ quyết định nào một cách dễ dàng. Sau đó, đọc thêm một tí thì cô nữ chính thứ hai rất hợp khẩu vị của Tống Thư Hàng đột nhiên, sắp thăng thiên rồi. Đậu má, sắp thăng thiên, thế mà nữ chính lại muốn bỏ nam chính để thăng thiên một mình. Bởi vì nữ chính thứ hai này là một hồn ma. Thiến nữ u hồn, nữ chính mới xuất hiện vốn ôm một bụng bất mãn đối với thế giới này, thế nhưng vì nam chính mà bất mãn tiêu tán, cuối cùng buông bỏ hết thảy, linh hồn siêu thoát. Thế nhưng lúc này thì vấn đề xuất hiện. Nếu cô muốn thăng thiên thuận lợi thì phải cướp được cho cốt về từ tay kẻ thù. Mà không cần nói cũng biết kẻ thù chính là thế lực thần bí đối địch kia. Đọc đến đây, Tống Thư Hàng đau gan quá. Cao mỗ mỗ, mày cố ý phỏng, Tống Thư Hàng thốt lên. Cái hiện thực, đang yêu dở yêu giang, đang phát triển tình cảm theo chiều hướng người yêu người đương thì ta đột nhiên phát hiện ra đối tượng của mình là một hồn ma thực sự quá tàn khốc. Cao mỗ mỗ nhất định muốn bắt hắn trải nghiệm sự tàn khốc này trong một bộ phim ảo sao. Bạn khỉ gì? Há 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 há, sao nào? Kịch bản này hay tuyệt cú mèo đúng không? Cao mỗ mỗ cười hả hê. Khi Tống Thư Hàng thấy cái mặt cười nham nhở của thằng bạn thân thì tim cũng nhoi nhói hắn đang suy xét không biết có nên tẩy não cao mỗ mỗ để sửa kịch bản hay không đây, bước bối quá. Chật chật, vì thời gian có hạn nên tạm thời tao viết đoạn mở đầu đến đây cái đã. Sau đó các nhân vật khác sẽ nối nhau lên sàn, rồi triển khai các cảnh đánh nhau hoành tráng, vụ này tao thạo lắm. Cao mỗ mỗ nói, à đúng rồi, còn cảnh giới của người tu tiên nữa, mày thấy kiểu kim loại hay hơn hay kiểu đánh số hay hơn? Kiểu kim loại, kiểu đánh số, tống thư hàng ngu mặt thì kiểu thanh đồng, bạch ngân, hay là đổi thành cấp 1, cấp 2, cấp 3, nhất phẩm, nhị phẩm, tam phẩm. Cao mỗ mỗ nói, quyết định dùng kiểu kim loại đi, kiểu đó nghe ngầu. Tống thư hàng đáp chắc nịch, kiểu đặt tên theo kim loại đó làm hắn nhớ tới một trò chơi hồi cấp 2. Năm đó kỹ thuật của hắn siêu nát, thường xuyên hại đồng đội chết lên chết xuống, thế nhưng điều đó vẫn chẳng ngăn nổi tình yêu bỏng cháy của hắn dành cho trò chơi nọ. Đó là một hồi ức tốt đẹp vô cùng cho nên vừa nghe cao mỗ mỗ nói xong thì hắn chọn kiểu kim loại ngay. Không hổ là bản thân tao, cách nghĩ giống tao lắm. Cao mỗ mỗ nói, sau đó hắn vung tuyệt bút, đánh dấu lựa chọn vào kiểu đặt tên theo kim loại cho hệ thống thăng cấp trong sổ tay. Hôm qua thiên nhai tử đạo trưởng khổ sở lại nhảy nửa ngày chơi, cuối cùng thành công dã tràng hết. À, cũng không tính là công dã tràng, ít nhất thì kinh nghiệm cuộc đời của đạo trưởng cũng đã trở thành một phần trong kịch bản của Cao Mỗ Mỗ, thế là đáng mừng lắm rồi. Tống Thư Hàng vất vả lắm mới dần được mong muốn xé tan bản thảo. Hắn hỏi, Cao Mỗ Mỗ, bao giờ thì mày viết xong được? Khoảng một tháng là tao hoàn thiện kịch bản gốc, Cao Mỗ Mỗ nghĩ ngợi một chút rồi nói, Trung Quy nó chỉ là một chuyện ngắn nên cũng không mất nhiều thời gian. Thế thì tốt, Tống Thư Hàng nói, khoảng một tháng là đúng thời điểm hắn trở về từ vũ trụ đến lúc đó hắn có thể liên hệ với các tiền bối trong nhóm để bắt đầu công tác chuẩn bị quay phim rồi. Nhưng mà tao chưa viết kịch bản phim bao giờ, muốn chuyển thể chuyện thành kịch bản chắc phải cải biên một tí nhỉ? Cao mỗ mỗ hỏi. Ngư kiều kiều mỉm cười. Không thành vấn đề, ta có thể liên hệ với biên kịch phim chuyên nghiệp, bảo hắn phối hợp với ngươi để chuyển thể kịch bản, bảo đảm cải biên xong mà vẫn giữ nguyên câu chuyện gốc. Được thế thì còn gì bằng? Cao mỗ mỗ nói thế thì hắn còn có thể học tập với biên kịch chuyên nghiệp một chút xem cách chuyển thể kịch bản phim ra làm sao. Nhưng mà cao tiên sinh này, ta muốn hỏi một câu. Ngư Kiều Kiều chỉ vào kịch bản rồi hỏi rất đối dịu dàng, đây là một câu chuyện thú vị và vui vẻ sao? Sở dĩ cô nghĩ trăm phương ngàn kế túm cao mỗ mỗ đến đây chính là để hắn viết một câu chuyện thú vị và vui vẻ. Thế nhưng phần mở đầu của cao mỗ mỗ bị sao vậy chứ? Chẳng thấy vui vẻ tí nào, còn hơi u buồn nữa là khác yên tâm đi kiều kiều tiểu thư cao mỗ mỗ cam đoan đây chắc chắn sẽ là một câu chuyện thú vị đúng vậy thú vị lắm lắm luôn còn vui hay không vui thì hắn không cam đoan nhé ngư kiều kiều nghe cao mỗ mỗ cam đoan xong thì gật đầu cũng đúng câu chuyện chỉ vừa mới bắt đầu thôi mà ngư kiều kiều vui vẻ nói vậy đi tối nay chúng ta lại uống rượu chúc mừng chúc mừng cao tiên sinh viết xong phần đầu kịch bản thử xem cao mỗ mỗ lại quá chén thì có thể bung thêm 5 vạn chữ nữa hay không. Vừa nghe đến rượu thì mặt mũi cao mỗ mỗ trắng bệch ra. Tống thư hàng thấy đầu mình cũng nhưng nhức. Vừa mới tỉnh xong, lại uống à. Đêm đó tống thư hàng lại say khướt. Chủ nhà ngư kiều kiều nhiệt tình đề nghị tối đó lại uống một bữa mừng cao mỗ mỗ viết xong dạo đầu. Chẳng có cách nào mà từ chối lý do chúc mừng này cả. Hơn nữa ngư kiều kiều lại còn nhiệt tình quá đỗi. Thế là đêm đó Tống Thư Hàng, mấy người bạn cùng phòng và cả cô bạn gái nhà y của Cao Mỗ Mỗ đều uống say túy lúy, sau đó được người hầu đưa về phòng mình. Cao Mỗ Mỗ và bạn gái nhà y của hắn ôm nhau ngủ mất giấc quá nhanh, không thể bung lụa năm vạn chữ như Ngư Kiều Kiều mong muốn. Ngư Kiều Kiều đắng hết cả lòng. Dạng sáng thứ sáu, ngày 9 tháng 8, Tống Thư Hàng mơ màng tỉnh lại. Đau đầu quá, Đêm qua hắn khống chế lượng rượu nên chỉ say thôi chứ không say chết như hôm trước. Thế nhưng bây giờ tinh thần lực của hắn quá cường đại, cứ một lúc lại chấn động trong đầu hắn như búa gõ. Một lúc lại ong ong, một lúc lại ong ong, làm Tống Thư Hàng bị nện tỉnh luôn. Hơn nữa vì đau quá nên Tống Thư Hàng không ngủ được. Hắn mất ngủ. Tống Thư Hàng day day mắt rồi cười chua xót. Đậu má, căn bản là không muốn cho hắn nghỉ ngơi mà đau đớn do tinh thần lực tăng vọt đã không thuộc phạm trù, có thể bỏ qua, được nữa. Trước khi tăng cường thể chất lên mức tương xứng hoặc tìm ra cách giải quyết, thì nghe chừng hắn còn phải mất ngủ một thời gian dài. Thực lực tu vi của Tống Thư Hàng bây giờ vẫn chưa đạt tới trình độ có thể không ngủ cả tháng trời. Không ngủ tối đa 7-8 hôm là trạng thái của hắn sẽ bị ảnh hưởng. Tống Thư Hàng thở dài u ám rồi bò dậy khỏi giường, mở cửa ban công, đi ra ngoài địa khu Giang Nam vào thời điểm nửa đêm về sáng vẫn sáng trưng đèn đuốc. Những quán ăn đêm bán đồ nướng và hải sản ven đường đang rất đông vui. Đẹp quá, Tống Thư Hàng bất giác cảm thán một tiếng. Ngắm cảnh đêm một lúc, Tống Thư Hàng về phòng, lấy hộp đựng linh thú tinh ra. Nếu không ngủ được thì tu luyện thôi. Hắn cảm thấy linh thú tinh mình thôn phệ vào cơ thể ngày hôm qua đã được hấp thu triệt để và ôn dưỡng hoàn tất, có thể thôn phệ tiếp được rồi. Hơn nữa ngày hôm qua hắn đột phá nhiều tiểu cảnh giới một lúc như thế, chắc là hôm nay có thể thôn vệ được nhiều linh thú tinh hơn một chút nhỉ. Hắn lấy 5 viên linh thú tinh ra trước, lần này là 5 loại, sư tử, hổ, báo, sói, cáo. Kinh thôn thuật vận chuyển, linh thú tinh loại sư tử được tống thư hàng nuốt vào bụng, tiêu hóa và hấp thu tinh hoa. Bên cạnh hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí trong bản nguyên đan điền có thêm một ảo ảnh sư tử, tiến gần hơn một bước đến độ hoàn mỹ sau đó linh lực trong linh thú tinh được chuyển hóa thành chân khí và đổ vào đan điền của Tống Thư Hàng. Đặc biệt là từ đan điền thứ tư long khu đan điền tới đan điền thứ bảy long thủ đan điền đều được năng lượng phẩm chất cao chiếm cứ, căng tràn, không dung nạp được thêm chân khí nữa. Sau khi trợ giúp Tống Thư Hàng đột phá cảnh giới thì luồng năng lượng phẩm chất cao ấy vẫn chiếm cứ đan điền của hắn. Nó vô cùng cường đại, sau khi tiến vào đan điền của Tống Thư Hàng, Tuy rằng cũng được ôn dưỡng dần dần để chuyển thành chân khí của hắn thế nhưng quá trình này thực sự rất chậm. Nếu không có ngoại lực giúp đỡ thì thời gian tống thư hàng tự chuyển hóa được nó phải tính bằng đơn vị năm. Vì tiền đề này, cho nên linh lực trong linh thú tinh mà tống thư hàng thôn vệ hóa thành chân khí rồi còn chưa ôn dưỡng xong thì đã bị năng lượng phẩm chất cao trong đan điền thứ bảy long thủ đan điền cưỡng chế đẩy vào bình cảnh. Thế nhưng năng lượng của một viên linh thú tinh thì làm sao có thể phá tan được bình cảnh? cho nên chỉ trong nháy mắt, linh lực của linh thú tinh loại sư tử mà tống thư hàng thôn vệ và hấp thu đã tiêu hao đến mức chẳng còn bao nhiêu. Vụ này lãng phí quá đi mất. Khác gì lãng phí linh khí trong linh thạch đâu. Thế nhưng hai mắt của tống thư hàng lại sáng ngời lên. Tuy chân khí sau khi thôn vệ linh thú tinh còn chưa được ôn dưỡng hoàn tất đã bị tiêu hao vô nghĩa, nhưng trong bản nguyên đan điền của hắn, bên cạnh hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí đã có một ảo ảnh sư tử xuất hiện. Thế này, chẳng phải nghĩa là Tống Thư Hàng có thể nuốt một lúc 33 loại linh thú tinh mà không sợ chân khí trong cơ thể tăng vọt hay sao? Tuy làm vậy rất lãng phí linh thú tinh, thế nhưng lại có thể tiết kiệm cho Tống Thư Hàng thời gian mấy ngày để hình thành Ngụy Tiên Thiên chân khí sớm hơn một chút. Dù không có lãi, thế nhưng đối với mình bây giờ thì đây đã là lựa chọn tốt nhất rồi. Cứ thử xem đi, Tống Thư Hàng lại thử thôn phệ thêm linh thú tinh loại hổ bản nguyên đan điền có thêm ảo ảnh của hổ hệt như lần trước. Chân khí hấp thu được qua việc thôn vệ còn chưa ôn dưỡng xong đã bị đưa vào cửa ải giữa đan điền thứ bảy và đan điền thứ tám và tiêu hao hết. Có hy vọng, nếu cứ duy trì thế này thì hôm nay mình sẽ nuốt chọn 33 linh thú tinh, ngưng tụ ra đạo, ngụy tiên thiên chân khí kia. Tống thư hàng vui vẻ trong lòng. Thư hàng thôn vệ hết viên linh thú tinh này đến viên linh thú tinh khác. Báo, sói, cáo, điêu, Gấu, voi, vượn, gà, hạc, nhạt, ưng, rắn, rùa, tê tê, thỏ, chuột, cá voi, cá heo, cua, tôm, cá mực. Cộng thêm cá mập, dê, ngựa, lừa, lạc đà, trâu, hươu, heo, chó, mèo, sư tử, hổ, vừa đủ 33 linh thú tinh. Sau khi thôn vệ xong viên linh thú tinh cuối cùng bên cạnh đạo hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí trong đan điền của Tống Thư Hàng đã có 33 ảo ảnh linh thú chuyển động quay vòng nhanh chóng. Sau khi chuyển động đủ 33 vòng, những ảo ảnh ấy bắt đầu dung hợp với nhau. Tống Thư Hàng luyện trương cự kình trong tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, cho nên 33 ảo ảnh dùng, cự kình, làm hình thái cơ sở để dung hợp lại. Mỗi khi một ảo ảnh thú dung hợp đều sẽ làm thay đổi một bộ phận trong ảo ảnh cự kinh cứ 2 đến 3 giây lại có một ảo ảnh thần thú được dung nhập xong. 2 phút sau, ảo ảnh cự kình dung hòa 33 loài thú đã biến thành một quái vật đáng sợ. Nó có đủ hết đặc thù của 33 loài thú với bốn chân thú trắng kiệt, bầm sư tử, phải cứng, sừng nhọn, xúc tu mực, cánh chim. Sau khi con thú lớn dữ tợn này thành hình, nó đi xung quanh đạo hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí, sau đó há miệng nuốt đạo hình thái ban đầu của tiên thiên chân khí ấy vào bụng đây đúng là bước cuối cùng của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công. Con thú khổng lồ này sẽ biến thành tiên thiên chân khí viên mãn của hắn. Có được tam thập tam thú tiên thiên chân khí, thì tốc độ tu luyện của Tống Thư Hàng sau khi tấn chức tam phẩm sẽ không thua gì các thiên tài tu luyện từ thuở nhỏ. Đây chính là công pháp thích hợp nhất với Tống Thư Hàng trong thời gian trước mắt mà Bạch Tôn Giả đã nói. Thế nhưng, công năng của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công công pháp chân phái của thần thú bộ truyền thừa từ thiên đình cũ làm sao có thể đơn giản như thế. Năm đó tam thập tam thần thú tông cũng là môn phái lớn nổi danh trong thiên hạ. Đệ tử mà bọn họ thu nhận chẳng lẽ không tu luyện từ nhỏ hay sao? Chẳng lẽ chúng nhất định cứ phải bỏ qua thời kỳ tu luyện hoàng kim, để rồi vất vả tu luyện tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công để bổ khuyết thiếu hụt của mình à? Đương nhiên không phải như thế. Khi Tống Thư Hàng ngưng tụ thành công tam thập tam thú tiên thiên chân khí, thì lấy tam thập tam thú tiên thiên chân khí làm trung tâm, khí tức thiên tiên chân khí bắt đầu khuếch tán. Nó bắt đầu thay đổi chân khí toàn thân của Tống Thư Hàng chẳng khác gì đổ thuốc nhuộm vào một vải nước trong. Tốc độ thay đổi nhanh khủng khiếp. Chỉ trong thời gian vài hơi thở, toàn bộ chân khí trong khí hải đan điền của Tống Thư Hàng đã được chuyển hóa thành tam thập tam thú tiên thiên chân khí. Ngay sau đó, sự chuyển hóa này lan vào các đan điền còn lại của hắn. Cuối cùng thần công cũng đại thành. Trong lòng Tống thư hàng hơi kích động, khi Bạch Tôn giả ra khỏi di tích mà thấy hắn thế này thì chắc chắn là sẽ ngạc nhiên lắm nhỉ. Ngay cả chính hắn cũng không thể tin được, chỉ trong thời gian ngắn như thế mà mình lại có thể có được 33 linh thú tinh hoàn chỉnh và ngưng tụ được thiên tiên chân khí thế này. Chương 620, Thiên kiếp biết binh pháp, hỏi ngươi có sợ không? Vì bị luồng năng lượng phẩm chất cao mà đại năng chiếm đoạt linh quỷ truyền sang trùng kích, cho nên bình cảnh đan điền thứ 8 của Tống Thư Hàng vốn đã ở trong tình trạng lung lay trực đổ. Vào sát na tam thập tam thú tiên thiên chân khí hình thành trong cơ thể Tống Thư Hàng, cuối cùng bình cảnh không chống đỡ được nữa mà đi đời nhà ma. Khởi điểm từ bản nguyên đan điền, tam thập tam thú tiên thiên chân khí khổng lồ trong thân thể Tống Thư Hàng bắt đầu bùng nổ mãnh liệt. Tiên thiên chân khí hội tụ ở Long Vĩ đan điền, rồi trải qua năm đan điền Long Trảo, Long Khu, Long Trường, Long Cảnh. Mỗi khi trải qua một đan điền, đạo Tam thập tam thú tiên thiên chân khí kia lại mạnh thêm như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Đặc biệt là trong các đan điền phía sau có năng lượng phẩm chất cao do vị đại năng kia truyền công sang. Luồng năng lượng phẩm chất cao kia chẳng khác nào băng hàn vạn cổ từ từ hòa tan. Chân khí mà nó chuyển hóa ra cũng có phẩm chất cực cao. Sau khi dung hợp phần chân khí này, Tam thập tam thú tiên thiên chân khí tăng vọt điên cuồng cả về số lượng và chất lượng. Cuối cùng luồng tam thập tam thú tiên thiên chân khí khổng lồ rót hết vào đan điền thứ tám long giác đan điền. Làm tràn đầy đan điền thứ tám chỉ trong khoảnh khắc. Lấp đầy luôn. Tống thư Hàng khóc không ra nước mắt. Thế mà lấp đầy một mạch luôn rồi. Uy lực của tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công vượt xa trong tưởng tượng của hắn. Sau khi tu sĩ bình thường đã thông long giác đan điền thì cần có thêm một quá trình tích lũy chân khí. Bọn họ phải lấp đầy long giác đan điền rồi mới chuẩn bị độ kiếp. Thế nhưng Tống Thư Hàng hoàn toàn không đi đường bình thường, hắn đốt cháy luôn giai đoạn tích lũy chân khí. Chân khí tràn đầy đan điền thứ 8, thế mà tam thập tam thú tiên thiên chân khí trong bản nguyên đan điền và bảy đan điền còn lại vẫn không ngừng sinh sôi cuồn cuộn. Tiên thiên chân khí từ 8 đan điền sinh ra đều đổ vào long giác đan điền. Cuối cùng, toàn bộ chân khí từ long giác đan điền bắn ra, tỏa vào trong trời đất. Chỉ trong nháy mắt, linh khí quanh người Tống Thư Hàng trở nên vô cùng đậm đặc mấy bồn hoa trong phòng tắm mình trong linh lực mà lớn nhanh như thổi. Thời gian mới qua vài hơi thở, chúng đã nở hoa. Nếu sau này Tống Thư Hàng hết tiền, thì mở tiệm bán hoa nghe chừng lãi lắm. Tống Thư Hàng ngừng vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, thế nhưng chân khí trong cơ thể hắn vẫn không ngừng phun trào. Trong mơ hồ, hắn cảm giác thấy một lực lượng thần bí trong thiên địa đang bị chân khí phun trào trong cơ thể mình thu hút tới. Tống Thư Hàng biến sắc, Lực lượng thần bí bị thu hút đến chính là thiên kiếp. Thiên kiếp làm cho tu sĩ vừa yêu lại vừa hận, yêu ở chỗ chỉ cần độ kiếp thành công thì cảnh giới và thực lực sẽ tăng lên một bậc. Hận ở chỗ từ xưa đến nay đã có không biết bao nhiêu tu sĩ chết vì thiên kiếp mà kể nữa rồi. Nếu chân khí của Tống thư Hàng cứ phun trào thế này thì thiên kiếp sẽ thành hình, sau đó giáng xuống đầu hắn. Đừng mà, Tống thư Hàng chỉ hận không thể thò tay ra mà chặn kín long giác đan điền của mình lại thôi. Thế nhưng chuyện này là không khả thi, bây giờ hắn đã tiến vào hình thức độ kiếp rồi. Cho dù không tu luyện nữa thì cơ thể vẫn sẽ sinh ra chân khí cuồn cuộn không ngừng, chân khí vẫn sẽ phun trào từ long giác đan điền ra. Thiên kiếp đã không thể ngăn cản được nữa. Tống thư Hàng chưa độ kiếp bao giờ, thế nhưng hôm qua Ngư Kiều Kiều nói là thiên kiếp nhị phẩm chủ yếu chỉ có lôi kiếp là chính, ít khi gia tăng thêm các thuộc tính linh tinh khác như thiên kiếp chi hỏa, gì đó dựa theo độ nhỏ của tu sĩ mà thiên kiếp nhị phẩm chia làm 5 đến 10 đợt. Đợt sau mạnh hơn và rộng hơn đợt trước. Nếu may mắn thì tu sĩ có thể thăng lên chiến vương tam phẩm chỉ sau 5 đợt thiên kiếp. Nếu số nhỏ thì phải chịu cả 10 đợt mới xong. 5 đợt và 10 đợt là hai khái niệm hoàn toàn khác biệt. Tóm lại, đến cả thiên kiếp cũng chọn mặt dáng đòn. Đúng là tuyệt vọng với cái thế giới nhìn mặt và nhìn vận may này mà. Nếu lôi kiếp sắp đến thì đương nhiên Tống Thư Hàng không thể độ kiếp ở trong biệt thự của Ngư Kiều Kiều được. Hắn lập tức phi xuống khỏi giường rồi mở cửa sổ ra và nhảy từ tầng 2 xuống. Sau đó Tống Thư Hàng vận chuyển thân pháp quân tử vạn lý hành, lao vọt về phía ngoại ô trấn Hồng Hà của địa khu Giang Nam. Đám cao mỗ mỗ và thổ ba vẫn còn đang ở trong biệt thự, vạn nhất thiên kiếp lan đến chỗ họ thì biết làm sao. Bọn họ là người thường, bị thiên kiếp đánh thì chắc chắn sẽ hóa thành cho bụi khi tống thư hàng phóng ra khỏi biệt thự thì ngư kiều kiều cũng xông ra từ trong phòng và theo sát sau lưng hắn cô đang ngà ngà say thì bị khí tức của thiên kiếp gọi choàng tỉnh thư hàng người lại bị truyền công hà ngư kiều kiều hỏi đầy lo lắng hôm nay trước khi đi ngủ tống thư hàng vẫn ở cảnh giới đan điền thứ bảy của nhị phẩm sau đến nửa đêm tự nhiên lại đột phá đến tận đan điền thứ tám và bắt đầu độ kiếp rồi tống thư hàng nghe thấy tiếng ngư kiều kiều thì trong lòng chấn định hơn nhiều hắn méo mặt đáp hôm nay thì không phải bị truyền công, mà là ta tự đâm đầu vào chỗ chết. Ngươi làm cái gì thế hả? Ngư Kiều Kiều hỏi. Hôm nay ta ăn một lúc hết linh thú tinh của 33 loài thú, thăng cấp đạo thiên tiên chân khí trong cơ thể thành tam thập tam thú thiên tiên thiên chân khí hoàn mỹ. Không lâu sau khi thần công đại thành thì đan điền thứ 8 của ta bị đột phá. Chân khí của tam thập tam thú thiên tiên thiên nhất khí công châu bò cực, nó lấp đầy đan điền thứ 8 của ta rồi gọi thiên kiếp tới luôn. Tống thư hàng đổ lệ chứa chan. Ngư Kiều Kiều, gạch nối, no làm thì no chết, tại sao Tống Thư Hàng không hiểu đạo lý này vậy hả? Bây giờ chân khí trong cơ thể ta hoàn toàn không dừng được. Ta cảm giác thấy thiên kiếp sắp hạ xuống đến nơi rồi. Tống Thư Hàng vội la lên, Kiều Kiều, cô có biết gần đây có chỗ nào để độ kiếp mà không bị người khác quấy dày không? Để ta đưa người đi, người cố điều chỉnh trạng thái của mình đi. Cả người Ngư Kiều Kiều nhoáng lên một cái, dừng ngay sau lưng Tống Thư Hàng sau đó một pháp bảo phi hành xuất hiện dưới chân Ngư Kiều Kiều rồi đưa cô phóng vụt lên cao. Ba phút sau, Ngư Kiều Kiều đưa Tống Thư Hàng đến một sơn cốc ngoại ô trấn Hồng Hà ở địa khu Giang Nam. Bình thường thì tu sĩ phải chọn lựa nơi độ kiếp của mình rất kỹ càng. Ví dụ như trong thiên kiếp mà có hỏa kiếp thì phải chọn nơi hơi nước dồi dào, trong thiên kiếp có thủy kiếp thì phải chọn sa mạc hoặc một nơi tương tự thế. Thế nhưng bây giờ Tống Thư Hàng căn bản không kịp chọn, hắn chỉ có thể miễn cưỡng chọn một nơi hẻo lánh ở xa trấn nhỏ và không có bóng người mà thôi. Ngư Kiều Kiều hỏi, đủ đan dược không? Đủ rồi, Tống Thư Hàng đáp. Lần trước trong đống quà mà các tiền bối của nhóm cửu châu số một tặng hắn có cả đan dược. Hắn cơ hồ chưa hề dùng đến nên vẫn còn rất nhiều. Ngư Kiều Kiều lại hỏi, pháp bảo thì sao? Người có pháp bảo gì thì lấy ra đeo hết lên đi. Tống Thư Hàng lập tức lấy áo cà sa ngọc bích trong túi thu nhỏ một tấc ra mặc lên người, sau đó rút cả bảo đao bá toái ra cầm trong tay. Nhẫn cổ đồng và bùa hộ mệnh thanh phong ra tốc đều ở trong trạng thái sẵn sàng khởi động. Sau đó hắn đeo thêm cả sợi xích vàng. Sợi xích vàng này có thể giúp hắn vận chuyển tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công càng thêm thông thuận. Lúc độ kiếp thì không được phép bỏ qua bất cứ một vật tăng thêm sức mạnh nào dù là nhỏ nhất. Cuối cùng hắn lấy một viên hỏa sơn đan ngậm vào miệng đây là đan dược khôi phục một lượng lớn chân khí trong thời gian ngắn. Nếu khi độ kiếp mà không đủ chân khí thì nuốt ực một cái là xong. Làm xong tất cả những việc này, Tống Thư Hàng nắm chặt bảo đao bá toái, chân khí trên người không ngừng phun trào. Người cứ thế thôi hả? Không có pháp bảo loại phòng ngự nào à? Ngư Kiều Kiều hỏi. Tống Thư Hàng cười khổ mà lắc đầu, trừ chiếc áo cà sa ngọc bích trên người, hắn không còn bất cứ trang bị phòng ngự nào khác cả bởi vì hắn không ngờ mình sẽ độ kiếp đột ngột như thế hắn chẳng hề phòng bị chút nào thậm chí hắn còn chưa kịp hỏi các tiền bối trong nhóm cửu châu số một xem khi tu sĩ loài người độ kiếp thì cần chú ý gì nữa người từ từ vài hôm rồi hắn độ kiếp được không ta lo muốn chết ngư kiều kiều suốt ruột suốt gan ngư kiều kiều nhớ khi cô độ kiếp thì phụ thân giao bá chân quân đã cho cô cả chục loại pháp bảo phòng ngự còn giúp cô bày trận pháp phòng ngự hết lớp này đến lớp khác ở một đảo nhỏ ngoài đông hải những trận pháp ấy phải do Ngư Kiều Kiều tự tay vẽ ra, giao bá chân quân không thể vẽ thay cô được. Thiên kiếp là việc rất riêng tư. Nếu có người nhúng tay hỗ trợ thì uy lực của thiên kiếp sẽ tăng lên. Người hỗ trợ càng mạnh thì uy lực của thiên kiếp lại càng cường đại. Vì nguyên nhân ấy, nên dù Ngư Kiều Kiều nắm giữ rất nhiều trận pháp phòng ngự nhưng lại không thể bố trí thay cho Tống Thư Hàng. Mà trong thời gian cấp bách thế này, Tống Thư Hàng lại không tài nào học được cách bố trí các trận pháp phòng ngự ấy chưa nói tới rất nhiều trận pháp phòng ngự trong số đó là bí kỹ gia truyền của giao bá chân quân, không truyền ra bên ngoài, mà chỉ riêng bản thân trận pháp đã là một môn học vấn phức tạp đề cập đến rất nhiều kiến thức lý luận trụ cột, không phải cứ copy paste như trên máy tính là ra. Tống Thư Hàng không thể học được cách bố trí trận pháp trong thời gian ngắn. Quan trọng hơn là bây giờ Tống Thư Hàng hoàn toàn không có tài liệu để mà bày trận. Cho dù hắn học một biết mười, biết cách bày trận chỉ trong nháy mắt, mà không có tài liệu bày trận thì cũng chẳng bố trí ra được trận pháp độ kiếp nào hữu dụng. Mắt thấy thiên kiếp ngày càng tới gần, ngư kiều kiều thở dài nói. Thư hàng, người đừng chết nhé. Ta cảm thấy, lần này ta sẽ chết thật mất. Tống thư hàng quay đầu lại, cười gượng gạo, bởi vì hắn cảm giác được số đợt thiên kiếp của hắn có lẽ không ít chút nào. Bởi vì hắn luyện thành tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, nên toàn bộ chân khí trong cơ thể đều chuyển hóa thành một loại chân khí gần như tiên thiên chân khí. Tiên thiên chân khí là chân khí của tu sĩ tứ phẩm. Chân khí của Tống Thư Hàng bây giờ tuy không phải là tiên thiên chân khí, thế nhưng phẩm chất thì đã gần bằng chân khí của tứ phẩm rồi. Hơn nữa hắn lại còn có tinh thần lực cường đại hơn tu sĩ tam phẩm bình thường gấp mấy lần. Hai thứ kết hợp với nhau đẩy thiên kiếp của Tống Thư Hàng lên một cấp độ đáng sợ. Tống Thư Hàng cảm thấy thiên kiếp mà mình sắp gặp phải sẽ cực kỳ mạnh. Đủ cả 10 đợt không chừng. Ngư Kiều Kiều cả giận nói. Phủi phui cái mồm, chỉ biết nói gở. Ta cảm thấy thiên kiếp của ta ít nhất phải 10 đợt. Tống Thư Hàng thở dài. Lúc trước, từ khi ấn phím gia nhập nhóm cửu châu số 1 thì hắn đã giác ngộ, dù phải đối mặt với nguy hiểm tính mạng do thiên kiếp cũng không sợ. Thế nhưng không ngờ là giác ngộ mới có mấy tháng mà đã sắp biến thành sự thật rồi. Ngư Kiều Kiều, gạch nối. Cô không biết phải an ủi Tống Thư Hàng thế nào nữa. Mười đợt thiên kiếp mà Tống Thư Hàng lại chẳng chuẩn bị gì. Tình hình này đúng là 9,9% chết 0,1% sống mà. Ngư Kiều Kiều chỉ còn biết im lặng cầu nguyện. Đồng thời, cô cũng bắt đầu tích tụ lực lượng. Nếu Thư Hàng độ kiếp thất bại thật, thì dù cô liều mạng cũng phải ra tay, thử xem có thể đánh tan thiên kiếp hay không. 8 phút sau, chân khí trên người tống thư hàng phun trào càng thêm đậm đặc cỏ cây trong sơn cốc được linh khí tắm tưới đều trở nên tốt tươi ngay cả thân thể của tống thư hàng cũng xảy ra biến hóa thế nhưng biến hóa này quá nhỏ cho nên tống thư hàng chuẩn bị độ kiếp không thể tự phát hiện ra được thể chất của hắn đang từ từ chuyển biến thể chất của hắn đang tăng cường tuy chậm nhưng vững chắc sau khi ăn tiên chân yến của bạch thu tuyết thể chất của tống thư hàng đã đạt tới cảnh giới nhị phẩm đỉnh phong đây cũng là nguyên nhân hắn dám ăn bậy linh thú tinh rồi lao đầu vào chỗ chết hồi dạng sáng. Hôm qua Tống Thư Hàng đã thăng một lúc mấy tiểu cảnh giới liên. Mỗi khi tăng một tiểu cảnh giới, thì toàn bộ thuộc tính của hắn bao gồm tinh thần lực, chân khí, thể chất đều tăng lên một mức nhất định. Tinh thần lực của Tống Thư Hàng đã quá cường đại rồi, cho nên so ra thì lượng tinh thần lực nhỏ bé tăng thêm khi thăng cấp không rõ ràng cho lắm. Tương tự như thế, hắn nhận công lực của vị đại năng kia truyền qua hư không, cho một lượng lớn năng lượng phẩm chất cao tiến vào cơ thể, nên cũng không thấy được chân khí tự thân của mình cũng tăng lên một chút. Chỉ có thể chất, thể chất của hắn vốn đã đạt tới đỉnh phong. Hôm qua, trong quá trình nhận truyền công và đột phá từ đan điền thứ tư lên đan điền thứ bảy, thể chất của hắn vẫn tăng lên. Bây giờ đan điền thứ tám đã đột phá, nhục thân của Tống Thư Hàng cũng phá tan bình cảnh mà tiến dần lên cấp độ của tu sĩ tam phẩm. Chuyển biến này chậm rãi mà vững trãi vô cùng. Tới rồi, Tống Thư Hàng nói khẽ và nắm chặt đao trong tay. Mây đen dày đặc che kín bầu trời phía trên sơn cốc, phủ lấp cả trăng sao. Sau đó, ánh chấp nhập nhằng lóe lên trong mây mù. Đồng thời toàn bộ thiên kiếp đều bị lực lượng của thiên kiếp bao phủ. Lúc này, nếu có ai đó dùng ống nhòm nhìn về phía sơn cốc thì sẽ phát hiện ra nó bị sương mù bọc kín, không thể nhìn thấy gì cả. Đây là hiệu ứng do thiên kiếp mang tới hiệu ứng này để đảm bảo hình ảnh tu sĩ độ kiếp không bị bất cứ ai nhìn thấy. Cảnh tượng này cực kỳ giống khi Tống Thư Hàng đi thuê sách ở tiệm sách ngoài trường, rồi nhìn thấy Tô Thị A thập lục độ kiếp vào mấy tháng trước. Đương nhiên là cảnh tượng khi đó còn hoành tráng hơn thế này nhiều. Lúc đó Tô Thị A thập lục độ kiếp thất bại, nhưng có Tô Thị A thất tiền bối cảnh giới linh hoàng ngũ phẩm, chiến lực vô song ở bên hộ Pháp. Cuối cùng A thất tiền bối đã đánh tan thiên kiếp rồi cứu A thập lục về mà bên cạnh Tống Thư Hàng lúc này đây chỉ có mỗi Ngư Kiều Kiều. Ngư Kiều Kiều mới vừa tấn chức tứ phẩm không lâu, không biết cô có đánh tan được thiên kiếp nhị phẩm của hắn không? Nói mới nhớ, thiên nhai tử đạo trưởng cuồng truyền công vẫn ở trong biệt thự, đáng tiếc là không hiểu sao lại không tới đây cùng. Thiên nhai tử đạo trưởng đương nhiên là không thể đến cùng được. Đạo trưởng bây giờ tránh thiên kiếp còn không kịp nữa là chen vào cho thiên kiếp giáng xuống đầu. Hắn mà tới đây, rồi thiên kiếp của Tống Thư Hàng kéo theo cả thiên kiếp của hắn, thì đến lúc đó thiên kiếp nhị phẩm cộng thêm thiên kiếp ngũ phẩm đánh xuống, cả Tống Thư Hàng và đạo trưởng đều tan thành cho bụi mất thôi. Thiên kiếp thành hình, ngư kiều kiều vội né cho xa để tránh bị lan tới. Đùng đùng đùng, xét đánh giữa trời quang, một luồng lôi điện kim sắc rạch vào tầng mây rồi bổ xuống đại địa. Cư dân chấn hồng hà khu giang nam bị tiếng sét vang trời đánh tỉnh nhiều người mơ màng ngẩng đầu nhìn về phía xa xa. Và họ chỉ thấy trong sơn cốc ngoài ngoại ô răng kín mây đen sấm sét Cơn mưa sấm chấp, sắp có mưa rào à, mọi người trong trấn hồng hà nghĩ thầm trong lòng. Đoành, 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 sấm kiếp lôi tỏa ánh vàng kim bổ về phía tống thư hàng. Kiều kiều, chẳng phải cô nói đợt thiên kiếp nhị phẩm đầu tiên chỉ có một tia sét thôi sao? Tống thư hàng nhìn lôi điện đánh về phía mình mà nước mắt lưng tròng ngay đợt đầu tiên đã có đến 9, 10 tia xét điên cuồng dáng vào đầu hắn. Sấm xét của thiên kiếp khác với sấm xét bình thường, nó có một quá trình tụ lực. Khi tu sĩ độ kiếp phải nắm bắt quá trình tụ lực này để lựa chọn ra phương pháp xử lý phù hợp. Nếu là tu sĩ có kinh nghiệm phong phú, thì chỉ cần nhìn thiên kiếp tụ lực trong mây là đã có thể đoán ra nó là loại thiên kiếp gì rồi. Tống Thư Hàng không có kinh nghiệm đầy mình như thế. Trước khi thiên kiếp thành hình, hắn còn đang chuẩn bị cho đao pháp phòng ngự mạnh nhất của mình nghịch lân thức của nghịch lân đao pháp. Khi thiên kiếp giáng xuống, tống thư hàng vung đao. Tam thập tam thú tiên thiên chân khí quanh người hắn phun trào hóa thành nghịch lân đao khí. Bảo đao bá toái vẽ nên một hình cung, ngưng tụ ra lớp phòng ngự mạnh nhất nghịch lân. Âm 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 âm. Mười tia kiếp lôi liên tiếp đánh vào đao khí phòng ngự do nghịch lân thức tạo nên. Thế cực lớn, lực nặng nề, khiến cho cánh tay của tống thư hàng run lên thiên kiếp điên cuồng oanh tạc, ánh xét phủ kín cả người hắn. Thế nhưng Tống Thư Hàng bị thiên kiếp vây quanh lại trước mắt đầy nghi hoặc. Hắn dồn sức nâng đao, gắng gượng ngăn chặn thiên kiếp. Thiên kiếp trông có vẻ hoành tráng nhưng hình như không đáng sợ như trong tưởng tượng của hắn thì phải. Mười tia kiếp lôi dáng xuống hoàn toàn không ăn thua trước nghịch lân đao khí của hắn, cùng lắm chỉ có thể làm cánh tay hắn run lên mà thôi. Thậm chí Tống Thư Hàng còn cảm thấy hắn căn bản chẳng cần xuất đao, chỉ cần vận chuyển cương thủ thì dùng tay trần cũng đánh tan được người tia xét nọ. Thoải mái ghê, nhẹ cả người. Nếu thiên kiếp chỉ có uy lực thế này thì có lợi hại gấp 10 lần hắn cũng không sợ. Piu piu piu, 10 tia kiếp lôi đầu tiên đều bị tống thư hàng ngăn cản hết. Trên bầu trời, kiếp vân lại hội tụ, ánh chấp loáng lên xèn xẹt bắt đầu chuẩn bị giáng xuống đợt thiên kiếp thứ hai. Chỉ mấy giây sau, đợt thiên kiếp thứ hai đã bắt đầu. Tiếng sấm vẫn rền vang như trước. Lần này sấm kiếp lôi hạ xuống còn ít hơn lần trước một tia, chỉ có 9 tia. Hơn nữa những tia xét lần này còn mảnh mai hơn lần trước, uy lực yếu đi rất nhiều. Chẳng phải mọi người nói là đợt thiên kiếp sau mạnh hơn đợt trước sao? Sao thiên kiếp của hắn lại càng ngày càng yếu đi vậy? Có điều tính tình tống thư hàng vốn cẩn thận, cho dù nhìn có yếu thế nào thì đây vẫn là thiên kiếp. Dù cho nhìn có vẻ yếu hơn lần trước, nhưng hắn tuyệt đối không coi thường. Bảo đao bá toái trong tay vung lên, đao phòng ngự mạnh nhất tung ra, nghịch lân đao pháp, nghịch lân thức. Ánh đao chuyển động, hóa thành nghịch lân đao khí hộ thể. Piu piu piu, chín tia kiếp lôi dáng xuống mà vẫn không thể phá vỡ đao khí phòng ngự của Tống Thư Hàng, y hệt như lần trước. Tống Thư Hàng khởi động nghịch lân đao pháp là có thể ngăn cản thiên kiếp ngon ơ. Dễ dàng vô cùng. Thế là đợt thiên kiếp thứ hai kết thúc, kiếp phân trên trời lại hội tụ, ánh chấp lòng ngoằng, chuẩn bị cho đợt thiên kiếp tiếp theo. Không phải ảo giác của mình, đúng là yếu hơn đợt đầu thật. Tống thư hàng phẩy tay, đợt thiên kiếp thứ hai yếu hơn đợt một cả về uy lực và sức mạnh. Tống thư hàng quay sang nhìn ngư kiều kiều ở phía xa xa với vẻ tò mò. Lúc này ngư kiều kiều cũng đang trợn đôi mắt to xinh xắn và đần mặt ra. Bởi vì cô cũng chưa từng thấy loại thiên kiếp mà đợt sau nhẹ nhàng hơn đợt trước thế này bao giờ thiên kiếp ngược à, xem ra không thể tìm lời giải thích ở chỗ ngư kiều kiều rồi. Tống thư hàng hít sâu một hơi, điều chỉnh trạng thái thân thể đến mức tốt nhất, nghịch lân thức tụ lực sẵn sàng phát động. Sau đó, đợt thiên kiếp thứ ba giáng xuống. Lần này chỉ có 8 tia sét, lại yếu hơn lượt thứ hai một chút. Tống thư hàng vùng đao, vẫn là nghịch lân thức, ung dung ngăn cản hết. Một lát sau, đợt thiên kiếp thứ tư giáng xuống. Lần này chỉ còn 7 tia sét, lại yếu hơn đợt thứ ba. Tống Thư Hàng vẫn duy trì cảnh giác, đánh ra nghịch lân thức để ngăn cản. Tiếp theo là đợt thiên kiếp thứ năm giáng xuống. Đợt thiên kiếp thứ năm lại giảm một tia xét so với đợt thứ tư, chỉ có mỗi sáu tia xét, và uy lực cũng càng thêm yếu đi. Tống Thư Hàng nghiến răng, thoải mái vùng đao thành nghịch lân thức cản thiên kiếp. Đợt sau yếu hơn đợt trước thật à, chẳng lẽ lôi kiếp của mình đến ngược, Tống Thư Hàng nghi hoặc. Chỉ một loáng sau, 10 đợt thiên kiếp đã qua một nửa. Chỉ còn lại một nửa nữa. Nếu thiên kiếp cứ dám xuống đúng tiết tấu đợt sau yếu hơn đợt trước thế này đến hết 10 đợt, thì hắn chỉ cần dùng nghịch lân thức là độ kiếp thoải mái rồi. Kiếp vân lại tụ lại trên bầu trời, chuẩn bị cho đợt thiên kiếp thứ sáu. Cũng giống như lần trước, kiếp lôi lần này lại ít đi một tia, chỉ còn lại năm tia. Đã thế tia xét còn nhỏ xinh hơn đợt trước. Nghịch lân thức. Tống Thư Hàng tiếp tục vung cao bá toái đánh thức đao phòng ngự mạnh nhất. Đao khí nghịch lân thức bao phủ toàn thân hắn. Năm tia kiếp lôi trên trời giáng xuống. Một tia, hai tia, ba tia, bốn tia, tia nào tia nấy yếu ớt mong manh, không thể phá nổi tầng phòng ngự. Mình chuẩn bị đón đỡ đợt thiên kiếp tiếp theo là vừa rồi. Tống Thư Hàng nghĩ thầm, rồi tiếp tục duy trì nghịch lân thức để ngăn cản tia kiếp lôi thứ năm. Đúng lúc này thì, đoàn, tiếng nổ rền vang vô cùng khủng bố. Tia lôi kiếp thứ năm vừa chạm vào lớp phòng ngự của Tống Thư Hàng thì đột nhiên hóa thành một con lôi long nhe nanh dương vuốt. Lôi long kia sống động như thật, thậm chí còn huyễn hóa ra cả dâu rồng và vảy rồng. Lôi long ầm ầm giáng xuống với lực lượng hủy diệt hết thảy. Vừa tiếp xúc với lôi long, đao khí nghịch lân thức của Tống Thư Hàng đã vỡ tan. Lớp phòng ngự của áo cà sa ngọc bích trên người Tống Thư Hàng tự động khởi động, tầng phòng ngự cực hạn nhị phẩm phóng ra ngăn cản lôi long. Thế nhưng phòng ngự của áo cà sa chỉ chống đỡ được trong chớp mắt. Sừng rồng hút một nhát, phòng ngự của áo cà sa cũng bị đánh tan. Tổ sư mẻ y, tống thư hàng chửi ầm lên, không ngờ thiên kiếp của hắn lại dở trò. Nó dùng kế tỏ ra yếu thế, lấy 5,8 đợt lôi kiếp yếu xìu làm mồi, giấu sát chiêu trong đòn cuối cùng của đợt thiên kiếp thứ sáu. Thiên kiếp của tu sĩ nhị phẩm mà còn chơi binh pháp. Rahu. Thiên kiếp lôi long ngâm lên vang rền. Tống thư hàng nghiến răng vung quyền lên. Bất động kim cương thân khởi động. Cương thủ khởi động. Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công toàn lực thôi động. Trên người hắn, ánh sáng công đức sáng ngời lên. Thức thứ nhất của kim cương căn bản quyền pháp đánh ra như trọng pháo, uốn lượn ẩn giấu kiên định, lực mạnh mẽ, thế ngàn cân, quyết tiến chẳng lùi. Tống thư hàng vung quyền nện lên lôi long với khí thế cực kỳ hung mãnh lôi long va chạm với quyền của hắn, nổ tung. Âm, um, âm, um, âm. Um. Chương 621, binh bất hiếm trá. Tống Thư Hàng cực kỳ khó chịu, hắn dồn hết lực lượng và công pháp toàn thân vào một quyền, vốn dĩ là muốn lấy cứng đối cứng với lôi long. Thế nhưng quyền của hắn còn chưa chạm vào lôi long thì con rồng ấy đã tự nổ tung trước. Thiên kiếp này quả thực có ý thức của riêng nó, chứ không phải là thiên kiếp theo quy trình như khi các tu sĩ khác độ kiếp. Âm um, âm um, âm, um. Ánh sáng khi Lôi Long nổ tung phủ kín cả người Tống Thư Hàng. Sức mạnh của Thiên Kiếp ẩn giấu trong Lôi Long đánh thẳng vào nhục thân của Tống Thư Hàng, bỏ qua mọi loại vật phẩm phòng ngự trên người hắn. Tuy trận pháp phòng ngự trên áo cà sa ngọc bích đã bị phá, thế nhưng bản thân nó vẫn là một pháp y phòng ngự rất cường đại. Vậy mà lúc này, sức mạnh của Lôi Long Thiên Kiếp lại xuyên thẳng qua áo cà sa ngọc bích mà đánh vào nhục thân của Tống Thư Hàng. Lực lượng của Lôi Long bùng nổ, chỉ trong nháy mắt bất động kim cương thân của Tống Thư Hàng bị phá vỡ, hiệu quả của cương thủ trên hai tay cũng bị giải trừ. Lực lượng lôi kiếp xông thẳng vào, tàn sát bừa bãi trong cơ thể hắn. Lực lượng của thiên kiếp có thuộc tính khắc chế chân khí và linh lực của tu sĩ. Sau khi kiếp lôi vào trong cơ thể thì chân khí của Tống Thư Hàng không ngừng tan rã. Kiếp lôi bắt đầu xâm nhập tám đan điền của Tống Thư Hàng thông qua kinh mạch. Tống Thư Hàng cảm thấy người mình bị giật điện nhún cả da. Cơ bắp toàn thân đều không khống chế được, cảm giác không thể điều khiển thân thể của mình này khiến cho người ta nổi điên. Mẹ Kiếp, Tống Thư Hàng nghiến răng, hắn sẽ không buông tay dễ dàng như vậy. Hắn điều động toàn bộ tinh thần lực ở mi tâm, không hề giữ lại. Tinh thần lực dẫn dắt Tam Thập Tam Thú Tiên Thiên Chân Khí trong cơ thể đối kháng với lực lượng của Lôi Long Thiên Kiếp. Nỗi đau đớn trên nhục thân và nỗi thống khổ vì điều động tinh thần lực đồng thời tấn công Tống Thư Hàng, tiếng rên trầm thấp tràn ra từ yết hầu của hắn sắp chết rồi mình sắp chết rồi thông nương đáng thương trong túi thu nhỏ một tấc cũng kêu gào thảm thiết trước khi tống thư hàng độ kiếp đã quên lấy cô ra mà cứ thế mang cô theo người mấy đợt thiên kiếp trước đều bị tống thư hàng dùng nghịch lân đao pháp ngăn cản hết không hề làm tổn thương đến người hắn cho nên thông nương cũng được bảo vệ an toàn chẳng chịu một chút thương tổn mảy may nhưng nay lôi lòng đánh thẳng vào người tống thư hàng bỏ qua mọi loại phòng ngự thông nương không thể né tránh cho dù người chịu kiếp là Tống Thư Hàng, thế nhưng cô ở ngay trên người hắn cũng bị uy lực của lôi long thiên kiếp lan tới. Cô cảm thấy thân thể mình sắp bị nướng khét, hơi nước trong cơ thể thì bị rút cạn rất nhanh. Điều làm cho thông nương bi thương hơn là cô vất vả lắm mới nhú ra được một cái mầm, thế mà đã bị lôi long thiên kiếp đốt thành cho bụi. Nếu không phải cô bám dễ trên ngộ đạo thạch nên dễ hành được ngộ đạo thạch bảo vệ, thì lôi long thiên kiếp này lan đến đã lấy mạng cô rồi. Ta không cam lòng, Ta khổ luyện gian nan như thế mà vừa mới xuống núi đã bị ni cô kia túm lấy ra mấy trăm năm. Khổ sở lắm mới được thả ra ngoài tự do thì lại bị tên tu sĩ con con này bắt được. Vất vả lắm mới nhú được cái mầm thì bị hòa tan trong quan tài vàng, bây giờ còn sắp chết chung với tên tu sĩ này dưới thiên kiếp nữa. Ta không phục, ta không muốn chết. Không phục thì làm gì đi. Nhưng đáng tiếc là thông nương chẳng làm được gì hết thông nương chỉ hận không thể lăn ra khỏi túi thu nhỏ một tấc rồi rời xa tống thư hàng. Thế nhưng cô không làm được, bây giờ búc hành của cô cũng bị thiêu rụi, không thể biến hóa được nữa rồi. Ngư Kiều Kiều đứng phía xa xa nhìn Tống Thư Hàng với vẻ đầy nôn nóng. Thiên kiếp lần này rất kỳ lạ, trước kia khi cô độ kiếp thì thiên kiếp hoàn toàn không giống như bây giờ. Gần đây thiên kiếp thay đổi hình thức, hay là thiên kiếp của Tống Thư Hàng đặc biệt vậy nhỉ? Ngư Kiều Kiều nghĩ thầm trong lòng, nôn nóng muôn phần. Tinh thần lực của cô tập trung cao độ trên người Tống Thư Hàng. Một khi khí tức sinh mệnh của Tống Thư Hàng hạ xuống dưới giới hạn an toàn thì cô sẽ ra tay đánh tan thiên kiếp nhị phẩm trên bầu trời kia. Tuy là lôi long vừa rồi rất đáng sợ nhưng Ngư Kiều Kiều vẫn dám chắc đến 8 phần là mình có thể đánh tan nó. Nếu rơi vào xác suất hai phần xui xẻo kia, thì nể mặt bạn bè, cô sẽ chuẩn bị cho Tống Thư Hàng một ngôi mộ dưới đáy biển thật xa hoa lực lượng của lôi long vẫn tàn sát lung tung trong cơ thể tống thư hàng. Thế nhưng nhờ có tinh thần lực tam phẩm cường đại dẫn dắt, tam thập tam thú tiên thiên chân khí trong cơ thể tống thư hàng đã ổn định được tình hình chiến cuộc và bắt đầu bài trừ lực lượng của lôi long thiên kiếp ra ngoài. Nếu cho tống thư hàng một canh giờ thì hắn có thể bài trừ toàn bộ lực lượng của lôi long bằng chính sức mình. Thế nhưng bây giờ hắn không có nhiều thời gian đến vậy. Trên bầu trời, đợt kiếp lôi tiếp theo đã dục dịch bắt đầu chẳng lẽ đành thất bại uất ức như thế sao đúng lúc này thân thể của tống thư hàng lại tỏa ra ánh kim lấp lóe lấp lóe mới đầu chỉ ở phần ngực và bụng lóe lên ánh sáng yếu ớt sau đó ánh sáng này ngày càng rực rỡ và lan tràn ra toàn thân tống thư hàng vốn dĩ thân thể hắn đã đột phá hạn chế bình cảnh ở cảnh giới nhị phẩm và từ từ chuyển dần lên chiến vương tam phẩm lúc này đây lực lượng thiên kiếp đánh vào cơ thể lại đang kích thích nhục thân của hắn một cách điên cuồng dưới sự kích thích của thiên kiếp, biến chuyển trong thân thể của Tống Thư Hàng nhanh hẳn lên, giai đoạn cuối cùng hoàn thành. Ánh kim lấp lóe sáng ánh lên trên người hắn chính là biểu hiện của việc thân thể hắn chính thức bước vào cảnh giới chiến vương tam phẩm. Cảm giác cường đại ùa lên trong lòng Tống Thư Hàng. Cảm giác tê dại do lôi long thiên kiếp mang tới bị bài trừ sạch trơn. Đôi người của Tống Thư Hàng sáng ngời. Lúc này đây, cảnh giới của hắn vẫn chưa lên tới tam phẩm, thế nhưng tinh thần lực và nhục thân thì đã lên tam phẩm trước. Trong khoảnh khắc thể chất tăng lên, tinh thần lực nhận được trợ giúp đắc lực. Tam thập tam thú tiên thiên chân khí trong cơ thể tống thư hàng hăng hái sông lên, dốc toàn lực bài trừ lôi long thiên kiếp xâm nhập cơ thể hắn. Cút ra ngoài cho ta, thư hàng gầm lên. Theo tiếng gầm, dự uy của lôi long thiên kiếp trong cơ thể hắn bị dồn xuống cánh tay phải. Cuối cùng tàn dư của thiên kiếp cũng bị bài trừ hết. Đúng lúc này thì bảo đao bá toái trong tay Tống thư hàng truyền đến lực hút. Nó lặng lẽ hấp thu hết năng lượng của Lôi Long Thiên Kiếp còn sót lại. Trước kia, bảo đao bá toái đã từng bị lửa trong Thiên Kiếp tứ phẩm của tông chủ Nguyệt Đao Tông Bá Thiên Quân tiêu rốt. trong đao xảy ra một chút biến đổi. Nó có thể lưu trữ một chút năng lượng của thiên kiếp. Sau khi hấp thu năng lượng của thiên kiếp, thân đao đen tuyền dường như hơi sáng lên. Uy lực sau khi Lôi Long phát nổ tan dần, lúc này cả người tống thư hàng đen thui, tóc và lông mi cháy rụi dưới lực lượng của thiên kiếp. Thế nhưng rốt cuộc thì hắn cũng độ qua lôi long thiên kiếp rồi. Đợt thiên kiếp thứ 6 chấm dứt. Còn bốn đợt nữa, tống thư hàng ngẩng đầu nhìn lên bầu trời. Đúng lúc này thì đợt thiên kiếp thứ bảy cũng thành hình, bốn đạo kiếp lôi hung tản giáng xuống. Tống thư hàng nhìn đăm đăm vào kiếp lôi, ngay khi chúng giáng xuống thì bảo đao bá toái trong tay hắn cũng vung lên hắn không dùng nghịch lân đao pháp nữa, mà chỉ thúc giục tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công chém ra một đao bá đạo tột cùng. Một đao chém ra, trong thân thể tống thư hàng vang lên tiếng cự kình kêu to, trong tiếng kêu của cự kình còn hòa quyện tiếng gầm rú của đủ loài thú vật. Âm thanh hỗn tạp ấy lại gần giống như rồng ngâm vang trời. Âm! bốn đạo kiếp lôi đợt thiên kiếp thứ bảy bị đánh tan. Đợt thiên kiếp thứ tám đến liền sau đó, ba đạo kiếp lôi bị đánh tan. Đợt thiên kiếp thứ 9, hai đạo kiếp lôi cũng bị một đao chém nát. Mỗi khi đánh tan một đợt lôi kiếp thì ánh kim trên người Tống thư hàng càng sáng hơn, chiến vương chi khu của tu sĩ tam phẩm cũng được củng cố càng ngày càng vững chãi. Sốt cuộc thì đợt thiên kiếp cuối cùng kéo đến. Đợt thiên kiếp thứ 10, chỉ có một đạo kiếp lôi. Nhưng đạo kiếp lôi này ngưng tụ uy lực của các đợt thiên kiếp trước và cũng là một đòn mạnh nhất sau cùng. Đợt cuối cùng rồi, độ xong đợt cuối này ta sẽ là chiến vương tam phẩm tống thư hàng quát lớn xoay mạnh cổ tay hỏa diễm hừng hực bốc lên trên bảo đao bá toái phần thiên hỏa diễm đao được xích tiêu tử đạo trưởng truyền thụ dùng một đao này đánh dấu chấm hết cho thiên kiếp thôi oanh đạo thiên kiếp cuối cùng giáng xuống lại là một con lôi long thế nhưng nó còn nhỏ hơn lôi long đợt thứ sáu một chút có vẻ như thiên kiếp hết bài để xài rồi lại muốn giả vợ yếu thế à Tống Thư Hàng cười nhạt. Theo lý thuyết thì thiên kiếp có 10 đợt, đợt sau mạnh hơn đợt trước. Thế thì làm sao lực lượng 4 đợt sau ngưng tụ lại có thể nhỏ hơn lực lượng của 6 đợt trước hợp lại chứ? Vô dụng thôi, muốn dùng lại chiêu đã xài một lần để đối phó với ông đây ư. Người nghĩ rằng ta lại mắc mưu lần nữa à? Lôi lòng thiên kiếp lần này chắc chắn sẽ mạnh hơn lần trước. Cho dù mày có giả vợ yếu đuối thế nào thì ông cũng dốc hết bình sinh ra phang. Tống Thư Hàng rốt toàn lực thúc dục bảo đao bá toái, tam thập tam thú tiên thiên chân khí từ tám đan điền trong cơ thể đổ vào thân đao cuồn cuộn không ngừng. Trên thân đao, hỏa diễm càng bốc càng cao, hỏa diễm bao phủ cả người Tống Thư Hàng. Lấy hắn làm trung tâm, trong phạm vi 3 mét xung quanh ngập đầy đao khí hỏa diễm đao. Đao khí của hỏa diễm đao ẩn chứa một đạo đao ý phần thiên, có thể đốt sạch cả thiên địa vạn vật. Phần thiên hỏa diễm đao. Sau khi tấn chức lên nhị phẩm, đây là lần đầu tiên Tống Thư Hàng dốc toàn lực thúc dục phần thiên hỏa diễm đao. Lôi long giáng xuống. Tống Thư Hàng dùng hai tay nắm chặt thanh đao rồi vung mạnh lên. Phá cho ta. Hỏa diễm bao phủ toàn thân hắn hóa thành một luồng đao khí như mặt trời bỏng cháy theo đao vung lên, chém về phía lôi long trên trời. Âm, âm, âm. Lôi long rít gào. Phừng phừng phừng. Hỏa diễm đao thiêu rụi hết thảy. Lôi long và hỏa diễm đao đâm sầm vào nhau đây chắc chắn sẽ là một trận long tranh hổ đấu. Ủa, hổ thì đang đấu, nhưng mà rồng lại không tranh. Trong hư không, sau khi lôi long và đao khí liệt nhật của hỏa diễm đao chạm vào nhau thì lôi long tan xác. Lôi long dương nanh múa vuốt bị đánh tan tành xác pháo luôn. Đao khí hỏa diễm như liệt nhật kia còn thôn phệ và thiêu cháy luôn cả uy lực của lôi long thiên kiếp sót lại. Trong hỏa diễm đao khí truyền ra tiếng lôi long thiên kiếp rú lên đầy không cam lòng hóa ra không phải lôi long giả vợ yếu thế mà là yếu nhất thật à. Chẳng lẽ tất cả lực lượng của thiên kiếp đều tập trung hết vào con lôi long trong đợt thiên kiếp thứ 6 rồi sao? Nhưng dù thế nào thì 10 đợt thiên kiếp đều đã qua rồi. Tống thư hàng chống đào đứng đó và mỉm cười sung sướng. Hắn đã vượt qua thiên kiếp nhị phẩm thành công rồi. Hắn đã xông phá cục diện gần như 9,9% chết 0,1% sống thành công, chỉ kinh hãi mà không nguy hiểm sau khi mỉm cười vui sướng, Tống Thư Hàng nhìn lên trời cao. Đạo lôi long cuối cùng yếu xìu vẫn làm cho hắn cảm thấy kỳ lạ. Chẳng lẽ là do uy lực của phần thiên hỏa diễm đao do xích tiêu tử tiền bối truyền lại quá mạnh à? Ngư kiều kiều ở phía xa xa cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Cô vui mừng cất tiếng. Thư Hàng, chúc mừng ngươi. Hắn thành công, thiên kiếp hung hiểm muôn phần, không hề chuẩn bị gì cả, thế nhưng hắn vẫn thành công. Từ nay hắn đã là một tu sĩ cấp bậc Chiến Vương Tam phẩm. Trong thời đại ngày nay, Tam phẩm là cảnh giới mà đệ tử chân truyền của các môn phái có thể xuất sư xuống núi, là cảnh giới xuất sư được giới tu sĩ đương thời thừa nhận. Thời gian qua nhanh quá, lúc cô mới quen biết Tống thư hàng thì hắn vẫn còn đang ở cảnh giới Dược Long môn. Nhớ khi đó Bạch Tôn giả còn nghĩ cách giúp hắn trải nghiệm, điểm hóa Long môn, hy vọng hắn có thể thoải mái dễ dàng hơn khi phá cảnh giới Dược Long môn nọ thế mà bây giờ tống thư hàng đã trưởng thành rồi, thành một tu sĩ tam phẩm rồi, đúng là năm tháng thôi đưa. từ từ, năm tháng thôi đưa cái con khỉ á. từ lúc cô quen tống thư hàng đến bây giờ mới hơn một tháng chứ mấy, thôi đưa cái quái gì? tên chết sắp này hoàn thành quá trình tu luyện mười mấy năm của tu sĩ tư chất bình thường chỉ trong vòng có một tháng. ngư kiều kiều ngước mắt ngó thiên không, cô thấy buồn bực quá đi mất. khi ngư kiều kiều cô nương đang ngó trời phiền não, thì đột nhiên Hai mắt cô trợn to. Bởi vì kiếp vân trên bầu trời còn chưa tan. Theo lý thuyết thì sau khi vượt qua thiên kiếp, kiếp vân sẽ tiêu tan chỉ trong chớp mắt. Thế nhưng kiếp vân trên trời vẫn còn ùn ùn chưa dứt. Chuyện gì thế này? Chẳng lẽ thiên kiếp vẫn chưa xong sao? Thư Hàng cẩn thận, Ngư Kiều Kiều không kịp suy nghĩ mà hét lên, hình như thiên kiếp còn chưa kết. Ngư Kiều Kiều còn chưa nói xong thì một đạo lôi trụ đã giáng thẳng từ trên trời xuống không phải tia sét mà là cột sét. Một đạo lôi trụ khổng lồ lặng lẽ hình thành chỉ trong chớp mắt. Sau đó nó bao vây cả người Tống Thư Hàng. Thực tế thì không cần Ngư Kiều Kiều nhắc nhở, Tống Thư Hàng đã phát hiện ra kiếp vân trên trời khác thường. Sau khi đợt thiên kiếp thứ 10 chấm dứt thì hắn vẫn nhìn bầu trời đăm đăm. Cho nên khi lôi trụ này giáng xuống thì Tống Thư Hàng đã nắm chặt đao bằng hai tay rồi chém ra một nhát hỏa diễm đao. Lại ăn thêm một đao của ông đi. Tống Thư Hàng gầm lên. Thế nhưng lần này đến phiên hỏa diễm đao bị lôi trụ cắn nuốt. Hỏa diễm đao tắt ngấm chẳng khác nào một cây đuốc nhỏ bị ném vào hồ nước đầy. Sau đó lôi trụ mau chóng bao phủ Tống Thư Hàng, lực lượng của kiếp lôi chút thẳng vào người hắn như núi đổ. Nhà binh ngại gì chơi bẩn, ai quy định thiên kiếp chỉ có 10 đợt đâu. Sự thật nói cho mọi người rằng thiên kiếp của tu sĩ nhị phẩm còn có đợt thứ 11. Chỉ là đa phần tu sĩ khá may mắn nên không gặp phải đợt thứ 11 này thôi. Còn một vài tên số nhỏ gặp đợt kiếp lôi thứ 11 khi ở nhị phẩm thì đều tan thành cho bụi cả rồi. Đây cũng là nguyên nhân mà thiên kiếp 11 đợt chỉ tồn tại trong truyền thuyết. Dân ra giới tu sĩ đều nhiễm nhiên nhận định rằng thiên kiếp nhị phẩm chỉ có 10 đợt mà thôi. Sấm sét trong lôi trụ nổ tung. ây a a a a a a a a, Tống thư hàng bị giật kêu thảm thiết, cả người run lên bần bật. Khó trách hắn lại cảm thấy lôi long đợt thứ 10 có gì đấy sai sai, thì ra lực lượng của Thiên Kiếp tụ tập hết ở đòn này đây. Không phải đã hẹn Thiên Kiếp chỉ có 10 đợt thôi sao? Cần lời giải thích, đâu ra đợt thứ 11 thế này? Không được, không ổn, đến chiến vương chi khu của tam phẩm cũng không chống đỡ nổi lực lượng của Thiên Kiếp này. Cả người bị điện giật nhũn như con chi chi, muốn động đậy ngón tay cũng không được. Lực lượng Thiên Kiếp lại xâm nhập cơ thể hắn. Lần này ngay cả chân khí trong cơ thể cũng bị lôi kiếp ảnh hưởng mà vận chuyển khó khăn. Teo rồi, xong rồi, lần này có khi ăn cám thật rồi. Lúc này, ở trên không trung thái bình dương, có một hòn đảo trôi nổi trên không từ từ di động. Chương 622, chỉ cần không chết thì ngươi sẽ rất sướng. Đợt thiên kiếp thứ 11 cơ à, một tay đại tiền bối vuốt nhẹ con thỏ trong lòng, bàn tay trắng ngần như ngọc còn lại thì bấm đốt tính toán. Chiếc túi thu nhỏ một tấc của tống thư hàng là do bà tự tay chế tác nên, trên đó có ấn ký của bà. Thường ngày ấn ký này không bị chạm tới thì sẽ không khởi động. Thế nhưng nếu tống thư hàng gặp phải mối nguy nan gì liên quan đến thiên đạo mới thì ấn ký sẽ khởi động và thu hút sự chú ý của bà. Đến lúc đó, bà có thể ra tay tương trợ, giúp đỡ tống thư hàng một phen. Mà, thiên kiếp, chính là chuyện liên quan đến thiên đạo. Cho nên khi Tống Thư Hàng gánh lôi trụ và bị kiếp lôi đánh te tua thì ấn ký mà Đại Tiền Bối để lại đã bị kích phát. Thông qua ấn ký này, Đại Tiền Bối có thể cảm nhận được trạng thái của Tống Thư Hàng. Đứa trẻ này thế mà lại gặp phải đợt thiên kiếp thứ 11 ngàn năm khó thấy. Không ổn rồi, chẳng lẽ là ấn ký mình để lại trên túi thu nhỏ một tấc đã gợi nên sự chú ý của thiên đạo mới cho nên nó mới đẻ ra đợt thiên kiếp thứ 11 này hay sao? bởi vì đối với thiên đạo mới thì bà chính là dư nghiệt của thiên đình cũ. Đại tiền bối bấm ngón tay tính toán một hồi, nhưng tính mãi vẫn không ra kết quả gì. Mà thôi, dù thế nào thì cũng có một phần trách nhiệm của ta. Vừa hay ta có thể âm thầm ra tay một lần, hơn nữa vị tống tiểu hữu này chưa thể chết lúc này được, thôi thì ra tay một lần thay cửu đăng vậy. Đại tiền bối nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng trước khi ra tay thì bà còn phải che giấu đảo thiên giới trước đã, để tránh thiên đạo mới túm được đuôi. Bàn tay đỏ thấm của đại tiền bối vung lên, tất cả các cấm chế của đảo thiên giới được phát động. Sau đó đại tiền bối thầm tính thời gian, tay còn lại chuẩn bị mở không gian để giúp đỡ Tống Thư Hàng vượt qua đợt thiên kiếp thứ 11. Bà có một bí pháp rất kín đáo có thể dùng để ăn gian, giúp Tống Thư Hàng tăng cường kháng tính đối với lôi kiếp cho nhục thân của hắn chỉ cần tăng cường kháng tính của nhục thân thì khả năng tống thư hàng vượt qua được đợt thiên kiếp thứ 11 này sẽ lớn hơn nhiều. Nhiều năm qua đại tiền bối vẫn luôn nghiên cứu cách để che mắt thiên đạo mới, pháp thuật này chính là thành quả nghiên cứu của bà bao năm nay, hiệu quả tốt lắm đấy. Bên ngoài đảo thiên giới, cửu đăng cô nương gấp một quyển kinh Phật lại. Cô mặc áo dài trắng, chân đứng trên đài sen, ánh sáng công đức chói người bao phủ quanh người. Sau khi gấp kinh Phật, cô chắp tay cúi đầu về phía nơi nằm sâu trong đảo thiên giới, cảm tạ đại tiền bối đã ra tay giúp đỡ. Cửu U, tất cả tà khí và những thứ dơ bẩn nhất thế gian đều hội tụ ở nơi này. Một thư sinh mặc nho sam bước vào chỗ sâu trong cửu U, vô số sách vở nho ra bay lượn quanh người hắn, tiếng thánh nhân ngâm tụng nội dung của chúng vang vọng cả không gian. Tiếng thánh nhân quấn quanh bài trừ hết tà khí và dơ bẩn xung quanh thư sinh. Trong mắt thư sinh ngập đầy điên cuồng và sát ý từ sau khi bước vào cửu U, hắn đã bắt đầu giết chóc để dọn dẹp tà ma ở nơi này. Thế nhưng, đột nhiên, thư sinh dừng lại. Sau khi hơi khựng lại thì hắn mỉm cười. Thiên kiếp 11 tầng, thú vị, thú vị lắm. Lực lượng của thiên kiếp là thứ mà ta đang cần có. Lôi trụ thiên kiếp này sẽ quét dọn được một khu vực lớn đến mức nào ở cửu U đây? Thư sinh niên cuồng bật cười ha hả. Sau đó hắn mở, liên hệ giữa mình và Tống Thư Hàng ra. Thông qua liên hệ này, hắn xác định vị trí của Tống thư hàng và mở cửa không gian. Thân thể hắn đang chiếm cứ bây giờ là linh quỷ của Tống thư hàng, chỉ cần mở thông đạo không gian liên kết hai không gian với nhau thì đạo thiên kiếp thứ 11 kia sẽ chia làm đôi, truy tìm khí tức của linh quỷ và đánh vào thế giới cửu u này. Ha 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 ha, đến đây đi, đến đây đi. Thư Sinh cười cuồng vọng, cửa không gian mở ra. Ở di tích dưới đáy biển nhóm nhỏ của Bạch Tiền Bối đã đi vào đến nơi sâu nhất trong di tích. Ở nơi sâu nhất trong di tích này chỉ có một loại bí pháp, đó là bí pháp tự chữa trị. Khi thúc giục bí pháp này thì cành gãy cũng có thể đơm hoa. Bí pháp nhìn có vẻ đơn giản này lại được ghi chú chi chít trên 6 bức tường liền. Rõ ràng bí pháp này không hề giản đơn, nói không chừng trong đó còn ẩn dấu trường sinh chi đạo của trường sinh giả trình lâm nữa. Thế nên mấy ngày nay các thành viên trong tiểu đội của Bạch Tôn Giả vẫn luôn lĩnh ngộ bí pháp ở đây. Quả nhiên bí pháp này cực kỳ thâm ảo, Bạch Tôn Giả và Linh Điệp Tôn Giả có tư chất như thế, mà họ lĩnh ngộ mấy ngày vẫn chưa nắm giữ được bí pháp này. Nhưng dù vậy thì hai vị tôn giả vẫn thu hoạch được rất nhiều từ bí pháp này. Năm vị đạo hữu giao bá chân quân, Bạch Hạc chân quân, Lạc Trần chân quân, Thông Huyền đại sư, Tuyết Lang động chủ cũng có nhiều lĩnh ngộ người có thu hoạch lớn nhất trong số họ là Vũ Nhu Tử. Khi cô nghe trường sinh giả Trình Lâm giảng đạo thì bình cảnh của cảnh giới đã bắt đầu dục dịch rồi. Lúc này, khi lĩnh ngộ bí pháp tự chữa trị, thì rốt cuộc cô cũng bước tới bước cuối cùng của tam phẩm. Bây giờ chỉ cần một ý niệm của cô cũng có thể dẫn lôi kiếp tam phẩm xuống để tấn chức lên tiên thiên tứ phẩm. Từ đó về sau có thể ngự kiếm phi hành, có thể ngự kiếm chảm định ở xa ngàn dặm. Chờ sau khi ra khỏi di tích này và về linh điệp đảo, để linh điệp tôn giả bố trí chuẩn bị độ kiếp xong xuôi thì cô có thể trùng kích cảnh giới tứ phẩm rồi. Khi mọi người đang tự mình lĩnh ngộ bí pháp tự chữa trị thì đột nhiên bạch tôn giả hơi khựng lại. Hắn kết pháp ấn. Trên ngực của đồng chí Tống Thư Hàng đang độ kiếp ở địa khu Giang Nam xa xôi, một ấn ký hình phi kiếm đột nhiên sáng ngời lên. Đó là ấn ký Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001 mà bạch tôn giả đánh trên người hắn rất lâu về trước. Lần trước, sau khi Tống Thư Hàng dùng một lần bản 001 giúp Tống Thư Hàng thoát khỏi sóng thần mà Ngư Kiều Kiều triệu đến, thì hình vẽ phi kiếm liền biến mất. Tuy hình vẽ đã biến mất, thế nhưng gốc rễ của ấn ký thực ra vẫn còn ở đó. Thông qua ấn ký này, nếu Bạch Tôn giả không bế quan, thì khi Tống Thư Hàng gặp phải nguy hiểm ngàn cân treo sợi tóc thực sự, hắn sẽ ngẫu nhiên cảm ứng được. Và lúc này thì Bạch Tôn giả đã cảm ứng được trạng thái của Tống Thư Hàng. "Độ kiếp à?" Bạch Tôn giả nhíu mày, sau đó lấy bội kiếm lưu tinh của mình ra lưu tinh kiếm làm bạn bên cạnh bạch tôn giả nhiều năm cùng hắn vượt qua thiên kiếp hết lần này đến lần khác nếu cầm lưu tinh kiếm trong tay thì cơ hội để tống thư hàng độ kiếp thành công sẽ tăng lên một chút sau đó bạch tôn giả cầm kiếm phóng về phía không trung lưu tinh kiếm biến mất trong không gian nó đã được bạch tôn giả dùng năng lực thiên phú không gian đưa đến bên cạnh tống thư hàng Hy vọng là bội kiếm của mình có thể giúp thư hàng tiểu hữu một tay. Trong sơn cốc ngoại ô địa khu Giang Nam, Tống thư hàng đã te tua như sơ mướp. Hắn khóc, khóc thật luôn. Khi hắn đang quằn quại chịu đựng lôi trụ thiên kiếp đợt thứ 11 thì sấm sét bao phủ tất cả kia đã xuyên thẳng qua đôi bao tay tình yêu của Mộc Nưu kiếm khách và chạm vào bàn tay hắn. Sau đó, tiên sư cha nó, bí pháp giám định của nợ kia phát động. Đùa bố à, đây là thiên kiếp đó muốn dám định thiên kiếp thì hắn phải trả giá lớn thế nào chứ? Đúng là nhà rột gặp đêm mưa, lại còn là mưa đá. Trái tim của Tống Thư Hàng bị bí pháp giám định trà đạp dày vò. Thế nhưng cho dù hắn có đau lòng thế nào thì cũng không ngăn cản được bí pháp giám định khởi động. Một tích tắc sau, Tống Thư Hàng bắt đầu phun máu. Hơn 500 vết thương lớn nhỏ nứt toạc ra từ tay chân và lưng hắn. Nhất thời cả tay, chân và lưng của Tống Thư Hàng đều như bị cắt nát ra máu phun như suối, đau đớn kịch liệt làm cho đầu gối của Tống Thư Hàng mềm oặt xuống. Cái giá vẫn còn rẻ hơn so với tưởng tượng của Tống Thư Hàng. Hắn cứ tưởng là chỉ ít mình cũng bị thiên đao vạn quả cơ. Sau đó, Phù Văn Giám định hiện lên trong mắt Tống Thư Hàng, đồng hồ đảo ngược, kết quả giám định cũng truyền vào đầu óc hắn. Nếu đã kích phát thuật giám định rồi thì mau nhẹ phương pháp giải quyết ra đây cho ta ha. Tống Thư Hàng nghiến răng nói thầm. Có lẽ, bí pháp giám định này chính là hy vọng cuối cùng của hắn. Nếu có thể giám định ra phương pháp giúp hắn vượt qua đợt thiên kiếp thứ 11 này thì hắn chịu đống vết thương kia cũng đáng. Thiên kiếp nhị phẩm đợt thứ 11, có uy lực của một đòn toàn lực do tu sĩ tam phẩm đánh ra. Khi một trong ba yếu tố tinh thần, thể chất và chân khí của người độ kiếp đang ở nhị phẩm mà đạt tới mức tam phẩm, thì loại thiên kiếp này có thể xuất hiện với tỷ lệ siêu nhỏ. Tỷ lệ xúc phát khoảng 1-100 tỷ. Nghi đang cười vào mặt anh đấy à, tỷ lệ bé tí thế mà anh cũng gắp chúng. Từ nhỏ đến lớn anh chưa trúng thưởng lớn bao giờ, chẳng lẽ bao nhiêu may mắn của anh dồn hết vào quả tỷ lệ không thể đỡ nổi này à. Phương pháp độ kiếp, nghiến răng chịu đựng đi, hãy coi đau đớn là một loại tra tấn ngọt ngào, chỉ cần không chết thì ngươi sẽ lên đỉnh cực khoái. Tổ sư mày, Tống Thư Hàng đau lòng quá, nếu không mất máu quá nhiều thì hắn còn có cơ hội chống đỡ được. Thế nhưng giờ hắn phun một đống máu, trên người lại còn vô số vết thương, kêu hắn làm sao mà gắng gượng được đây. Hắn cảm thấy những vết thương trên người mình đã bị uy lực của thiên lôi nướng khét luôn rồi. Lần này toi thật chứ không đùa. Ngư kiều kiều nghiến răng nắm chặt bàn tay nho nhỏ, sau đó gầm nhẹ một tiếng rồi biến ra yêu thân. Không ngờ sau đợt thiên kiếp thứ 10 vẫn còn một đợt nữa. Tức thật, rõ ràng chỉ thiếu tí nữa thôi là thư hàng tiểu hữu đã độ kiếp thành công rồi. Ngư Kiều Kiều nghĩ thầm trong lòng. Thế nhưng bây giờ không phải là lúc nghĩ nhiều như vậy. Tống Thư Hàng hoàn toàn không thể chống chọi được với đợt thiên kiếp thứ 11 này, giờ chỉ còn cách đánh nát nó mà thôi. Ngư Kiều Kiều phóng lên cao, muốn ra tay đánh tan lôi trụ. Nhưng đúng vào lúc này, thì một cánh cửa không gian mở rộng giữa hư không. Khí tức mạnh mẽ tràn ra. Khí tức vô cùng tà ác thốc tới từ đằng sau cánh cửa không gian. Bị khí tức đó ảnh hưởng, cả người ngư kiều kiều cứng đờ cô bị khí tức cường đại kia áp chế đến mức không sao nhúc nhích được eo ơi cái gì thế đang lúc suy tư thì lôi trụ khủng bố trên bầu trời chia làm hai nửa một nửa to và một nửa nhỏ hơn nửa to hơn lao thẳng vào cánh cửa còn nửa nhỏ vẫn đang giáng xuống tống thư hàng sau đó uy lực của thiên kiếp đánh lên tống thư hàng lập tức yếu đi một nửa ngư kiều kiều đần mặt ra tống thư hàng cũng đần mặt ra vào lúc này, lại có thêm một cánh cửa không gian được mở. Một ngón tay trong suốt cách không điểm vào Tống Thư Hàng. Động tác ấy kín đáo vô cùng, cả Ngư Kiều Kiều và Tống Thư Hàng đều không hề phát hiện ra. Tống Thư Hàng cảm thấy thân thể mình thay đổi, hắn có thể kháng sấm xét. chương 623, Tiểu hữu đừng sợ, bần đạo đến đánh tan thiên kiếp giúp người đây. Động tác của vị đại tiền bối ở đảo thiên giới rất nhanh. Bà lặng lẽ mở cửa không gian, thi triển pháp thuật ăn gian tăng cường sức kháng lôi điện cho Tống Thư Hàng xong, bèn lập tức rút đi trong im lặng, lùi về đảo thiên giới và phong ấn toàn đảo ngay. Bà không hề quan tâm Tống Thư Hàng thêm chút nào để tránh bị thiên đạo mới dò được dấu vết. Đạo thuật của đại tiền bối có khả năng man thiên quá hải, thiên đạo mới đang gặp vấn đề hoàn toàn không thể phát giác ra động tác nhỏ của bà. Đây mới là pháp thuật ăn gian giúp độ kiếp chân chính. Thư sinh như thủy tinh ở cửu u giới chiếm cứ thân thể linh quỷ của Tống Thư Hàng. Nhờ có mối quan hệ này mà hắn có thể dẫn một phần thiên kiếp từ chỗ Tống Thư Hàng đi một cách thoải mái, đồng thời nhanh chóng phong kín thông đạo không gian, cắt đứt liên hệ với Tống Thư Hàng một lần nữa. Thiên kiếp biến thành lôi trụ hung hãn đánh thẳng về phía linh quỷ của Tống Thư Hàng. Đúng lúc này, thư sinh nhanh tay cầm một quyển kinh thư đang trôi quanh người mình. Trên kinh thư có tiếng thánh nhân không ngừng tụng niệm hắn nhét quyển kinh thư này vào trong kiếp lôi. Quyển kinh thư kia bị thiêu đốt trong thiên lôi, biến thành một đạo lôi điện tím sẫm. Luồng lôi điện tím sẫm được thư sinh như thủy tinh khống chế, dung nhập vào trong lôi trụ thiên kiếp. Từ đó, lôi trụ thiên kiếp vốn đang ở nhị phẩm lập tức bùng nổ uy lực của cảnh giới kiếp tiên cửu phẩm. Ha ha ha, diệu, 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 thư sinh như lưu ly cười vang thành tiếng, thân mình hắn nhoáng lên và bắt đầu chạy trong cửu u với tốc độ cực nhanh lôi trụ được tăng cường lên thành cửu phẩm ở phía sau bám sát không tha. Phàm là nơi lôi trụ quét qua thì mọi thứ dơ bẩn và tà khí đều tan thành mây khói, đến cả mặt đất của cửu u giới cũng bị sấm sét thiên kiếp cầy lên một lần. Nếu cường giả của cửu u mà không nhúng tay can thiệp vào thì trong vòng ít nhất 10 năm nữa, mảnh đất cửu u giới này cũng đừng hòng khôi phục được nguyên trạng. Cho dù có khôi phục được thì uy lực của thiên kiếp còn sót lại cũng vẫn tồn tại như kịch độc đối với những sinh vật ở cửu u giới. Đối với cửu u giới, thiên kiếp chính là vũ khí hạt nhân phóng xạ. Sau vụ nổ hạt nhân thì bức xạ hạt nhân vẫn còn tồn tại dai dẳng. Đây là thứ mà tà ma ở cửu u căm ghét nhất. Hiện trường độ kiếp, Tống thư Hàng cảm thấy cả người mình tê dại, thế nhưng vì thuộc tính kháng lôi được tăng cường, thế nên khi thiên lôi đánh xuống thì đau đớn giảm đi nhiều. Hơn nữa lôi trụ thiên kiếp trên đỉnh đầu hắn nhỏ đi hơn nửa, uy lực cũng giảm mạnh theo. Vượt qua được ta nhất định có thể vượt qua được đợt thiên kiếp này. Hai mắt tống thư hàng sáng ngời, lòng tin tăng lên gấp bội. Chỉ cần vượt qua thiên kiếp này thì hắn chính là tu sĩ tam phẩm. Trong lúc Tống Thư Hàng đang suy tư thì Ngư Kiều Kiều ở giữa không chung cuối cùng cũng có thể cử động được. Ban nãy cô bị tà khí trong cửa không gian ảnh hưởng nên cứng đờ cả người giữa không chung. Sau khi cửa không gian biến mất thì khả năng hoạt động của cô mới khôi phục. Sau khi có thể cử động được thì việc đầu tiên cô làm chính là cảm ứng khí tức của Tống Thư Hàng. Không ổn rồi, khí tức của hắn càng ngày càng mong manh. Cứ thế này thì cho dù Thiên Kiếp đã yếu đi một nửa, Tống Thư Hàng cũng vẫn chết dưới đợt Thiên Kiếp thứ 11 này mất. Ngư Kiều Kiều không biết rằng pháp thuật An Gian trên người Tống Thư Hàng đã làm cho tính toán của cô bị sai lệch. Nghĩ đến đó, cô thầm nghiến răng, yêu thân uốn lượn lao thẳng về phía đợt Thiên Kiếp thứ 11. Lôi trụ Thiên Kiếp đã yếu đi phân nửa, cô nắm chắc 100% có thể đánh tan nó. Đúng vậy, Kiều Kiều cô nương chuẩn bị đánh tan Thiên Kiếp, cắt ngang quá trình độ kiếp của Tống Thư Hàng. Tống Thư Hàng đứng chịu lôi kiếp ở dưới nhác thấy Ngư Kiều Kiều lao vào lôi trụ thì đoán ra ngay cô muốn làm gì. "Đừng mà, Kiều Kiều hạ thủ lưu tình." Tống Thư Hàng hét lên, lôi trụ Thiên Kiếp trên không trung nhỏ đi, thuộc tính kháng lôi của hắn tăng lên, hắn sắp độ kiếp thành công rồi. Nhưng nếu Ngư Kiều Kiều đánh tan thiên kiếp thì hắn sẽ thất bại. Đáng tiếc là giọng nói của Tống Thư Hàng không thể truyền ra khỏi lôi trụ, cho nên Ngư Kiều Kiều không thể nào nghe thấy được. Giữa không trung, Ngư Kiều Kiều quyết chí tiến lên. Tống Thư Hàng nước mắt lưng tròng. Hắn chỉ có thể vươn tay ra xua xua trong tuyệt vọng, mà trơ mắt nhìn Ngư Kiều Kiều cách kiếp phân mỗi lúc một gần. Thôi rồi, nếu Ngư Kiều Kiều đánh tan kiếp phân thì thiên kiếp sẽ bị cưỡng chế cắt đứt bao nhiêu đau khổ hắn phải chịu đều uổng phí hết cả rồi. Hắn rất cảm kích Ngư Kiều Kiều vì đã chọn lao mình vào kiếp vân để cứu hắn, thế nhưng hắn thật sự không cần cô cứu mà. Kiều Kiều, cô đừng quan tâm đến ta, cứ để ta bị thiên kiếp nện cho sảng khoái đi. Tống Thư Hàng cảm thấy huyệt khóc của mình đã bị trọt chúng rồi. Tiếc rằng hắn không có nước mắt để mà rơi, nếu có thì cũng sẽ bị thiên lôi làm bốc hơi cho kỳ hết. Hu hu, mà thôi mà thôi, cùng lắm thì nghỉ ngơi dưỡng sức mấy hôm, rồi tham khảo kinh nghiệm độ kiếp của các vị tiền bối trong nhóm cửu châu số 1. Sau đó tái chiến với thiên kiếp vậy. Khi ngư kiều kiều sắp đâm sầm vào kiếp vân thì một lỗ đen to như nắm tay bỗng xuất hiện giữa không trung, Lại là năng lực không gian, thế nhưng đây lại không phải là pháp thuật của kiếp tiên cửu phẩm. Một thanh trường kiếm cổ xưa lao ra từ hố đen nhỏ cỡ nắm tay này, rồi dạo một vòng trên không như có linh tính đó chính là bội kiếm lưu tinh của bạch tôn giả trải qua một thời gian dài sớm chiều ở bên cạnh bạch tôn giả nên lưu tinh kiếm đã có hình thái ban đầu của khí linh chỉ cần ôn dưỡng thêm một thời gian là có thể sinh ra khí linh rồi nó là một thanh kiếm có linh tính sau khi dạo một vòng trên không lưu tinh kiếm hơi trứng lại sau đó nó lao về phía ngư kiều kiều nhanh như đạn bắn dưới ánh nhìn kinh ngạc của ngư kiều kiều lưu tinh kiếm quấn lấy cô rồi kéo theo cô bắt đầu xoay tròn veo. Ngư Kiều Kiều bị đưa ra bên ngoài phạm vi của thiên kiếp. Lưu Tinh Kiếm nhìn ra Ngư Kiều Kiều định phá hư thiên kiếp nên mới ngăn cản cô sao. Trí tuệ của nó không cao đến thế, nó chỉ lao đến giúp Tống Thư Hàng độ kiếp nhờ vào một chút linh tính mà thôi. Và rồi nó sẽ dọn dẹp hết những người khác trong phạm vi thiên kiếp, không để ai tới gần thiên kiếp, hộ pháp cho Tống Thư Hàng. Chỉ có thể nói rằng, Lưu Tinh Kiếm xuất hiện quá đúng lúc. Ngư Kiều Kiều bị đưa đi mà đần thối cả mặt ra. Lại, veo, một tiếng. Lưu tinh kiếm lao về phía Tống Thư Hàng, thân kiếm xuyên qua kiếp lôi rồi dừng lại ở trong tay hắn. Lưu tinh kiếm không phải là tu sĩ. Sau khi nó nhúng tay vào quá trình độ kiếp của Tống Thư Hàng thì cường độ của thiên kiếp cũng tăng lên, thế nhưng mức độ tăng uy lực không thể khủng bố như khi tu sĩ đích thân ra tay được. Đây cũng là nguyên nhân vì sao các tu sĩ đều trăm phương ngàn kế tìm kiếm pháp bảo loại, độ kiếp khi vượt qua thiên kiếp. Những pháp khí cấp bậc thấp, phòng ngự cao, có kháng tính đối với thiên kiếp là được các vị tu sĩ độ kiếp yêu thích nhất. Khi nhìn thấy lưu tinh kiếm thì Tống Thư Hàng hiểu rằng đây là viện quân đến từ chỗ bạch tôn giả. Hắn đã từng nhìn thấy lưu tinh kiếm, ngày đó hắn bị cuốn trong thiên lý phi độn thuật, kéo theo lãnh diễm kiếm của không không đạo môn bay thẳng đến bên cạnh Bạch Tôn giả, mới mang được thanh kiếm này về mà. Lưu Tinh kiếm đến đúng lúc quá, Bạch Tôn giả ngầu nhất ngân hà. Tống Thư Hàng cảm động lắm thay. Khi hắn cầm thanh kiếm này trong tay thì cảm thấy năng lực chống cự thiên kiếp của mình lại càng tăng mạnh. Âm, um, âm, um, âm. Um. Lưu Tinh kiếm gia nhập chiến cuộc làm cho lực lượng của lô trụ thiên kiếp tăng lên rất nhiều. Nhưng Tống Thư Hàng lại không cảm nhận được nó đã tăng lên bao nhiêu. Bởi vì kiếp lôi được tăng cường không thể trực tiếp đánh vào người hắn. Tất cả thiên lôi đã bị lưu tinh kiếm hấp thu. Sau khi chúng bị lưu tinh kiếm thanh lọc rồi mới có thể chuyển lên người Tống Thư Hàng. Sức phá hoại của thiên lôi đã bị thanh lọc yếu đi cực nhiều. Sau khi chúng đánh vào cơ thể thì cơ bản không thể tạo nên thương tổn gì lớn cho Tống Thư Hàng. Đồng thời, năng lượng từ những luồng sấm sét ấy lại bắt đầu kích thích thân thể của hắn dần dần thay đổi. Đây cũng là bước cuối cùng khi độ kiếp nếu độ kiếp thành công thì lực lượng của thiên kiếp sẽ kích thích thân thể của tu sĩ giúp bọn họ hoàn thành việc thăng cấp lưu tinh kiếm của bạch tiền bối còn có khả năng thanh lọc thiên kiếp thế thì lần sau độ kiếp mình chỉ cần mang theo bội kiếm của bạch tôn giả là nỗi thống khổ do thiên kiếp mang đến đã giảm hẳn năm đẳng cấp rồi tống thư hàng cảm thán trong lúc tống thư hàng suy tư thì cả người hắn bắt đầu lột xác chân khí vận chuyển trong tám đan điền với tốc độ càng lúc càng nhanh rồi nối liền thành một dòng cảm giác sảng khoái ùa lên trong lòng hắn. Đây là cảm giác sảng khoái không sao miêu tả bằng ngôn từ được, nó lâng lâng sung sướng, thoải mái đến mức như muốn bay lên. Chân khí trong tám đan điền vận chuyển càng lúc càng nhanh, cuối cùng đạt đến một giới hạn. Sau đó, Tống thư hàng chỉ cảm thấy tám đan điền trong cơ thể mình đang đột phá hạn chế chỉ trong nháy mắt, biến hóa nghiêng trời lệch đất xảy ra. Mỗi đàn điền của tu sĩ vốn dĩ đều hỗn độn chúng giống như những cái lọ khổng lồ lưu trữ chân khí vậy. Mà bây giờ, mỗi đan điền đang khuếch trương lên gấp đôi. Trừ bản nguyên đan điền, phần mở rộng trong 7 đan điền còn lại long vĩ, long trảo, long khu, long trường, long cảnh, long thủ, long giác đều liên kết với bản nguyên đan điền, song giữa chúng lại có một chút khoảng cách. Chẳng khác gì trong 7 đan điền kia có thêm một đan điền phụ thuộc. Theo sự thay đổi của bản nguyên đan điền và các đan điền khác, con đường vận chuyển chân khí của Tống Thư Hàng cũng thay đổi. Vốn dĩ chân khí ở 8 đan điền sẽ tràn vào đan điền thứ 8 là long giác đan điền, sau đó phun trào ra ngoài từ đan điền này. Thế nhưng bây giờ, chân khí khởi đầu từ bản nguyên đan điền, trải qua long vĩ, long trảo, long khu, long trường, long cảnh, long thủ, cuối cùng mới đổ vào long giác đan điền. Sau đó chân khí dồn vào đan điền phụ thuộc của long giác đan điền, rồi men theo đan điền phụ thuộc của bảy đan điền còn lại để trở về bản nguyên đan điền, hình thành nên một vòng tuần hoàn kín. Một đạo chân khí khổng lồ hình thành như sông lớn. Thân hình tống thư hàng hơi chấn động, hắn đột phá đến cảnh giới tam phẩm rồi. Khi cảnh giới tăng lên, cả tinh thần lực, thể chất và chân khí của hắn đều tăng vọt. Cảm giác lâng lâng sung sướng tràn ngập cả thân thể hắn. Nghiến răng chịu đựng đi, hãy coi đau đớn là một loại tra tấn ngọt ngào chỉ cần không chết thì ngươi sẽ lên đỉnh cực khoái. Trong đầu Tống thư hàng lúc này cũng chỉ có mỗi câu ấy mà thôi. Khoái, sướng, thích, sung sướng tột cùng. Đây chính là cảm giác thăng cấp sau khi tu sĩ độ kiếp sao? Cảm giác thăng cấp này đúng là sẽ khiến cho người ta nghiện ngập mà. Trong nháy mắt Tống thư hàng thăng cấp thành công, kiếp lôi trên không trung hơi tạm dừng. Sau đó lực lượng của kiếp lôi thu nhỏ lại, lôi trụ bé lại chỉ còn một đạo xét màu tím thấm lòng ngoằng giữa kiếp phân. Đây là đòn cuối cùng chân chính, chỉ cần chống đỡ được đòn này, được thiên lôi tẩy rửa cơ thể, thì Tống Thư Hàng sẽ thực sự độ kiếp thành công. Tống Thư Hàng nhìn lôi điện màu tím thấm đang ngưng tụ, trong lòng giấy lên nỗi kích động. Đúng vào lúc này thì một giọng nói vang lên ở phía xa. Tống Tiểu Hữu dừng sợ, lão đạo đến giúp ngươi một tay, cố gắng chống đỡ, Lão đạo sẽ đánh tan đợt thiên kiếp thứ 11 cho ngươi. Chương 624, tiểu yêu tinh, ăn một phát truyền công đại pháp của lão đạo đi. Vốn dĩ Thiên Nhai Tử đạo trưởng chọn ở lại trong biệt thự của Ngư Kiều chứ không ra mặt can thiệp vào thiên kiếp của Tống thư hàng. Không phải vì hắn không muốn giúp Tống thư hàng, mà là vì chính hắn cũng sắp phải độ kiếp tới nơi. Nếu tùy tiện ra tay mà bất cần một cái thì nói không chừng sẽ kéo lôi kiếp của hắn giáng xuống theo đến lúc đó hai tầng lôi kiếp cùng nện thì cả thư hàng và hắn đều cầm chắc cái chết. Cho nên đạo trưởng mới ở lại trong biệt thự của Ngư Kiều Kiều và cố gắng che giấu khí thức của mình. Song hắn vẫn quan sát tình hình độ kiếp của Tống Thư Hàng từ xa và lúc nào cũng cảm ứng sát sao khí thức sinh mệnh của Tống Thư Hàng. Hết đợt thiên kiếp này đến đợt thiên kiếp khác, Tống Thư Hàng đã vượt qua 10 đợt thiên kiếp. Không ngờ tiểu tử này lại gặp thiên kiếp 10 đợt trăm năm khó thấy, may mà cuối cùng cũng vượt qua thành công rồi. Thiên Nhai Tử đạo trưởng khi ấy cũng âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Ấy vậy mà lúc này kiếp vân trên trời lại ngưng động chứ không tan, sau 10 đợt thiên kiếp vẫn còn đợt thứ 11 nữa. Sao lại có thiên kiếp 11 đợt ở đâu ra thế này? Đã thế, uy lực của đợt thiên kiếp thứ 11 còn cường đại vô cùng. Đối với tu sĩ nhị phẩm thì đây chính là tình huống thập tử vô sinh, đặc biệt là thư hàng tiểu hữu còn chẳng kịp chuẩn bị gì. Đợt thiên kiếp thứ 11 này chắc chắn sẽ lấy mạng hắn mất thiên nhai tử đạo trưởng nhíu mày. Sau đó hắn thầm tính toán trong lòng, thiên kiếp của Tống Thư Hàng đã đánh đến đợt cuối rồi, nếu hắn ra tay mà cẩn thận một chút thì có thể đánh tan kiếp phân. Chỉ cần tốc độ đủ nhanh thì sẽ không ảnh hưởng tới trạng thái của mình. Coi như kết thiện duyên đi. Thế là thiên nhai tử đạo trưởng ngự kiếm bay vọt đến nơi Tống Thư Hàng đang độ kiếp. Thực tế thì mối quan hệ giữa Tống Thư Hàng và thiên nhai tử đạo trưởng còn chưa sâu sắc tới mức hắn phải dấn thân vào nguy hiểm đến cứu đối phương vì hai người chỉ vừa mới gặp mặt hôm kia và giao dịch với nhau một lần mà thôi. Thế nhưng vì quan hệ với biệt tuyết tiên cơ, cộng thêm ba ngày ăn trực uống trực trong biệt thự của Ngư Kiều Kiều, cho nên hắn có cảm nhận không tồi về hai đứa hậu bối tống thư hàng và Ngư Kiều Kiều này. Bởi thế, dưới tiền đề là có đủ khả năng, hắn đã lựa chọn ra tay trợ giúp. Khi thiên nhai tử đạo trưởng đang phi hành thì vẫn luôn chú ý đến biến hóa của thiên kiếp dường như thiên kiếp bị lực lượng nào đó dẫn đi nên đã yếu đi rất nhiều, thế nhưng khí thức sinh mệnh của thư hàng tiểu hữu cũng càng ngày càng yếu hơn. Thế là vừa tới nơi, thiên nhai tử đạo trưởng đã hét to để an ủi tống thư hàng. Thư hàng tiểu hữu chớ sợ, lão đạo đến giúp người một tay đây. Tống thư hàng đang hứng thiên kiếp, không gạch dưới không. May mà có ngư kiều kiều ở bên cạnh. Chưa đợi thiên nhai tử đạo trưởng ra tay thì ngư kiều kiều đã đón đầu hắn và hét lên nhắc nhở đạo trưởng hạ thủ lưu tình. Thiên nhai tử đạo trưởng nghi hoặc. Đạo trưởng, thiên kiếp của Tống Thư Hàng đã sắp kết thúc rồi, đạo trưởng không cần căng thẳng đâu. Ngư Kiều Kiều vội vàng giải thích. Tống Thư Hàng đã vượt qua đạo thiên kiếp thứ 11 sau muôn vàn gian khổ, bây giờ chỉ cần thiên lôi tẩy rửa thân thể nữa là hoàn thành thiên kiếp rồi. Nếu bây giờ thiên kiếp của Tống Thư Hàng mà bị đánh tan thì hắn sẽ khóc ngất trong WC luôn mất thiên lôi thối thể khi tu sĩ bình thường độ kiếp trùng kích cảnh giới tam phẩm xong thì có thể nhận, thiên lôi thối thể, đẩy thể chất lên cảnh giới tam phẩm, bước vào chiến vương chi khu. Mà Tống Thư Hàng đã hoàn thành chiến vương chi khu ngay khi đang độ kiếp, cho nên thiên lôi thối thể chỉ tăng lên một chút thể chất cho hắn mà thôi. Thế nhưng thiên lôi thối thể cũng là một giai đoạn của thiên kiếp, nếu mà bị đánh tan thì lần sau thiên kiếp sẽ lại bắt đầu từ đầu. Trời biết thiên kiếp lần sau có phải lại là thiên kiếp 11 đợt nữa hay không? nếu mà vẫn là 11 đợt thì Tống Thư Hàng không tự tin rằng mình sẽ vượt qua được một cách thuận lợi đâu. Vì tuy hắn đã lên tới cảnh giới tam phẩm rồi, nhưng thực lực của hắn tăng thì uy lực của thiên kiếp cũng tăng theo đấy. Nghe tiếng nhắc nhở của ngư kiều kiều xong, thiên nhai tử cũng dừng lại và lùi đến bên cạnh cô. Hắn nhìn trạng thái hiện tại của Tống Thư Hàng, chiến vương chi khu đã ngưng tụ xong, chân khí trong cơ thể hóa thành sông lớn. Đúng là anh hùng suốt thiếu niên, thiên nhai tử đạo trưởng nói. Ngư Kiều Kiều cũng gật đầu cảm thán, sau đó bắt đầu giảng giải cho thiên nhai tử đạo trưởng nghe thiên kiếp lần này hung hiểm đến mức nào. Thiên nhai tử đạo trưởng vừa nghe vừa không ngừng suýt xoa. Đột nhiên hắn nghĩ đến một việc. Từ từ, chờ một tí. Có phải hắn bỏ sót cái gì rồi không? Ba ngày trước khi hắn gặp Tống Thư Hàng thì Tống Thư Hàng mới chỉ có tu vi nhị phẩm bốn đan điền thôi cơ mà. Sao tự nhiên đã độ kiếp rồi? Là kẻ nào truyền công cho Thư Hàng tiểu hữu? sao có thể như vậy? rõ ràng hắn đã hẹn sẽ truyền công cho thư hàng tiểu hữu cơ mà ai hất hay trên của hắn rồi. âm âm âm. đạo thiên lôi thối thể màu tím trên bầu trời cuối cùng cũng giáng xuống. a a a tống thư hàng bị đánh run rẩy cả người. thế nhưng kỳ lạ là cảm giác sảng khoái sung sướng lại không ngừng dâng trào từ nơi sâu thẳm trong cơ thể hắn. trong sự sảng khoái ấy, thể chất của hắn cũng từ từ tăng lên. tống thư hàng cũng thấy sai trái lắm bị sét đánh mà mình lại thấy sướng, sướng đến mức không muốn dừng. Cơ thể mình không bị sao đấy chứ hả? Tia xét màu tím dáng đủ 10 giây mới tiêu tan. Tống Thư Hàng lại ngẩng đầu nhìn lên kiếp vân trên bầu trời. Kiếp vân tiêu tán trong nháy mắt, suốt cuộc thiên kiếp nhị phẩm của hắn cũng kết thúc rồi. Tống Thư Hàng thở phào nhẹ nhõm. Thành công! Lần này hắn không cười nữa. Hắn sợ mình cười xong mà đợt kiếp lôi thứ 12 xuất hiện thì biết phải làm sao. Sau đó hắn bắt đầu kiểm tra thân thể của mình Đầu tiên là chân khí Sau khi chính thức thăng lên tam phẩm thì đan điền trong cơ thể đã nối liền thành một vòng tuần hoàn Chân khí hóa thành sông lớn tuần hoàn không nghỉ, cuồn cuộn không dừng Sau đó chân khí trong cơ thể hắn bắt đầu biến hóa thành chân dịch 10 phần chân khí có thể ngưng tụ ra một phần chân dịch Thể tích có thu nhỏ lại, thế nhưng năng lượng ẩn chứa bên trong nó không những không thay đổi mà chất lượng còn cao hơn khi chân khí toàn thân đều ngưng tụ thành chân dịch thì lượng năng lượng được tồn trữ trong đan điền sẽ tăng lên không chỉ chục lần. Hơn nữa sau khi tấn chức tam phẩm thì các đan điền của hắn đều to ra gấp đôi. Chỉ tính riêng chân khí thì lượng chân khí trong cơ thể tu sĩ tam phẩm đã tăng gấp 20 lần nhị phẩm. Mà Tống Thư Hàng còn từng được bạch tôn giả dùng xúc khí khoách chân pháp, sức chứa của đan điền còn cao hơn cả tu sĩ tam phẩm bình thường. Chỉ cần cứ duy trì như thế thì chân khí của hắn sẽ hùng hậu hơn tu sĩ cùng cảnh giới bình thường rất nhiều. Tiếp đến là thể chất, Thiên Lôi Thối thể tăng cường thể chất của tu sĩ, đẩy thể chất của tu sĩ nhị phẩm lên tam phẩm. Số lượt Thiên Lôi càng nhiều thì hiệu quả thối thể của Thiên Lôi càng lớn. Trước khi tống thư hàng độ kiếp xong thì thể chất đã đạt tới cảnh giới Chiến Vương tam phẩm. Sau 11 đợt thiên kiếp, thể chất của hắn tăng vọt lên gấp bội lần. Hắn phát hiện khi mình dốc toàn lực vận chuyển chân khí thì trên thân thể sẽ tản mát ra những đốm sáng như ánh sao. Bây giờ Tống Thư Hàng vẫn chưa biết, ánh sao này chính là dị tượng mà thân thể sản sinh ra khi tu sĩ tam phẩm bình thường đã thông tinh huy mạch. Có điều lúc này thì bốn kỳ mạch trong cơ thể của Tống Thư Hàng vẫn chưa được đả thông. Chỉ vì thể chất của hắn quá mức khổng lồ, thể chất vừa vào tam phẩm đã tích lũy đến mức độ của tu sĩ tam phẩm tinh huy nên mới xuất hiện dị tượng ấy. Tống Thư Hàng cảm thấy thể chất của mình đã trở nên vô cùng mạnh mẽ. Với thể chất này thì nỗi đau nhức nhối do tinh thần lực mang lại chắc là sẽ giảm đi nhỉ. Đang lúc suy tư thì tinh thần lực của Tống Thư Hàng chấn động. Sau đó đau nhức từng cơn kéo tới như búi nhỏ gõ lên đầu hắn. Sau khi độ kiếp thành công, thể chất, chân khí và tinh thần lực tăng cường toàn diện. Tuy thể chất của hắn mạnh lên nhưng tinh thần lực cũng tăng theo. Tinh thần lực ở mi tâm của hắn càng gần với màu bạc hơn một chút. Tống Thư Hàng lại thấy vui mừng, tuy mi tâm vẫn đau nhưng đã giảm đi nhiều so với hồi còn nhị phẩm. Lúc trước hắn đau như thi thoảng có cây búa lớn nện vào chán, bây giờ thì chỉ còn là búa nhỏ thôi. Chỉ cần tăng cường thể chất thêm nữa thì búa nhỏ sẽ thành búa bơm hơi, thế là hắn có thể ngủ yên được rồi. Nghĩ thế, Tống Thư Hàng ngập tràn hạnh phúc. Tống Thư Hàng cất lưu tinh kiếm đi, chờ bao giờ gặp lại bạch tiền bối sẽ trả kiếm lại cho ngài ấy. Sau đó hắn nhìn về phía xa xa, mỉm cười ra dấu, thành công, với ngư kiều kiều và thiên nhai tử đạo trưởng. Thành công rồi, lần này thành công thật rồi. Sau khi báo tin vui cho ngư kiều kiều và thiên nhai tử đạo trưởng xong, trong lòng tống thư hàng khẽ động. Sau đó hắn nhanh chóng mò vào túi thu nhỏ một tấc và lấy ngộ đạo thạch ra. Dễ của thông nương vẫn còn bám trên này. Ban nãy Tống Thư Hàng cảm ứng được một luồng khí tức sinh mệnh khổng lồ tỏa ra từ ngộ đạo thạch. Mấy phút trước, thông nương cảm thấy hôm nay mình nhỏ không để đâu cho hết, vất vả lắm mới nhú ra được cái búp mà nó lại bị thiên lôi thiêu ra cho. Cô tuyệt vọng sâu sắc. Rốt cuộc thì phải mất bao lâu nữa cô mới có thể mọc ra được một cái búp hành hoàn chỉnh rồi hóa thành người đây. Thông nương đang suy tư thì đạo thiên lôi thối thể kia từ trên trời giáng xuống. Khi nó tẩy rửa thân thể của Tống Thư Hàng, thì cũng có một phần đổ vào thông nương có huyết mạch của hắn đang bám trên ngộ đạo thạch sau khi thiên lôi thối thể qua đi thì thông nương cảm thấy mấy cọng dễ hành của mình đều run lên. cô nghĩ hôm nay đúng là bi kịch thật mà. thế mà lúc này thì tống thư hàng tự nhiên lại lấy ngộ đạo thạch ra. chuyện gì xảy ra thế? thông nương nghi hoặc. ngay sau đó một cọng mầm hành xanh biếc phớt đỏ sinh trưởng từ ngộ đạo thạch. thế rồi chỉ trong trước mắt thông nương đã trở thành một cây hành tây cao tới nửa mét. thông nương sướng ra. sau đó cô cười vang sung sướng há 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 há. Búp hành của cô lại nhú ra rồi, nhú ra cả cây hoàn chỉnh luôn. Đồng thời, trong lòng thông nương nảy ra một suy nghĩ. Ngay sau đó, cô biến thành một cô gái có làn da trắng ngần và khuôn mặt rảo hoạt. Cô mặc sườn xám màu xanh làm tôn lên dáng người thon thả và quyến rũ, mái tóc dài màu lục buộc thành hai bím lắc lư sau lưng. Vì Tống Thư Hàng cầm ngộ đạo thạch trong tay, cho nên sau khi thông nương biến hình thì mũi chân đứng ngay trên tay hắn ha 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 ha, cuối cùng thì ta cũng biến hóa lại được rồi thông nương gieo lên vui vẻ. Hơn nữa lúc này đây cô đã học được bài học, khi biến hình thì ngộ đạo thạch ẩn sâu trong cơ thể chứ không còn phồng lên như mang thai nữa. Thông nương chống ngạnh đứng trên bàn tay của Tống Thư Hàng và cười to thỏa mãn. Chúc mừng thông đạo hữu lại biến được thành người, Tống Thư Hàng rung tay, cảm thấy thông nương trên tay mình nhẹ bẫng Nghe thấy câu nói của Tống Thư Hàng thì Thông Nương ngừng bật tiếng cười và sắc mặt trở nên đắng ngắt. Vất vả lắm cô mới biến hóa thành công, thế nhưng cô vẫn là Thông Nương lúc trước vẫn chỉ là cây hành thành tinh đáng thương có cảnh giới nhất phẩm Tam khiếu mà thôi. Dù có ngộ đạo thạch tương trợ, thế nhưng mấy tháng qua búp hành của cô cứ gãy lại cụt, cụt lại gãy, cả quá trình đẫm máu và nước mắt, cảnh giới không hạ đã là tốt lắm rồi. Còn đối thủ Tống Thư Hàng của cô vốn chỉ là một tu sĩ nhân loại cảnh giới sắp xỉ cô thế mà đã trở thành một tu sĩ tam phẩm cường đại trong thời gian ngắn, cứ như là bật hách vậy. Thông nương ngẩng đầu ngó trời cao. Mẹ nó, không biết bao giờ nô Gia mới có thể đào tẩu khỏi lòng bàn tay của người đàn ông này mà vươn tới tự do đây. Bây giờ cô hối hận xanh cả ruột, lúc trước đúng là không nên máu dồn lên não rồi đi cướp ngộ đạo thạch gì đó mà. Sau khi thở vắn than dài não ruột, thông nương lại cúi đầu nhìn về phía tống thư hàng rồi chớp mắt. Thư hàng đạo hiếu, người thương ta khốn khổ lắm mới biến lại thành người được, người thả ta đi có được không? Ha ha, Tống Thư Hàng cười khẽ, ngộ đạo thạch vẫn còn đang ở trên người thông nương, trước khi tách được nó ra khỏi người cô thì làm sao mà hắn thả cô đi cho được? Thông nương, đậu má, Tống Thư Hàng, ha ha. Ở phía xa xa, Ngư Kiều Kiều và Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng đều cười rất tươi rồi bước tới chúc mừng Tống Thư Hàng độ kiếp thành công. Trong giới tu sĩ, mỗi một lần độ kiếp thành công đều là một chuyện đáng để chúc mừng đệ tử trong các môn phái và thế gia lớn mà độ kiếp thành công thì còn có thể bày tiệc đãi khách nữa kia thiên nhai tử đi được mấy bước thì đột nhiên biến sắc khí tức trên người hắn bắt đầu sao động hình như vừa rồi bị ảnh hưởng của thiên kiếp cho nên cảnh giới của hắn không ức chế nổi rồi bi kịch rõ ràng là hắn rất chú ý khống chế không ngờ là vẫn bị ảnh hưởng bây giờ ép cảnh giới vô dụng rồi cho nên phải truyền công ngay thôi. Phải truyền công, phải kéo cảnh giới xuống, phải đẩy thiên kiếp xa ra. Thiên nhai tử đạo trưởng kết pháp ấn rồi nhìn sang ngư kiều kiều ở bên cạnh mình. Kiều kiều cô nương, tuy rằng cô là hải yêu, thế nhưng truyền công đại pháp của Lão Phu đã được cải tạo nhiều năm nên yêu tộc cũng nhận được đấy. Lão Phu đang có 10 năm công lực rất chi là tinh thuần, lần này không giao dịch mà cho không cô nương luôn nè, được không? Ngư kiều kiều, gạch nối xin lỗi đạo trưởng, ta nghĩ ta tạm thời không cần đến công lực đâu. Ngư kiều kiều từ chối thẳng thừng. Thiên nhai tử đạo trưởng lấy làm tiếc nuối lắm. Sau đó hắn nói với tống thư hàng phía xa. Thư hàng tiểu hữu tuy ngươi vừa mới độ kiếp thành công, thế nhưng công lực thì có bao giờ thừa đâu. Lão Phu đang có 10 năm công lực tinh thuần, cho không luôn nẻ ngươi có lấy không. Tống Thư Hàng Xin lỗi đạo trưởng, ta vừa mới thăng cấp thành công, Ít nhất cũng phải củng cố cảnh giới của mình trước đã. Tống Thư Hàng thành khẩn đáp. Cũng phải, đối với người bây giờ thì củng cố cảnh giới là quan trọng nhất. Thiên nhai tử đạo trưởng thở dài não ruột. Nếu không thể truyền công được thì đành phải phong ấn chính mình lại thôi. Thế nhưng phong ấn bản thân thì nhiều di chứng và hạn chế lắm. Không thoải mái hết cả người như là truyền công đâu. Đang lúc thiên nhai tử đạo trưởng suy nghĩ mông lung thì thấy Thông Nương đứng trên tay Tống Thư Hàng. Ủa? Đạo trưởng mở to hai mắt. Vốn dĩ hắn cho rằng yêu quái biến được thành người phải là đại yêu ngũ phẩm, cho nên ngay từ đầu hắn đã không nghĩ đến việc truyền công cho thông nương. Cùng là ngũ phẩm nhưng con người thì khác với yêu tinh, đại yêu ngũ phẩm người ta đâu có thèm gì 10 năm công lực tinh thuần của hắn. Thế nhưng bây giờ khi nhìn kỹ lại thì Thiên Nhai Tử đạo trưởng phát hiện ra thông nương mới chỉ có cảnh giới tam khiếu của nhất phẩm mà thôi. Cảnh giới này thấp quá đi tiểu yêu cảnh giới thấp thế này làm sao mà biến thành người được hay vậy? Chẳng lẽ chủng tộc của cô ta có chỗ nào đặc thù? Cô ta là linh vật thiên địa, hay là cô ta gặp kỳ ngộ gì đặc biệt? Song bất luận thế nào thì yêu nữ này cũng là đối tượng tốt nhất để hắn truyền công. Thiên nhai tử đạo trưởng hỏi. Thư hàng tiểu hữu, cây hành thành tinh trên tay ngươi là ái sủng của ngươi à? Ái sủng cái đầu ông, ta là một cây hành tinh tự do tự tại, không phải là sủng vật của bất cứ ai hết thông nương quay khuôn mặt nhỏ nhắn sang lường thiên nhai tử đạo trưởng đầy căm tức, cô cố ý nhấn mạnh hai chữ tự do. Tống Thư Hàng hơi gật đầu. Đúng vậy đạo trưởng, thông nương không phải là sủng vật của ta, chỉ vì một vài nguyên nhân nên cô ấy tạm thời ở bên ta mà thôi. Thế thì tốt rồi, thiên nhai tử đạo trưởng nói, nè hành lá thành tinh, lão đạo đang có 10 năm công lực tinh thuần, cho không cô nè, có muốn hay không? Ta thèm vào, bị ngươi truyền công xong nhỏ bỏ sư, chẳng sống được bao lâu thì đã về chầu ông vải rồi. Thông nương nói, cô được Tống Thư Hàng mang theo bên cạnh nên đương nhiên đã nghe Ngư Kiều Kiều nói về tên cuồng truyền công này rồi. Tất cả những lời đó đều là tin đồn ác ý nhằm hãm hại lão đạo. Thực ra sau khi nhận công lực của lão đạo, chỉ cần chăm chỉ tu luyện, ôn dưỡng tiêu hóa hết công lực đó thì sẽ không nguy hiểm gì đến sinh mạng đâu mà. Ví dụ như cái vị tiểu đạo hữu nhận công lực của lão đạo cách đây không lâu ấy. Hắn siêng năng tu luyện, nên bây giờ đã là tu sĩ tam phẩm đỉnh phong, sắp sửa trùng kích cảnh giới tứ phẩm đến nơi rồi kia kia. Thiên Nhai Tử đạo trưởng mỉm cười. Nghe đến đây thì thông nương hơi động lòng. Bởi vì cô cảm thấy nếu cứ tiếp tục thế này thì khoảng cách cảnh giới giữa mình và Tống thư hàng sẽ bị kéo càng ngày càng xa mất. Cảnh giới của Tống thư hàng càng ngày càng cao, thực lực của hai người chênh nhau mỗi lúc một lớn, thì hy vọng chạy trốn của cô lại càng xa vời hơn. Thế nhưng nếu nhận công lực của vị dạo trưởng này thì cô cũng sẽ đạt tới cảnh giới tứ phẩm nhanh thôi. Cho không thật à, thông nương hỏi. chương 625, thiên nhai tử xếp trong chóng tre. Tống Thư Hàng nhìn cảnh tượng truyền công trước mặt, vốn dĩ hắn cho rằng truyền công sẽ giống như trong phim hay diễn, tức là ông lão đặt hai tay lên lưng nhân vật chính, không ngừng truyền công lực sụp sôi cuồn cuộn sang, sau đó sắc mặt của cả ông lão và nhân vật chính đều đỏ lựng, có khi còn xỉ khó trắng, cuối cùng nhân vật chính luyện được thần công. Không ngờ truyền công lại là truyền từ đỉnh đầu. Tư thế này nhìn mệt chết đi được, chẳng biết là thông nương ở dưới có thấy nhức cổ không. Cô nàng phải gánh cả người đạo trưởng trên đầu cơm mà. Khi bắt đầu truyền công, trên người thiên nhai tử đạo trưởng tỏa ra ánh sáng chói mắt. Đạo trưởng truyền công hàng thật giá thật, không lừa con trẻ, không gạt người già. Hắn vốn là đệ tử của đạo môn chính tông, công lực công chính ôn hòa, phẩm chất hết sức tinh thuần. Từ kim đan của đạo trưởng, bản nguyên linh lực tràn ra đổ vào thân thể Thông Nương. Hắn khống chế lượng linh khí rất cẩn thận để tránh cho Thông Nương bị quá tải, bởi vì thực lực của Thông Nương còn quá yếu. Sau khi linh lực tràn vào cơ thể Thông Nương, thì một phần cường hóa thân thể cô dưới sự khống chế của đạo trưởng, một phần khác phân tán trở thành chân khí, rồi từ chân khí chuyển hóa thành khí huyết chi lực. Thông Nương mới ở cảnh giới nhất phẩm, chỉ hấp thu được khí huyết chi lực mà thôi ngư kiều kiều ở bên cạnh nói truyền công cần có lực khống chế rất tỉ mỉ tinh tế nếu lượng năng lượng truyền sang quá lớn thì có khả năng sẽ làm nổ tung kinh mạch của người được truyền công làm cô ấy trở thành một phế nhân mà nếu lượng năng lượng truyền sang quá nhỏ thì lại tạo thành hao phí không cần thiết lãng phí bản nguyên chân khí và linh lực một cách vô ích được truyền công cũng là một loại mạo hiểm tống thư hàng âm thầm gật đầu thế nhưng thiên nhai tử truyền công nhiều năm nên đã thuần thục lắm rồi hắn truyền công thì không có sai lầm gì đâu, ngư kiều kiều bổ sung. Tống Thư Hàng lại gật đầu, dù sao thì cũng là người cuồng truyền công mà. Xong lúc này, thiên nhai tử đạo trưởng đang truyền công cho thông nương lại hơi nhíu mày. Trải qua nhiều lần nghiên cứu thì truyền công đại pháp của hắn đúng là có thể truyền cho cả yêu tinh thật. Nói thì nói thế, nhưng cho dù là yêu tộc đã hóa thành hình người thì kinh mạch trong cơ thể vẫn khác với con người. Khi hắn truyền công cho thông nương thì lại phát hiện ra kinh mạch trong cơ thể thông nương giống con người như đúc, cơ hồ không khác biệt mảy may. Hắn còn nghi ngờ không biết có phải mình đang truyền công cho một tu sĩ nhân loại hay không nữa kia. Thế nhưng bây giờ không phải là thời điểm để truy cứu vấn đề này, trong quá trình truyền công không thể phân tâm được. Thiên Nhai Tử đạo trưởng chuyên tâm bắt đầu truyền công. Sau đó, cảnh giới của thông nương tăng lên nhanh chóng. Một vị kim đan linh hoàng ngũ phẩm truyền công truyền linh lực ngũ phẩm để chuyển hóa thành khí huyết thì năng lượng ấy khổng lồ cỡ nào chứ? Chưa đến 2 phút sau thì khiếu thứ tư là nhĩ khiếu của thông nương đã được đả thông, thể chất của cô càng cường đại hơn, mắt tinh tai thính. Cộng thêm ngộ đạo thạch trong cơ thể thông nương luôn không ngừng cường hóa ngộ tính của cô, khiến cho cô lĩnh ngộ ra rất nhiều bí quyết vận chuyển khí huyết chi lực khi đang được truyền công. Bắp hai tầng liền. Sướng quá, ta tu luyện khổ sở 300 năm mới tăng lên tới cảnh giới ba khiếu của nhất phẩm, không ngờ chỉ trong vài phút đã đột phá cảnh giới luôn rồi. Nếu cứ thăng cấp thế này thì có khi ta có thể đuổi kịp cảnh giới của Tống Thư Hàng thật đây. Thông nương kích động trong lòng. Duy trì bình tĩnh, yên lặng vận chuyển pháp thuật minh tưởng của ngươi đi, đừng có phân tâm. Thông nương vừa phân tâm thì thiên nhai tử đạo trưởng đã nói ngay. Thông nương vội vàng thu liếm tinh thần và lặng lẽ vận chuyển minh tưởng pháp. 5 phút sau, nhờ công lực đạo gia tinh thuần không ngừng rót vào, khiếu thứ năm của thông nương cũng đột phá. Sau đó, thông nương thức tỉnh thiên phú của khẩu khiếu. Thiên phú, huyện âm. Khi thiên phú này thức tỉnh thì thông nương đã hiểu rõ tác dụng của nó ngay. Đây là thiên phú có thể làm cho giọng nói của cô ẩn chứa năng lực ảo thuật. Khi thúc giục thiên phú này thì lúc nói chuyện có thể kéo người ta rơi vào ảo giác. Trong tay cô bây giờ lại đang có một quyển công pháp sư tử hống, tuy rằng đã giao bản chính cho Tống Thư Hàng nhưng cô vẫn nhớ rõ nội dung chỉ cần cô tu luyện xong công pháp ấy, cộng thêm hiệu quả huyện âm nữa thì chắc là tuyệt lắm. Sư tử hống thêm huyện âm, giống lên một cái là ngã dạp cả đám người. Thế nhưng sao cô cứ thấy cái thiên phú khẩu khiếu huyện âm này quen quen thế nhỉ? Trong thời gian ngắn, thông nương không tài nào nhớ được mình đã nghe thấy thiên phú này ở chỗ nào rồi. Thôi kệ đi, tóm lại là thiên phú khẩu khiếu này rất hợp với cô. Nếu bây giờ cô lại thi triển chiêu tuyệt kỹ mị lực sắc dụ của nữ yêu xinh đẹp trong 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót, kết hợp với huyện âm thì không biết có thể mê hoặc tống thư hàng được không ta? Đúng là một chuyện đáng để chờ mong mà. Thông nương rất muốn thử uy lực của thiên phú khẩu khiếu này ngay bây giờ, thế nhưng cô vẫn còn đang ở trong trạng thái được truyền công nên không làm gì được, chỉ có thể kìm nén cái mong muốn ấy lại mà thôi. Thông nương đã đột phá liên tiếp hai cảnh giới, nhưng công lực mà thiên nhai tử đạo trưởng truyền cho cô lại chưa tiêu hao đến một năm. Đạo trưởng định truyền cho cô 10 năm công lực, bây giờ mới chỉ được có một phần 20. Bây giờ trong cơ thể thông nương đã đả thông toàn bộ năm khiếu huyệt lớn, tiếp theo chính là bước cuối cùng của nhất phẩm. Năm khiếu đều mở, khí huyết chi lực trong cơ thể liên kết lại một chỗ, bốn khiếu tai, mũi, miệng, mắt nối liền với tâm khiếu, hiển hiện ra thế cá vượt long môn, sau khi vượt qua long môn thì khí huyết chi lực ở toàn thân có thể biến từ vô hình thành hữu hình, hóa từ hư thành thực, trở thành chân khí, đó chính là cảnh giới chiến sư nhị phẩm. Chuẩn bị tinh thần đi, sắp tiến vào trạng thái đột phá bình cảnh để thăng cấp rồi đấy. Mau bảo vệ linh đài, duy trì tâm linh bình tĩnh. Đừng có ngừng minh tưởng, thiên nhai tử đạo trưởng trầm giọng nói. Đương nhiên là câu nói này tiến thẳng vào tai thông nương qua truyền âm nhập mật. Bây giờ Thiên Nhai Tử Đạo trưởng không thể mở miệng nói chuyện được, quá trình truyền công đã bước vào giai đoạn quan trọng rồi. Để giúp Thông Nương đột phá bình cảnh dược long môn chỉ sợ sẽ tiêu hao không ít linh lực. Đây chính là bản nguyên linh lực của linh hoàng đấy, lấy nó ra để giúp một tiểu yêu tinh thăng cấp đúng là dùng dao một châu để thịt gà, Thiên Nhai Tử Đạo trưởng đau lòng lắm lắm. Thông Nương vội vàng vận chuyển minh tưởng pháp. Lúc này, Tống thư hàng nhìn thấy Thiên Nhai Tử Đạo trưởng ở trên đầu Thông Nương quay vòng. Tống Thư Hàng không đành lòng nhìn thẳng. Nếu một ông chú da đen lực lưỡng làm động tác này thì coi còn được, nhưng đây lại là một lão đạo trưởng tiên phong đạo cốt. Thiên nhai tử đạo trưởng vẫn đang quay vòng mỗi lúc một nhanh. Đến rồi đến rồi, ta nhìn thấy Long Môn rồi. Thông nương reo lên vui vẻ. Dường như cô đã nhìn thấy Long Môn cao lớn sừng sững trước mắt mình. Chỉ cần nhảy lên và phóng qua Long Môn này thì cô có thể tấn chức lên cảnh giới nhị phẩm rồi. Tốc độ thăng cấp này nhanh như tên lửa, cảm giác thật là sung sướng, sung sướng quá đi mà. Phối hợp với lão đạo, lão đạo sẽ đưa ngươi sông tới, phóng vượt long môn. Thiên nhai tử đạo trưởng trầm giọng nói. Thông nương ngưng thần, điều rộng khí huyết chi lực toàn thân, dốc toàn lực phối hợp với thiên nhai tử đạo trưởng. Lúc này, bản nguyên linh lực trong cơ thể thiên nhai tử đạo trưởng tăng vọt lên, gần một năm công lực đổ như thác vào thân thể thông nương. Thông nương từ từ lơ lửng giữa không chung với tư thế ngồi khoanh chân trên đỉnh đầu cô, thiên nhai tử đạo trưởng vẫn đang quay tròn. Vì chuyển động quá nhanh mà hai chân hắn đã biến thành chữ, mã, tư thế chẳng khác gì xuân lệ toàn phong thối. Nhìn từ xa, trên đầu thông nương như đang gắn một chiếc trong chóng tre của Doraemon. Trông rõ là vui mắt, nhưng mà dưới động tác nhìn có vẻ khôi hài ấy, khí huyết chi lực trong cơ thể thông nương lại cứ tăng lên, tăng mãi. Thiên nhai tử đạo trưởng bùng nổ dữ dội, một đạo công lực tinh thuần nữa truyền xuống mang theo hai năm công lực tinh thuần của hắn. Cuối cùng, thông nương phóng một mạch qua long môn. Trong cơ thể cô, khí huyết chi lực cả người chảy ngược xuống rồi dồn về bụng, lập nên đan điền ở nơi đó. Sau đó khí huyết chi lực tập trung hết tại đan điền, chuyển hư thành thực, hóa thành chân khí. Thông nương tu luyện 300 năm, hôm nay mới bật hách tấn trước lên cảnh giới nhị phẩm. Trong giờ phút này đây, nước mắt cô rưng rưng. Để giúp Thông Nương thăng cấp thành công mà Thiên Nhai Tử Đạo trưởng tốn 3 năm công lực tinh thuần một lúc làm cho lòng hắn đau sâu sắc. Sau khi Thông Nương thăng cấp thành công, Thiên Nhai Tử Đạo trưởng dừng xoay tròn. Thông Nương cũng thoát khỏi trạng thái lơ lửng trên không mà rơi về mặt đất. Đạo trưởng vẫn trồng ngược trên đầu cô không hề cử động. "Đừng thả lỏng, ta còn muốn truyền cho ngươi 6 năm công lực nữa cơ." Lập tức vận động pháp môn minh tưởng, làm quen với chân khí trong cơ thể mình lão đạo muốn dẫn người thăng cấp như bay, phá tan các tiểu cảnh giới của nhị phẩm để mở đan điền. Thiên nhai tử đạo trưởng truyền âm nói, thông nương hạnh phúc tràn trề, còn tận 6 năm công lực, nói không chừng có thể giúp cô thăng luôn lên tới cảnh giới tam phẩm, ở cùng cảnh giới với tống thư hàng luôn ấy chứ. Cô lập tức bắt đầu làm quen với chân khí ở trong đan điền của mình. Đây là chân khí sao? Nó khác hẳn với khí huyết chi lực lúc trước, tuy khí huyết chi lực cũng khống chế được, Song lúc vận chuyển thì có một chút cảm giác ấm nóng. Ví dụ lúc muốn vận chuyển khí huyết chi lực xuống cánh tay thì sẽ cảm thấy một luồng ấm nóng chảy từ tâm khiếu và các khiếu huyệt khác vào cánh tay mình. Nhưng chân khí thì khác, chân khí vận chuyển trong kinh mạch của cơ thể lại mang tới cảm giác mát lạnh, hơn nữa còn có thể cảm nhận được xúc cảm khi nó di chuyển trong kinh mạch. Sức khống chế và thể nghiệm vượt xa khí huyết chi lực. Sướng quá, khoái quá. Từ hôm nay trở đi ta đã trở thành một cây hành tinh nhị phẩm rồi thông nương bắt đầu khống chế chân khí cho nó vận chuyển đi khắp các kinh mạch trong cơ thể. Thế là nhị phẩm luôn à, tống thư hàng ngu cả người ra, nhẹ nhàng thế thôi á. À. Lúc trước để vượt qua long môn, đầu tiên là hắn bị cầu sực, bây giờ cảm giác răng chó của đậu đậu đâm vào cơ thể vẫn là ký ức đáng sợ khó có thể phai mờ. Sau đó thì bị tống thư hàng dùng một lần bản không không một phóng tuốt lên trời, rồi chia sẻ cảm quan với ngư kiều kiều để hưởng thụ một lần điểm hóa long môn, cuối cùng còn phải giả nữ chạy đến tham gia trận chiến đoạn tiên đài nữa chứ. Tống thư hàng trải qua muôn vàn đau khổ mới leo lên được nhị phẩm. chương 626 lệ chi tiên tử ở châu phi. nếu cái truyền công đại pháp quái quỷ của thiên nhai tử đạo trưởng không có nhiều hậu di chứng đáng sợ kia thì thật tốt biết bao. nếu mà như vậy, dù hắn muốn truyền công bao nhiêu lần cũng không đáng sợ nữa. lúc này thiên nhai tử đạo trưởng hỏi do. Cô nhóc đã quen với chân khí chưa đấy? Đã quen rồi." Thông Nương hưng phấn đáp lời, có Ngộ Đạo Thạch ở đây, chỉ trong chớp mắt cô đã nắm vững được phương thức vận chuyển chân khí. Bây giờ cô có thể khiến chân khí trong đan điền vận chuyển linh hoạt, hơn nữa cũng vận chuyển một chút trong mấy đường kinh mạch ở gần đan điền. Chỉ có điều do cô vẫn chưa học qua công pháp nhị phẩm, cho nên chân khí chỉ có thể vận chuyển ở gần đan điền thôi chứ không dám để chân khí vận chuyển quá xa. Nếu như chân khí ở trong kinh mạch chạy tán loạn thì sẽ tạo thành tẩu hỏa nhập ma. Vậy thì chúng ta sẽ tiếp tục truyền công, chuẩn bị tiếp nhận linh lực tinh thuần hơn 6 năm còn lại của lão đạo đi. Thiên Nhai Tử đạo trưởng hít sâu một hơi, lại bắt đầu chuyển động. Lần này tư thế của hắn lại thay đổi một chút, bởi vì thông nương tấn thăng nhị phẩm, điều cần chú ý không phải đơn giản ở năm cái khiếu huyệt nữa mà cần quán nhập vào trong kinh mạch của cô, cuối cùng để năng lượng tiến vào đan điền cho nên phải đổi tư thế truyền công một chút. Dưới sự hướng dẫn của thiên nhai tử đạo trưởng, thông nương vẫn ngồi xếp bằng như thế, chỉ có điều bây giờ cô đang trong tư thế vươn hai tay lên trời. Hai tay của thiên nhai tử đạo trưởng và hai tay cô đối nhau, sau đó đầu trụng đầu. Như vậy thì khi thiên nhai tử đạo trưởng bắt đầu chuyển động, thông nương cũng chuyển động theo. Hai người xoay rồi lại xoay, đúng là thần kỳ. Tống Thư Hàng cảm thấy khóe mắt mình giật giật, đây có lẽ là do ngày hôm qua cơ mắt của hắn mệt mỏi quá chứ tuyệt đối không phải là do tư thế của thông nương và đạo trưởng trước mặt tuyệt đối không phải trạng thái truyền công bắt đầu thiên nhai từ đạo trưởng trầm giọng nói vận chuyển công pháp mà ngươi tu luyện điều động chân khí phối hợp với lão đạo minh tưởng pháp a à. thông nương hỏi lại không đúng là công pháp vận chuyển chân khí của nhị phẩm thiên nhai từ đạo trưởng đáp thông nương gạch nối thông nương quính luôn. Cô chưa từng học qua công pháp của nhị phẩm mà. Lúc ấy cô bị cửu đăng ni cô bắt nhốt vào trong thiên long tự, sau đó đã học được một bộ công pháp thối thể cơ bản của thiên long tự là chỉ pháp căn bản của thiên long tự và một bộ minh tưởng pháp môn. Công pháp vận chuyển chân khí nhị phẩm sau đó thì không có ai truyền thụ cho cô cả. Đừng có thất thần như thế, mau vận chuyển chân khí phối hợp với lão đạo, để lão đạo truyền một hơi giúp người giải khai đan điền thứ nhất của nhị phẩm là lòng vĩ đan điền truyền thụ thêm một mớ công lực tinh thuần cho ngươi nào. Thiên nhai tử đạo trưởng nói. Thông nương miếu máu nói. Cái đó, đạo trưởng ơi, ta chưa từng học qua công pháp nhị phẩm. Thiên nhai tử đạo trưởng. Gạch nối. Con mẹ nó chứ. Trăm tính vạn tính, hắn lại không tính đến điểm này. Thông nương này vậy mà lại chỉ nắm vững được công pháp căn bản của nhất phẩm thôi chứ chưa học được công pháp vận chuyển chân khí như vậy thì còn tấn cấp cái con khỉ gì nữa. Chân khí toàn thân của hắn quan nhập vào trong người thông nương này, sẽ tích trữ trong khí hải đan điền của cô ta, cuối cùng sẽ nhồi kín khiến đan điền của cô ta nổ tung mất thôi. Làm sao bây giờ, làm thế nào mới được đây, buồn chết mất. Thông nương thử hỏi, hay là bây giờ đạo trưởng ngài dạy ta một loại công pháp được không? Bây giờ trên người cô có ngộ đạo thạch, khả năng lĩnh ngộ chắc là rất cao, dạy cô một bộ công pháp thì hoàn toàn có thể vừa học vừa thực hành luôn. Thậm chí nương theo sự truyền công của đạo trưởng, chưa biết chừng một hơi là khiến công pháp luyện đến cảnh giới rất cao thâm thì sao. Thiên nhai tử đạo trưởng, gạch nối, người coi ta là giáo dục phổ cập đấy phỏng, truyền công miễn phí rồi lại còn đòi học công pháp miễn phí nữa cơ à. Mà công pháp của sư môn lấy đâu ra việc nói truyền là có thể truyền được chứ hả? Nếu Thiên Nhai Tử đạo trưởng muốn thu nhận đồ đệ thì phải tiến hành một trình tự thu nhận đệ tử, sau khi ghi đạo hiệu của đệ tử vào danh sách sư môn, lúc đó thì mới có thể truyền thụ công pháp của sư môn. Bằng không cái tội danh tự ý truyền thụ công pháp này hắn không gánh vác nổi đâu. Hơn nữa học công pháp có giống như ăn cơm đâu mà nói học là có thể học được ngay chắc. Thiên Nhai Tử đạo trưởng nhíu mày lại. Chẳng lẽ cứ kết thúc truyền công như thế này à? Nhưng mà mới truyền được chưa đến 4 năm công lực, với trạng thái của hắn bây giờ thì sự chênh lệch của công lực 4 năm vẫn còn rất nguy hiểm. Nói không chừng thiên kiếp ở trên đỉnh đầu vẫn sẽ bị dẫn dắt xuống, đánh thẳng vào đầu hắn. Ít nhất phải truyền chục năm mới chắc ăn được. Vì vậy thiên nhai tử đạo trưởng từ từ dừng chuyển động lại, ánh mắt của hắn nhìn về phía Tống Thư Hàng và Ngư Kiều Kiều. Cái này, hai vị tiểu hữu cũng nghe thấy rồi đấy. Hay là chỗ công lực tinh thuần hơn 6 năm còn dư lại của lão đạo sẽ chia ra truyền cho hai người các ngươi nhé miễn phí luôn nè thiên nhai tử đạo trưởng nói đạo trưởng ta vừa hoàn thành việc tấn cấp xong thật sự không cần đâu tống thư hàng cười khổ đáp trạng thái của hắn bây giờ thì thật sự không tiện tiếp nhận truyền công nếu không thì hắn sẽ gật đầu cái rụp ngay dù sao thiên nhai tử đạo trưởng là vì hắn nên tức tốc chạy qua đây bị thiên kiếp ảnh hưởng thế này ta cũng không cần đâu ngư kiều kiều liều mạng lắc đầu thông nương ta muốn mà cho ta tiếp đi muốn cái gì mà muốn, ngươi chưa học qua công pháp nhị phẩm, nếu lão đạo tiếp tục truyền công thì sẽ khiến cho đan điền của ngươi trực tiếp nổ tung. Thiên nhai tử đạo trưởng thở dài một hơi. Thông nương thấy thật đau lòng quá thể, vừa mới thể nghiệm được khoái cảm của việc tấn cấp vèo vèo như thế mà giờ lại phải chấm dứt hay sao? Vẫn còn hơn 6 năm công lực tinh thuần nữa đang đợi cô mà. Tống thư hàng nhìn thông nương ở trước mặt, thầm thở dài nếu như trên người hắn có dư công pháp thuộc về bản thân hắn thì cũng không ngại cho thông nương một phần dù sao mấy tháng gần đây hắn nợ thông nương khá nhiều cộng hành đây hơn nữa không biết có phải bởi vì tắm nước thuốc trong quan tài bằng vàng lần trước thông nương tan ra hòa vào trong nước thuốc hay không mà sau khi quay trở về trái đất xong thì tống thư hàng lại có cảm giác thân thiết với thông nương hơn cũng giống như giữa hai người huyết mạch tương thông vậy thông nương giống như con gái hắn chăng so sánh này không thỏa đáng lắm nhưng chính là kiểu cảm giác thân thiết như vậy đấy. Điều đáng tiếc là Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công của hắn có được từ chỗ Bạch Tôn giả chứ không phải thuộc về hắn. Cho dù hắn có muốn truyền thụ cho người khác thì vẫn phải hỏi Bạch Tôn giả mới được. Đây chính là điều cấm kỵ của giới tu chân, lúc đầu khi dược sư tiền bối chỉ dẫn Tống thư hàng bước vào con đường tu hành thì đã dạy rõ cho hắn biết những điều cấm kỵ của giới tu sĩ. Lại nói, khi tu luyện Tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công cần phải có linh thú tinh phối hợp cùng. Bây giờ trong tay tống thư hàng cũng không có dư nhiều linh thú tinh như thế. Gia đình của ngư kiều kiều thì có tiếng là giàu nứt vách đổ tường. Cha cô chính là một vị chân quân có tiếng lâu năm, có hy vọng trùng kích đến tôn giả bạn tốt nhiều năm của bạch tôn giả. Nhưng công pháp của cô lại có liên quan đến huyết mạch giao long, không có huyết mạch của giao long thì căn bản không cách nào học được công pháp của cô. Hơn nữa công pháp của cô cũng không thể dễ dàng truyền ra bên ngoài được thiên nhai tử đạo trưởng thở dài một hơi, rốt cuộc hắn vẫn phải tự phong bế công lực hay sao? Trông thấy đạo trưởng mặt nhăn mày nhó khổ sở và thông thương đần hết cả mặt ra, Tống Thư Hàng đột nhiên nghĩ đến một chuyện. Trong đầu hắn ngoài, tam thập tam thú tiên thiên nhất khí công, ra thì vẫn còn một bộ công pháp nữa, bộ công pháp này có uy lực không tồi, hơn nữa trực chỉ cảnh giới chân quân lục phẩm luôn. Cũng không phải là bộ kiếm quyết thần bí ở trong mật thất sở ra kia, kiếm quyết này không có duyên với Tống Thư Hàng, mãi mà hắn cũng không lĩnh ngộ ra được. Cái mà Tống Thư Hàng chỉ chính là công pháp Thiên Khớp Bảo Điển, mà không lâu trước đây hắn đã đọc được ở trong Bích Thủy Các, đây là công pháp do Diệp Tư Sư Tỷ và sư phụ của cô cùng sáng tạo ra. Lúc ấy Tống Thư Hàng đã từng xem qua bộ Thiên Khớp Bảo Điển này một lần, bị ảnh hưởng bởi Bảo Điển, khóc rất thảm thiết. Chỉ có điều, bộ Thiên Khớp Bảo Điển này cũng không thuộc về hắn mà thuộc về Diệp Tư Sư Tỷ. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại, Tống Thư Hàng móc ra cái lệnh bài mà lúc đầu sở các chủ đưa cho hắn, lệnh bài này có thể trực tiếp liên hệ với Diệp Tư Sư Tỷ. Tống Thư Hàng tập trung chân khí vào trong lệnh bài, bên trong nhanh chóng chuyển đến giọng nói của Diệp Tư Sư Tỷ. Alo, là Thư Hàng hả? Hu hu hu. Trong tiếng khóc của Diệp Tư Sư Tỷ còn mang theo cả ý mừng rỡ. Là ta đây. Tống Thư Hàng đáp. Diệp Tư, sao cô lại khóc thế? Hu hu hu, Ngày hôm qua có một người bạn của ngươi và một con chó tên là Đậu Đậu cùng đến Bích Thủy Các. Người bạn kia của ngươi mang đến cho ta một cảm giác cực kỳ thân thiết, khi ta trông thấy cô ấy thì lập tức có cảm giác như đã gặp được mẹ của mình vậy, một cảm giác vô cùng nhung nhớ. Sau đó lúc ta ngủ còn mơ thấy khung cảnh ta chơi đùa với mẹ lúc còn nhỏ, thế nên là khóc thôi. Diệp Tư vừa khóc vừa trả lời. Tống thư hàng ngẩn người, người bạn của hắn và Đậu Đậu cùng đến Bích Thủy Các, người bạn của hắn rất giống mẹ của Diệp Tư. Người bạn nào nhỉ? Người bạn kia của ta là vị đạo hữu nào thế? Tống Thư Hàng tò mò hỏi lại. Cô ấy tên là Lệ Chi Tiên Tử, bây giờ vẫn còn đang làm khách ở chỗ ta đây nè. Ừ, đúng là một vị tiên tử vô cùng dịu dàng, lại còn xinh xắn nữa. Diệp Tư không dễ gì mới ngăn được tiếng khóc, sau đó lại hỏi. Tống Thư Hàng ngươi tìm ta có việc gì thế? À, là thế này, trong tay ta có một cọng hành tinh nhỏ, Ta muốn thử xem cô ta có thể học được thiên cấp bảo điển hay không, có được không? Tống thư hàng hỏi thử. Không thành vấn đề, chỉ cần ngươi muốn thì có thể dạy cho bất kỳ ai. Giữa hai chúng ta không cần phải tính toán mấy điều này. Sau khi Diệp Tư nấc nghẹn một tiếng, lại nói tiếp. Mấy ngày nay các chủ nói để ta đến trái đất làm một nhiệm vụ, đến lúc đó ta sẽ đi tìm ngươi. Sở dĩ Diệp Tư vui vẻ đồng ý cũng là vì từ trong sâu thẳm đáy lòng cô có một ý niệm kỳ quái, hay nói cách khác là một kiểu chấp niệm cô phải để công pháp thuộc về bích thủy các được truyền thừa tiếp. Không thể để truyền thừa của bích thủy các bị đứt đoạn được. Được. Tống Thư Hàng đáp, nếu sở các chủ đã phái Diệp Tư đến trái đất thì chắc là đã có cách tránh cho Diệp Tư bị người ta khế ước chăng? Vậy cứ quyết như vậy trước đi, ta cảm giác vẫn còn muốn khóc, để ta khóc thêm một lúc nữa vậy. Đến lúc đó ta sẽ liên lạc với ngươi nhé diệp tư nói xong thì loáng thoáng lại bắt đầu khóc toáng lên tống thư hàng gạch nối lại nói lệ chi tiên tử lại mang đến cho diệp tư sư tỷ cảm giác giống như mẹ là sao nhỉ lẽ nào giữa hai người bọn họ có quan hệ máu mủ à tống thư hàng thuận tay móc điện thoại ra xem thật là trùng hợp lệ chi tiên tử vừa mới gửi một bức ảnh chụp lên nhóm cửu châu số một trên một thảo nguyên rộng mênh mông lệ chi tiên tử mặc một cái áo màu ngắn tay, đang chụp một bức ảnh tự sướng. Sau lưng cô là một con sư tử hùng dũng đang há miệng rõ to. Lệ chi tiên tử, vừa mới đến bình nguyên Sirenzerti ở châu Phi, đây là lần thứ sáu trong mấy năm gần đây ta chụp chung với đám sư tử, mỗi lần đến đây đều có chút thay đổi nho nhỏ, rất thú vị. Bắc Hà Tán Nhân, tiên tử vừa mới đến châu Phi à, nghe nói ở đấy xuất hiện một dị không gian nhỏ, tiên tử có đi qua đấy xem thử không? lệ chi tiên tử trả lời bắc hà đúng là ta chuẩn bị đến chỗ dị không gian kia xem thử đây nên mới đến châu phi đấy ai cần mặt cười sau đó các tiền bối trong nhóm cửu châu số một bắt đầu cuộc trao đổi vây quanh cái dị không gian với bức ảnh tự sướng của lệ chi tiên tử tống thư hàng gạch nối mẹ ơi lệ chi tiên tử đang ở châu phi á vậy người ở cùng với đậu đậu trong bích thủy các kia là ai chương 627, tiên chủ biệt tuyết tiên cơ đã online. Rất rõ ràng, vị lệ chi tiên tử rất thích tự sướng trên trái đất kia mới thực sự là lệ chi, còn vị ở trong bích thủy các kia có lẽ là hàng dởm. Vậy thì, hàng giả mạo ở trong bích thủy các kia rốt cuộc là ai đây? Trong đầu tống thư hàng chợt lóe linh quang, đột nhiên nhớ đến vài ngày trước, tự dưng có tin tức rằng tống thư hàng tiểu hữu đã bị lưu huỳnh tiên tử tống vào trong vũ trụ. Hên làm sao, Hắn may mắn thoát được kiếp nạn này. Sau đó, hắn lại nghĩ đến vài ngày trước trong nhóm cửu châu số 1, bắc Hà Tán Nhân phát động một chủ đề là tất cả tiền bối trong nhóm vây chặn đồng quái tiên sư tiền bối đã bày ra thiên la địa võng ở trong vũ trụ. Hơn nữa đồng quái tiên sư tiền bối là một tay có dịch dung thuật rất đáng gờm. Lúc đầu tống thư hàng đã được tận mắt chiêm ngưỡng dịch dung thuật của tiên sư khi ở trên hòn đảo ngoài biển kia. Ngày hôm qua vẫn là hắn tử cưỡi ngựa oai hùng. Ngày hôm nay đã ngay lập tức biến thành một cô nàng nóng bỏng có thân hình đồng hồ cát. Nói tóm lại, Tống thư hàng phát hiện có thể bản thân đã bất cần mò được chân tướng rồi. Cho nên mình có nên vạch trần đồng quái tiên sư tiền bối không ta? Tống thư hàng rất muốn gửi một tin lên nhóm Cửu Châu số 1 để vạch mặt chuyện đồng quái tiên sư có thể đang ở Bích Thủy Các. Đây là một tâm trạng rất thú vị. Lấy một ví dụ, có một vụ án thần bí, tất cả những người khác đều không hay biết gì chỉ có người phát hiện ra chân tướng. Sau đó, lúc tất cả mọi người đều đang thảo luận về vụ án này, khi phỏng đoán ra đủ loại đáp án sai bét, trong lòng rất nhiều người sẽ có kiểu kích động muốn công bố hết sự thực ra ngoài. Tống Thư Hàng bây giờ cũng đặc biệt kích động đây. Cũng may mà hắn cắn răng cố dần cơn cảm xúc kích động này. Không tìm chết thì sẽ không chết. Trong lòng Tống Thư Hàng thầm nhủ câu nói này. Hắn tuyệt đối không thể trở thành tam lãng tiền bối thứ hai được hắn mới không muốn trở thành bá đao tống tam đâu. Nếu như bây giờ hắn gửi một tin nhắn lên nhóm cửu châu số 1 thì sẽ để lộ ra chuyện mình vẫn còn đang ở trái đất. Bởi vì điện thoại đã qua cải tạo của hắn mà vào vũ trụ thì không thể nào lên mạng được. Đến lúc đó Lưu Huỳnh tiên tử mắc chứng bệnh bắt buộc kia sẽ lại tìm tới tận cửa lần nữa, tống hắn thăng thiên luôn. Như vậy thì hắn sẽ đồng quy vô tận cùng với đồng quái tiền bối rồi vì để vạch trần chuyện của đồng quái tiên sư mà làm hại bản thân mình thì đúng là lỗ to đương nhiên có lẽ hắn có thể thử dùng cách thức nói chuyện riêng nói hết chuyện này với tiền bối trong nhóm ví dụ như bắc hà tán nhân tiền bối chẳng hạn chỉ có điều bây giờ chưa phải là lúc tống thư hàng cất điện thoại đi nhìn về phía thông nương và thiên nhai tử đạo trưởng vẫn đang trong trạng thái truyền công thiên nhai tử đạo trưởng đang tiến hành giai đoạn kết thúc truyền công hắn đang quán nhập nốt dòng công lực tinh thuần cuối cùng vào trong khí hải đan điền của thông nương, nếu như truyền hết thì chuẩn bị thu công được rồi. Tống Thư Hàng lên tiếng nói. Thông nương, có lẽ ta có thể truyền thụ cho cô tầng thứ nhất của một bộ công pháp, cũng chính là phần tu luyện nhị phẩm đấy. Hai mắt thông nương lập tức sáng bừng lên ngay. Nhưng có thể học được hay không thì phải xem bản thân cô thế nào. Ngoài ra, sau khi ta dạy bộ công pháp này cho cô thì coi như cô đã bái nhập vào môn hạ của một vị cao nhân tiền bối, xem như đệ tử dự bị của cô ấy. Cô có bằng lòng không? Tống Thư Hàng cất tiếng hỏi. Ta bằng lòng, ta bằng lòng, mau truyền cho ta đi, ta nhất định sẽ học được nhanh thôi. Hơn nữa ta nhất định sẽ là một đệ tử tốt, hiếu kính với sư phụ. Thông nương liều mạng gật đầu. Tống Thư Hàng bình tĩnh nói. Ngoài ra ta còn có một yêu cầu nữa. Nói đi, Nói đi. Thông nương bây giờ rất vội, cô cảm giác Tống thư hàng nói lắm quá. Sau khi ta dạy cô bộ công pháp này, không có sự cho phép của ta thì cô không được tự ý chạy đi, xem như cái giá phải trả cho việc truyền công. Đợi ta lấy được thứ đồ đó ra thì mới có thể trả tự do lại cho cô được. Nếu như đồng ý thì hãy thể đi." Tống thư hàng nói. Thông nương lập tức cứng người lại, thật là rắc rối sở dĩ cắn chặt răng thừa nhận cái truyền công đại pháp quái quỷ của thiên nhai tử đạo trưởng, không màng cả hậu di chứng chính là vì muốn đợi sau khi thực lực tăng lên thì sẽ thoát ra khỏi tống thư hàng mà. Thế nhưng bây giờ nếu đồng ý với điều kiện của tống thư hàng thì việc cô tiếp nhận truyền công còn nghĩa lý gì nữa đâu. Vẻ mặt thông nương lộ rõ vẻ dối rắm Tống thư hàng. Quả nhiên cái cộng hành ngu ngốc này muốn đợi sau khi tiếp nhận truyền công của thiên nhai tử đạo trưởng xong, công lực lớn mạnh rồi thì sẽ thoát ra khỏi hắn đây mà hư, tuyệt đối không thể để cô ta thỏa lòng dễ thế được. Kỳ thực, nếu không phải ngộ đạo thạch sinh trưởng ở trên người cô ta thì Tống Thư Hàng đã vứt cô ta từ lâu rồi. Nhưng ngộ đạo thạch quá quan trọng đối với Tống Thư Hàng. Tuyệt đối không thể để cộng hành ngu ngốc này chạy thoát đi được. Trong lòng Tống Thư Hàng đã quyết định rồi, sau này mức độ cảnh giác đối với cô ta phải tăng lên ba bậc, quản cô ta thật chặt mới được. Sau đó, đợi bạch tôn giả ra ngoài thì nhờ bạch tôn giả ấn một phát, tống thư hàng dùng một lần bản không một, lên người thông nương, một khi thông nương chạy thì kích hoạt lạc ấn, sách cô ta quay về. Đúng là một cách hay. Thông nương vẫn còn đang phân vân, nếu như không đồng ý với tống thư hàng, cô bây giờ đang ở cảnh giới nhị phẩm, vẫn chưa có pháp môn vận chuyển chân khí tương ứng, dường như có chết giả ở cảnh giới này cũng không tiến thêm được phân nào. Mà trong tình huống Tống Thư Hàng đã tấn thăng lên tam phẩm, cô căn bản không có cách nào thoát đi được. Nếu như đáp ứng lời của Tống Thư Hàng, tuy là vẫn không có cơ hội chạy thoát, nhưng chỉ ít vẫn có thể có được một quyển công pháp tu luyện nhị phẩm, còn có truyền công của thiên nhai từ đạo trưởng nữa. Kết cục đều như nhau, vậy thì ít ra cứ lấy cái lợi cho mình trước. Mà hơn nữa lời nói gió bay mà lị. Người có bảo đảm sau khi thứ kia được lấy ra thì sẽ trả tự do cho ta không? Thông nương nhìn về phía Tống Thư Hàng, nghiến răng hỏi ta xin thề với thiên kiếp của mình. Tống Thư Hàng nói, lời thề với thiên kiếp có tính ràng buộc khá mạnh. Vậy được, ta đồng ý với ngươi, ta cũng xin thề với thiên kiếp của mình. Thông Nương nói, chỉ cần ngươi chịu tuân thủ giao hẹn thì ta cũng sẽ giữ lời. Trước khi thứ kia được lấy ra thì sẽ không tự ý bỏ trốn. Người phàm miệng cá mà, ta sẽ không tự ý bỏ trốn nhưng ta sẽ để lại lời nhắn cho ngươi, sau đó quang minh chính đại mà rời đi. Ha 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 ha. Xong xuôi, Tống Thư Hàng mỉm cười, thầm nghĩ trong lòng, đợi sau khi Bạch Tôn giả ra ngoài thì sẽ lặng lẽ in một cái, Tống Thư Hàng dùng một lần bản 01 lên người thông nương. Một cái không an toàn thì tốt nhất có thể in thêm vài cái, bảo đảm cô ta có chạy thoát đến chân trời góc biển cũng có thể gọi về được. Hai bên thề thốt xong xuôi, Tống Thư Hàng thông qua cách thức, truyền âm nhập mật, truyền thụ, thiên khớp bảo điển cho thông nương. Thiên khớp bảo điển được phân làm 5 tầng tầng thứ nhất là công pháp cấp nhị phẩm, tầng thứ năm là công pháp cấp lục phẩm. Tống Thư Hàng truyền công pháp tầng thứ nhất cho thông nương. Công pháp cấp nhị phẩm bình thường cũng không khó tu luyện lắm, mấu chốt là khẩu quyết của công pháp với lộ tuyến vận chuyển chân khí. Thiên khắp bảo điển là thần công riêng, cho nên lộ tuyến chân khí vận chuyển khá là phức tạp. Chỉ có điều môn công pháp này có một đường tắt. Càng là người dễ đau lòng thì lại càng có thể nhanh chóng tu luyện thành công bộ công pháp này vết thương trong lòng càng lớn, đau thương trong lòng càng sâu thì càng nhanh nắm vững được bộ công pháp này. Ví dụ như nhân vật chính trong kịch bản của cao Mũ mô ấy, nó đặc biệt thích hợp để luyện bộ thần công này. Thiên Nhai Tử đạo trưởng nhìn tống thư hàng và thông nương, âm thầm thở dài một hơi, nói: "Ai? Bây giờ bắt đầu tu luyện công pháp nhị phẩm cũng trễ rồi. Cho dù là công pháp trình độ nhị phẩm, bình thường muốn nắm vững cũng phải mất thời gian một đến vài ngày." Nhưng bây giờ, truyền công đại pháp quái quỷ của hắn đã gần đến hồi kết thúc rồi, chỉ đợi khí hải đan điền của thông nương ngập đầy chân khí thì sẽ xong xuôi. Nhiều nhất cũng chỉ mất thời gian mười mấy phút. Hay nói cách khác, thông nương cần nắm vững được công pháp mà tống thư hàng tiểu hữu truyền thụ trong vòng mười mấy phút. Thế này đúng là làm khó cho cộng hành này rồi. Trừ phi cây hành tinh này là loại thiên tài tu luyện ngàn năm khó gặp một lần thì mới có thể hoàn thành được bộ công pháp này trong thời gian ngắn như vậy. Tống thư hàng mỉm cười, đáp lại: "Nhưng dù sao chúng ta cũng nên thử xem chứ đạo trưởng. Chưa biết chừng lại có cơ hội thành công thì sao? Nếu như không thử thì vĩnh viễn cũng không thể thành công được. Cơ hội chỉ dành cho những người dám hành động thôi." Thiên Nhai Tử đạo trưởng lại nhìn Tống thư hàng, mỉm cười nói: "Tống thư hàng tiểu hữu không hổ là đệ tử Phật môn, lời nói ra đều vô cùng có thiện ý. Vậy hy vọng cô ấy có thể nắm vững được công pháp mà tiểu hữu truyền thụ cho trong vòng 10 phút này." Tống Thư Hàng Tống Thư Hàng tiểu hữu của bây giờ đầu cạo chọc, đến cả lông mày cũng đã hóa thành cho bụi trong thiên kiếp rồi. Người khoác một cái áo cà sa màu ngọc bích, trên cơ thể có một tầng ánh sáng công đức trói mắt, công pháp căn bản lại là lạc kim cương căn bản quyền pháp. Tống Thư Hàng nói mình không phải là đệ tử Phật môn thì cũng chẳng có ai tin. Hắn xoa cái đầu chọc lốc của mình, cắn chặt răng, thi triển thuật mọc tóc học được từ chỗ tạo hóa Pháp Vương. Vừa dùng thuật mọc tóc, thì tóc của Tống Thư Hàng dứt khoát mọc lên, bượt bượt bượt. Trong nháy mắt, tóc hắn đã mọc dài tới eo. Hiệu quả của thuật mọc tóc thật là tuyệt, chỉ là có lúc không thể khống chế được độ dài của phần tóc mọc ra. Có lúc chỉ có thể mọc ra được một lớp tóc ngắn cún, có lúc lại mọc dài quá mức, có khi dài tới mức mười mấy mét. Có cơ hội, nhất định phải đổi cái áo cà sa màu ngọc bích này thành đạo bào mới được. Lúc này, thông nương đang toàn tâm toàn ý tu luyện, thiên khắp bảo điển, mà Tống Thư Hàng truyền thụ. Không có sư phụ chỉ dẫn cho cô, Tống Thư Hàng cũng chỉ nói qua quyết, thông qua, truyền âm nhập mật, đọc nội dung tầng thứ hai của bảo điển cho cô ta nghe một lần. Có thể tu luyện thành công hay không thì hoàn toàn phải xem thiên phú và khả năng lĩnh ngộ của thông nương. Nhưng thiên phú của thông nương, 300 năm từ nhất khiếu nhất phẩm tu luyện thành tam khiếu, 100 năm mở được một khiếu huyệt, người còn ôm lấy kỳ vọng gì vào thiên phú của cô ta đây? Lúc này thông nương lầm nhầm khẩu quyết của thiên khấp bảo điển, dẫn dắt chân khí dựa vào lộ tuyến vận hành của kinh mạch trên bảo điển. Cũng may là nhờ có tác dụng của ngộ đạo thạch, cho nên khả năng lĩnh ngộ của cô ta cũng tăng lên không ít, tu luyện khá thuận buồm xuôi gió, không xảy ra sơ suất gì. Nhưng cho dù vẫn thuận lợi, nhưng nếu cô muốn tu luyện bộ thiên khấp bảo điển, này thành công thì ít nhất cũng phải mất khoảng 2 ngày. Mà bây giờ, cái cô thiếu nhất lại chính là thời gian. Cuộc đối thoại giữa Tống thư hàng và Thiên Nhai Tử đạo trưởng đã lọt vào tai cô, cô chỉ có thời gian là mười mấy phút thôi. Trong lòng Thông Nương rất nôn nóng, nhưng điều kiêng kỵ nhất lúc luyện công chính là nóng vội không yên lòng, một khi cô nóng vội thì công pháp sẽ càng chậm hơn. Thông Nương rất thất vọng. Chẳng lẽ cứ kết thúc như vậy sao? Lẽ nào cả đời này cô sẽ bi kịch như thế mãi hay sao? Cô không bất giác nhớ lại cuộc cuộc đời là một cây hành của mình một cuộc đời nghĩ lại mà kinh. Cô vốn là một cọng hành tinh vô tư, sau khi đã tinh thông, 200 bản lĩnh mà yêu tinh cần phải có để có thể ngoan cường sống sót, chuẩn bị xuống núi bước chân vào giang hồ. Nhưng vừa mới xuống núi, cô vẫn còn chưa kịp mở rộng cuộc đời của mình, vẫn chưa kịp lưu lại chút tiếng tăm gì trong giang hồ thì đã gặp ngay cửu đăng Nico bị bắt giam trong thiên long tự suốt 300 năm. Vốn cho là bị nhốt 300 năm đã thảm lắm rồi, nhưng không ngờ rằng vẫn còn chuyện thảm hơn chờ đợi cô. 300 năm sau, cuối cùng cô cũng lấy lại được tự do. Nhưng vẫn chưa nhảy nhót được mấy ngày thì lại gặp phải Tống Thư Hàng. Cướp bóc thất bại còn phải lấy thân mình để bù vào nữa. Từ sau khi gặp Tống Thư Hàng, cuộc đời đầy đau khổ của cô mới thực sự bắt đầu được vén màn lên. Ví dụ như lá hành bị cắt này, ví như lá hành lại bị cắt này, hay ví dụ như lá hành lại bị linh quỷ ăn mất này, ví dụ như cả thân hành của cô bị hòa tan này, lá hành của cô lại bị thiên kiếp hóa thành cho bụi này. Thật là đau lòng, đau lòng quá đi mất. Thông nương cảm giác những tổn thương của mình quá lớn, càng nhớ lại thì càng muốn khóc. Nhất thời, điểm khóc của cô bị trọt mạnh, thế là bất giác khóc giống lên. Khóc cực kỳ đau lòng. Lúc thông nương đang cực kỳ bi thương, Đau buồn đến khóc toáng lên thì, thiên khớp bảo điển của cô lại giống như một chiếc xe đua đầy đủ mã lực, phóng lên cái vèo. Trong vòng 2 phút chân khí mới được sinh ra ở trong bản nguyên đan điền của cô đã bị chuyển hóa thành thiên chấp chân khí, sau đó mớ thiên khớp chân khí này lại giống như ý thức của riêng mình, nhanh chóng vận chuyển trong kinh mạch. Không cần thông nương khống chế chúng cũng nhanh chóng tiến vào trong các đường kinh mạch phức tạp, bắt đầu vận chuyển từng vòng. Theo sự, thiên khớp bảo điền ngày càng hoàn thiện nỗi bi thương của thông nương lại càng lớn hơn. Từng giọt nước mắt to như hạt đậu lăn dài trên má cô. Mùi hành nồng nặc bay tản ra bên ngoài tương đương tương đương càng bay càng xa. Thiên nhai tử đạo trưởng trông thấy thông nương đột nhiên khóc toáng lên thì có chút không đành lòng, bèn cất tiếng an ủi. Sao tự nhiên cộng hành con này lại khóc toáng lên thế? Cho dù tu luyện không thành công thì cũng đừng đau lòng quá, bảo ngươi tu luyện thành công một quyển công pháp nhị phẩm trong vòng mười mấy phút thế này đúng là làm khó cho cộng hành mà. Không sao cả, đạo trưởng, cái này có lẽ là liên quan đến công pháp mà ta đã truyền thụ đấy. Bộ công pháp đó sẽ ảnh hưởng đến cảm xúc của người tu luyện, khiến cho người tu luyện trở nên mau nước mắt. Tống Thư Hàng lên tiếng giải thích. Có công pháp kỳ lạ như vậy à? Khóe miệng thiên nhai từ đạo trưởng giật giật, lúc hắn nghe thấy những lời này thì hắn cảm giác hơi quen tai ấy đây chẳng phải là công pháp của cái vị khốc lão nhân kia hay sao được gọi là loại công pháp khiến cho người tu luyện và cả quân địch phải cùng khóc ấy trong lúc thiên nhai từ đạo trưởng suy tư thì mùi hành lại phát ra ngày càng nồng hơn là nước mắt của thông Nương mùi hành này phát tán từ trong nước mắt của thông Nương ọc 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 tương đương trong bụng Tống thư hàng réo lên vừa nãy mới độ sau 11 lượt thiên kiếp khiến hắn tốn khá nhiều sức nên bây giờ đã thấy đói rồi cùng lúc đó bụng của Ngư Kiều Kiều cũng sôi ủng ục lên. Ngày hôm qua cô chỉ toàn uống rượu, không ăn được gì nhiều cho nên cũng thấy đói. Trong lúc thông nương khóc toáng lên thì nghe thấy bụng của Tống Thư Hàng réo, thế là trong đầu cô ấy đột nhiên lại hiện lên một khung cảnh Tống Thư Hàng cười gian, ra tay tàn nhẫn bứt mất ngọn hành mới mọc ra của cô để lót dạ. Cảnh tượng này khiến cô vừa hoảng vừa sợ, tiếng khóc lại càng dữ dội hơn. Tống Thư Hàng, Thiên khắp bảo điển, này cái gì cũng tốt chỉ là hở một tí lại cho chúng điểm khóc rất là thấy cưng ừ điều kiện tiên quyết là người tu luyện nó bắt buộc phải là một cô em dễ thương một tên đàn ông to con lực lưỡng mà hễ tí lại khóc sẽ khiến người ta cảm thấy gớm lắm mà lúc này đây ở phía xa có một chiếc thuyền tiên đang nhanh chóng bay đến chỗ của nhóm người tống thư hàng đây là thuyền tiên của biệt viết tiên cơ cô cũng cảm ứng được tống thư hàng đang độ kiếp nên lập tức đến đây với tốc độ nhanh nhất Tống Thư Hàng liên quan đến việc cô có thể liên hệ được với Bạch Tôn Giả hay không. Trước khi liên lạc được với Bạch Tôn Giả thì Tống Thư Hàng không thể xảy ra bất kỳ vấn đề gì được. Thuyền tiên đến gần, mũi của Biệt Viết Tiên cơ chợt động. Chương 628, A thập lục xuất quan. Theo như mùi mà Biệt Viết Tiên cơ ngửi được thì cái mùi hành này hoàn toàn không thua kém gì viên kết tinh thông yêu mà Tống Thư Hàng giao dịch với cô trước đây, thậm chí mùi vị lần này còn thơm đậm rõ ràng hơn một chút mùi của viên kết tinh thông yêu lúc trước, giống như hương liệu vị hành đã qua bước xử lý cơ bản, hương hành tản ra thoang thoảng. Còn mùi lần này thì lại giống như mùi liệu vị hành cao cấp đã qua bàn tay của biệt tuyết tiên cơ tự mình ra công vậy, người qua thì mùi vị sẽ khiến người ta dục dịch, sinh ra cảm giác thèm ăn. Chẳng lẽ trước khi tống thư hàng tiểu hữu tấn thăng lại tìm được một gốc hành đủ tuổi nữa à? Hơn nữa người mùi vị này thì hình như cây hành này đã bị thiên kiếp tác động đến, cho nên mùi vị mới trở nên thơm ngát nồng nàn như vậy thì phải. Trong lòng biệt tuyết tiên cơ âm thầm suy đoán, khi càng đến gần nơi độ kiếp của Tống Thư Hàng thì mùi thơm càng nồng hơn. Đồng thời biệt tuyết tiên cơ cũng thấy yên tâm hẳn, kiếp phân của thiên kiếp đã tan đi rồi, mà khí tức sinh mệnh của Tống Thư Hàng tiểu hữu vẫn không bị gì cả. Xem ra hắn đã thông qua lần thiên kiếp này rồi. Nếu như Tống Thư Hàng tiểu hữu thật sự lại tìm thêm được một gốc hành mới thì đúng là tuyệt vời. Biệt Tuyết Tiên cơ nhủ thầm, đúng lúc viên kết tinh thông yêu kia của cô đã bị con rắn ngu ngốc tham ăn kia nuốt mất tiêu rồi, bây giờ cô lại phải đi tìm đồ gia vị lại. Thực tiện yến lần này của cô đang cần một loại hành tốt đủ tuổi thế này. Chỉ có điều lần này cô phải lấy thứ gì để giao dịch với tống thư hàng tiểu hữu bây giờ. Trong lúc đang suy tư thì thuyền tiên đã đáp xuống. Biệt Tuyết Tiên cơ bước xuống thuyền tiên, sau đó liền trông thấy được tình hình chỗ độ kiếp. Thiên kiếp đã tan đi, lượng sương mù bao phủ lấy vùng này cũng đã tản đi rồi. Chỉ có điều Ngư Kiều Kiều đã kịp thời bố trí một ảo trận cỡ nhỏ ở nơi đây bao phủ lấy tống thư hàng, cô ấy, thông nương và thiên nhai tử đạo trưởng ở trong, tránh bị người phàm nhìn thấy bọn họ. Ảo trận này chỉ có thể ngăn cản người bình thường, nhưng không thể ngăn cản được tu sĩ. Sau khi biệt tuyết tiên cơ bước vào trong ảo trận thì lại trông thấy tống thư hàng tiểu hữu và vị ngư kiều kiều cô nương kia đang đứng cùng một chỗ, mà mùi hành thơm nồng cô ngửi thấy lại phát ra từ hai nguồn. Một nguồn trong đó là tống thư hàng tiểu hữu. Mùi thịt xào hành trên người hắn còn nồng đậm hơn, có lẽ là do thiên kiếp đã để thăng thể chất của hắn, khiến cho dược lực còn sót lại của đủ loại đan dược lẫn thiên tài địa bảo trong người hắn trước kia đều được kích phát ra toàn bộ, dẫn đến mùi hành trên người hắn mãi mà không tan. Thật là một mùi hương quyến rũ ngon lành, may mà ở gần đây không có đại yêu hung ác nào. Nếu không một vài yêu thú vừa hung ác vừa cường đại mà người thấy mùi trên người tống thư hàng thì chưa biết chừng sẽ thèm thuồng nhào đến đánh chén một bữa ấy chứ. Sau đó, ánh mắt của Biệt Tuyết Tiên cơ lại chuyển sang một hướng khác. Ở đó có một cô gái tóc xanh cột hai chùm đang ngồi khoanh chân, hai tay hướng thẳng lên trời. Thiên Nhai Tử đạo trưởng với tư thế úp ngược, đang quay tròn rất nhanh giống như một cánh quạt hình người ngay trên đỉnh đầu của cô ấy mới nửa ngày không gặp mà cái tên ngốc thiên nhai tử này lại đang gieo rắc tai họa lên một tiểu tu sĩ trẻ tuổi nữa rồi tiểu cô nương cột tóc hai chùm được truyền công ở bên dưới đang khóc đặc biệt đau lòng nước mắt tuôn như mưa nơi thứ hai phát ra mùi hành chính là trên người tiểu của cô nương tóc xanh cột hai chùm này nói đúng hơn thì mùi thơm cực kỳ nồng nàn kia đến từ trong những giọt nước mắt đang tuôn trào của cô ấy lại là một tiểu đạo hữu đã ăn một gốc hành lâu năm như tống thư hàng tiểu hữu à biệt tuyết tiên cơ cảm thấy nghi hoặc nhưng một khắc sau thì hai mắt của cô chợt sáng bừng không đúng không phải đã ăn một gốc hành lâu năm mà trên người tiểu cô nương này có phát ra yêu khí nhàn nhạt, nhạt tiểu cô nương này chính là một cây hành đã tu hành nhiều năm nhưng không ngờ gốc hành này đã có thể hóa thành hình người rồi lúc này tống thư hàng mới gọi biệt tuyết tiên cơ một tiếng biệt tuyết tiên cơ tiền bối ngươi đến đây làm gì thế biệt tuyết tiên cơ đáp ta trông thấy ngươi đang độ kiếp nên chạy qua xem thử có thể giúp được gì cho ngươi hay không ấy mà. Có điều xem ra ngươi đã độ kiếp thành công rồi, chúc mừng ngươi nhé Tống Tiểu Hữu Cảm ơn tiên cơ, Tống Thư Hàng chân thành đáp lại. Mặc kệ có giúp được gì hay không, biệt tuyết tiên cơ có lòng muốn giúp hắn độ kiếp, ngàn dặm xa xôi chạy tới đây như thế, phần tâm ý này khiến hắn thật lòng thấy rất cảm kích. Lúc này, biệt tuyết tiên cơ chỉ về phía thông nương, nói. Tống tiểu Hữu vị hành tinh có thể hóa hình nhưng thực lực lại chỉ có nhị phẩm này là ai thế? Khóe miệng tống thư hàng co giật, suýt chút nữa là quên bén mất nghề nghiệp của biệt tuyết tiên cơ rồi, cô ấy chính là tiên chủ đấy. Đối với thông nương mà nói, đây tuyệt đối là kiểu tồn tại giống như thiên địch. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì hắn mới trả lời. Tiên cơ, vì một vài nguyên nhân cho nên cộng hành tinh lâu năm này vẫn luôn ở bên cạnh ta, Thật ra viên kết tinh thông yêu lúc đầu ta giao dịch cho tiên cơ chính là lấy từ trên người cô ấy đấy. Ồ, thì ra là như thế. Biệt Tuyết tiên cơ gật đầu, sau đó quả nhiên tiên cơ lại cất tiếng hỏi. Vậy thì tống thư hàng tiểu hữu này, lá hành của cô ấy người có bán không thế? Ta thấy cô ấy đã mọc ra được lá mới rồi kìa. Dù sao thì yêu vật loại hành lá này chỉ cần gốc hành vẫn còn thì vẫn có thể mọc lá lại y như cũ. Hơn nữa nếu như chịu dùng thiên tài địa bảo để làm phân bón chăm chút nó thì độ tuổi của cọng hành mới mọc ra cũng sẽ không ít hơn cọng hành bị ngắt đi trước đó là bao. Đương nhiên, làm như vậy thì không có lời chút nào. Biệt viết tiên cơ cũng sẽ không phí phạm đến mức dùng thiên tài địa bảo làm phân bón để chăm một cây hành như thế. Bây giờ cô cũng có trồng một vài cây hành tinh, nhưng lá hành mới mọc lại lại non quá, không thể xài được. Đây cũng là lý do khiến phần hành tinh năm ngoái rất có giá có lẽ cọng hành tinh này của tống thư hàng tiểu hữu đã hấp thu được thiên tài địa bảo gì đó rồi chăng lá hành vừa mới mọc ra cũng đã đủ tuổi rồi đáng để giao dịch biệt viết tiên cơ không hề biết rằng cọng hành của thông nương đã mọc lại rất nhiều lần chỉ trong một thời gian ngắn hơn nữa thông nương khác với những cọng hành mà biệt viết tiên cơ biết dù cho lá hành của cô bị hái đi bao nhiêu lần đi nữa thì độ tuổi của lá hành mới mọc lại cũng y hệt như cọng hành đã bị ngắt đi trước đó tống thư hàng gạch nối. Hắn biết ngay là biệt tuyết tiên cơ sẽ hỏi vấn đề này mà. Điều này cũng không thể trách tiên cơ được, bởi vì Tống Thư Hàng đã bán kết tinh thông yêu cho cô hết một lờ một lần, và chính bản thân hắn cũng đã từng ăn thông nương rồi. Cho nên biệt tuyết tiên cơ tự nhiên sẽ cho rằng lá của cây hành tinh này nằm trong số những thứ có thể giao dịch. Hu 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 hu, thông nương ở cách đó không xa bị dọa sợ chết khiếp, bây giờ cô đã có cảnh giới nhị phẩm, nhĩ khiếu cũng mở rồi nên thính lực tăng lên gấp bội. Lúc nãy cô vừa trông thấy biệt viết tiên cơ thì đã sợ quéo rồi. Bây giờ nghe thấy biệt viết tiên cơ chính miệng nói muốn mua lá hành của cô thì chân cũng nhũn hết cả ra. Trong lòng vừa sợ vừa kinh hãi, lại có nỗi ấm ước nói không thành lời. Lá hành mới mọc lại của cô lại sắp bị ngắt đi rồi sao? Rất nhiều cảm xúc tiêu cực cùng tụ lại, cộng thêm cả ảnh hưởng của thiên khấp bảo điển nữa, trở thành nỗi bi thương mạnh mẽ nhất trong cuộc đời của thông nương. Thông Nương cảm thấy nước mắt của mình như muốn chảy ngược lên, bởi vì đau thương đến cùng cực thì nước mắt sẽ chảy ngược vào trong. Dưới sự tác động lẫn thôi thúc của nỗi bi thương này, thiên cấp bảo điển của Thông Nương tiến bộ một cách khoa trương điên cuồng. Cuối cùng, sau vài giây thì trong đan điền của Thông Nương đã sinh ra một tiếng vang khẽ. Ao, trong bản nguyên đan điền của cô có thêm một giọt chân khí giống như là giọt nước mắt, đó tượng trưng cho việc cô đã tu luyện thiên cấp bảo điển xong. Đồng thời, ngay cả chân khí mà thiên nhai tử đạo trưởng truyền nhập vào trong cơ thể cô cũng bắt đầu bị đồng hóa, không ngừng chuyển hóa thành thiên khắp chân khí, sau đó nhanh chóng bị thiên khắp bảo điển, ôn dưỡng, triệt để hóa thành chân khí thuộc về thông nương. Được rồi á, thiên nhai tử đạo trưởng đang xoay tròn liên tục phía trên kinh ngạc bật thốt. Đúng là chuyện không thể tin được. Chỉ trong vòng hơn 10 phút mà Cộng Hành Tinh nhìn có vẻ ngốc nghếch ngây thơ này lại thật sự luyện được công pháp vận chuyển chân khí của giai đoạn nhị phẩm mà Tống thư Hàng tiểu hữu truyền thụ cho cô ấy. Chẳng lẽ Cộng Hành Tinh ngây ngô ngốc nghếch này thật sự là một thiên tài tu luyện bị vùi lấp sao? Chỉ là trước đây không có danh sư chỉ giáo cho nên không thể tấn thăng à. Nếu mà biết trước thì lão đạo thu nhận cô vào môn hạ là được rồi, như vậy thì có thêm một đệ tử thiên tài. Đáng tiếc hạt giống tốt thế này lại bị tống thư hàng đoạt mất đi mất tiêu trong lúc đang suy tư thì thiên nhai tử lại nói giỏi lắm tiểu đạo hữu mau phối hợp với lão đạo vận chuyển công pháp của ngươi sau khi lão đạo thêm đầy khí hải đan điền của ngươi thì chúng ta sẽ trùng kích long vĩ đan điền theo như lão đạo thấy thì chỉ cần chúng ta đồng tâm hiệp lực ít nhất có thể để cho ngươi một hơi lên ới đan điền thứ ba của nhị phẩm đấy thông nương lại đần mặt ra bản thân cô cũng không ngờ Thiên Khớp Bảo Điển này tự dưng lại luyện thành bất ngờ như thế, đúng là lạ đời. Lẽ nào là do Thiên Khớp Bảo Điển này rất phù hợp với cô à? Nhưng bất kể nói thế nào thì luyện thành chính là luyện thành. Suốt cuộc cô cũng có thể tiếp tục phối hợp với Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng, hưởng thụ khoái cảm tấn cấp veo veo rồi. Thông Nương vừa khóc vừa cười, bắt đầu phối hợp với Thiên Nhai Tử Đạo Trưởng. Cô phải trở nên mạnh hơn, ít nhất thì phải mạnh đến mức đủ để bảo vệ lá hành của mình. Ở một phía khác, Tống Thư Hàng lắc đầu nói với Biệt Tuyết Tiên Cơ. "Xin lỗi tiên cơ, bây giờ ta không định bán lá hành của thông nương, ta đã hứa với cô ấy là sẽ không ngắt lá hành của cô ấy nữa rồi." Biệt Tuyết Tiên Cơ cười như không cười, đưa mắt nhìn về phía Tống Thư Hàng, nói: "Cũng đúng, tuy chỉ là một cây hành nhưng cũng là một mỹ nhân. Dù là nhìn từ góc độ yêu tinh hay là nhìn từ góc độ con người thì cũng rất xinh đẹp." tống thư hàng tiểu hữu không nỡ tổn thương cô ấy cũng là chuyện bình thường dù sao thì vị tống tiểu hữu này vẫn chỉ là một thanh niên trai trẻ huyết khí căng tràn thôi không thật sự không phải như tiên cơ ngươi đang nghĩ đâu tống thư hàng vội vàng giải thích yên tâm đi ta hiểu mà chỉ là tiếc quá rõ ràng đây là một nguyên liệu nấu ăn tuyệt vời biệt tuyết tiên cơ lẩm bẩm nói cô nhìn chằm chằm vào thông nương trong ánh mắt ngập tràn ý muốn chiếm đoạt đó là ánh mắt của một vị tiên trù khi nhìn thấy nguyên liệu nấu ăn quý giá. Thông Nương run cầm cập bởi ánh mắt này. Biệt Viết Tiên Cơ nhìn chằm chằm vào Thông Nương một lúc thì lại nhìn về phía Thiên Nhai Tử đạo trưởng đang quay tròn ở trên đầu cô ấy. "Ừm, à, đúng rồi." Biệt Viết Tiên Cơ liên tục chuyển mấy câu cảm thán liền. Sau đó cô lại quay sang nói với Tống thư hàng. "Tống thư hàng tiểu hữu này, nếu như ta nói là nếu như nhé?" sau khi được thiên nhai tử truyền công không bao lâu, mà thông nương này của ngươi xảy ra việc gì ngoài ý muốn thì ngươi có thể bán một phần lá hành của cô ấy cho ta được không? Ý tứ trong lời nói của biệt tuyết tiên cơ trắng trợn khỏi nói. Đã tiếp nhận thiên nhai tử đạo trưởng truyền công thì sợ là tiểu yêu tên thông nương này sẽ cửu tử nhất sinh mất thôi. Nói không chừng qua vài ngày thì thân tử đạo tiêu gì đó vì đủ loại chuyện bất ngờ. Dù sao đây cũng là thiên nhai tử truyền công mà lị, Tống Thư Hàng Tiểu hữu cũng biết uy danh của truyền công cuồng mà. Cho nên nếu như sau khi thông nương xảy ra chuyện ngoài ý muốn, nếu vẫn còn lưu lại củ hành thì chẳng phải có thể lấy đi giao dịch rồi sao? Nói cho cùng thì trong mắt của biệt tuyết tiên cơ thông nương vẫn là một cây nguyên liệu dùng trong nấu ăn mà thôi. Tống Thư Hàng Gạch nối Ngư Kiều Kiều Gạch nối Thiên nhai tử đạo trưởng Gạch nối Thông nương tiếp tục run cầm cập, càng khóc thương tâm hơn thiên nhai tử đạo trưởng nói rất đối thành khẩn. Tiểu yêu tinh này, người phải sống đấy nhé, hơn nữa nhất định phải sống cho tốt vào. Thì tuyệt đối đừng để người đời xem thường lão đạo với ngươi. Không chỉ vì cô ấy, mà cũng là vì mặt mũi của hắn nữa. Đạo trưởng, chúng ta cùng nhau cố gắng đi. Thông nương nước nở nói. Trong khi đang nói chuyện thì cô lại rơi nước mắt như mưa lần nữa. Lúc này, biệt tuyết tiên cơ đột nhiên lại nhìn chằm chằm vào thông nương, ngửi một cái. Sau đó cô nhanh chóng bước đến trước mặt thông nương và thiên nhai tử đạo trưởng, ngồi thụp xuống, dáng người cao giáo của cô ngang bằng với thông nương đang khoanh chân ngồi. Thông nương hoảng sợ nhắm tịt mắt lại. Yên tâm đi tiểu cô nương, tống thư hàng tiểu hữu không định bán lá hành của cô đâu, ta cũng sẽ không bước ép làm khó người khác. Biệt tuyết tiên cơ an ủi, dù sao thì sau khi đợi thông nương này có chuyện thì cô vẫn có thể giao dịch với tống tiểu hữu không cần phải vội vàng nhất thời làm gì. Cô rũi ngón tay thon dài của mình ra, khẽ chạm vào khóe mắt của thông nương, quệt nước mắt của cô. Tiên cơ vén tấm màn che mặt của mình lên, thè lưỡi ra liếm nhẹ giọt nước mắt ở trên ngón tay. "Ừm, thú vị lắm, tuy rằng phẩm cấp không cao lắm, nhưng rất thơm. Gia công một chút rồi thêm lá hành của hành tinh bình thường thì có lẽ sẽ tạo ra được hương liệu không tệ." Biệt Tuyết tiên cơ khẽ nói. Trong nước mắt của thông nương mang theo mùi thơm nồng. Không cần xử lý mà đã có có đẳng cấp của hương liệu cấp cao rồi. Nếu như lượng nước mắt đủ nhiều thì cô lấy ra, gia công một chút cũng có thể đủ dùng. Tống thư hàng tiểu hữu, nếu ngươi không bán lá hành thì nước hành có thể giao dịch không? Mỗi ngày bảo cô ấy khóc vài lần, sau đó ta có thể giao dịch nước mắt của cô ấy với ngươi. Biệt Tuyết Tiên Cơ nói. Đến lúc đó có thể gọi loại hương liệu này là nước mắt thông yêu. Tống thư hàng, gạch nối Ngư Kiều Kiều sờ sờ lên mắt mình, cô nói thế nào cũng là con lai like của Giao Long và Nhân Ngư, mắt của thông nương cũng có thể bán lấy tiền, thế nước mắt của cô có bán được không ta? Không cần nhiều đâu, nếu như nước mắt của cô có thể đổi được một tấn tiệc tiên chân thì ngay tối nay cô sẽ về xem mấy tập phim tình yêu thê thảm còn quại đặng còn khóc mót tí nước mắt. Trả lời đi chứ, biệt tuyết tiên cơ nói, nếu như là nước mắt, đến lúc đó hẳn là thông nương sẽ có không ít, tiên cơ cứ trực tiếp giao dịch với thông nương là được rồi. Tống Thư Hàng trả lời. Sau khi luyện thành thiên khắp bảo điển, cái khác thì không có nhưng nhưng nước mắt thì nhất định sẽ hứng không hết. Trong đầu Tống Thư Hàng đột nhiên hiện lên một cảnh tượng. Biệt tuyết tiên cơ đứng một bên xào rau, thông nương ngồi ở bên cạnh chảo cất tiếng khóc lớn. Cảnh tượng này nghĩ thôi cũng thấy có rợn gáy rồi. Hơn nữa, nước hành là cái quỷ gì chứ? Thiên hà tô thị, trong linh mạch của thiên hà bí cảnh, một thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn chui ra từ trong con sông Linh Mạch. Cô có vóc người nhỏ nhắn xinh xắn, tóc ngắn ngang vai gọn gàng, dung mạo vô cùng xinh đẹp. Lúc này, trên thân thể nhỏ nhắn của cô lại phát ra uy áp giống như rồng. Thương thế mà thiên kiếp mang lại cuối cùng cũng hồi phục gần hết rồi. Tô Thị A thập lục khẽ nói. Cô đưa tay lộ ra một gốc linh dược, loại linh dược này có hình dáng dao long sống động như thật. Long cốt khô đằng, Nghe A Thất nói đây là thứ do Tống Thư Hàng tìm thấy ở trên hòn đảo thần bí cho cô. Vì thế cho nên tên ngốc kia mới mất đi một phần ký ức. Khép bàn tay nhỏ bé lại, A Thập Lục rời khỏi thiên hà bí cảnh. Sau khi A Thập Lục khởi động điện thoại thì khẽ nhíu mày. Cô vươn tay ra vỗ lên điện thoại một cái, một đạo, nạp điện thuật, được vỗ lên điện thoại, khiến điện thoại thuận lợi khởi động. Tiểu đạo thuật này do, cuồng đao tam lang, tiền bối chế ra, đến bây giờ đã lưu truyền rộng rãi đến các đạo hữu và bạn bè trong nhóm cửu châu số 1. Nói thật, cuồng đao tam lang mà có thể chế ra được tiểu đạo thuật loại tinh xảo như thế này đúng là ứng với câu nói, không thể trông mặt mà bắt hình rong. Có lẽ thật ra đám người thích tự tìm đường chết đều có sức tưởng tượng và khả năng sáng tạo hết sức phong phú trăng. Sau khi mở máy thì A Thập Lục nhanh chóng kéo màn hình điện thoại, mở nhóm cửu châu số 1 ra. Cô trực tiếp vào lịch sử chat của nhóm, kéo đến đoạn mấy ngày trước mình bế quan rồi kéo xuống phía dưới. Cô đã tham gia vào nhóm này từ lâu lắm rồi, là do Tô thị A thất thêm vào, nhưng bởi vì tính tình của mình nên cô không nói gì nhiều trong nhóm Cửu Châu số 1. Mấy tháng qua, lịch sử chat trong nhóm rất dài, A Thập Lục cũng không có thời gian để xem từng tin, cô chỉ tùy tiện kéo lướt đi để tìm hiểu mọi chuyện xảy ra trong mấy tháng qua của nhóm. Thông qua nhật ký chat này cô hiểu được rất nhiều thứ kể từ khi cô gửi mình đến chỗ tống thư hàng, gặp mặt hắn lần cuối. Bởi vì quen biết với các tiền bối trong nhóm cửu châu số mà cuộc sống của Tống Thư Hàng đã trở nên muôn hình vạn trạng. Ví dụ như, sau khi cô bế tử quan thì Tống Thư Hàng đã tiếp đái vị, bạch chân quân, trong truyền thuyết kia, cũng đã xảy ra khá nhiều chuyện dở khóc dở cười. Còn có hòn đảo thần bí, đoạn tiên đài của sở gia, cuộc thi máy kéo tay cầm. Cuối cùng vài ngày trước Tống Thư Hàng bị tiễn vào trong vũ trụ rồi là Lưu Huỳnh Tiên Tử hai lần tống hắn vào trong vũ trụ. Tô Thị A thập lục, gạch nối tống thư hàng gần đây chịu lắm khổ thế nhỉ. Hơn nữa, trong lúc bất chi bất giác mà thư hàng đã đến cảnh giới nhị phẩm rồi. Nhanh thật, ban đầu khi mình mới gặp hắn thì hắn mới vừa chân ướt chân giáo bước lên con đường tu chân, đang xây dựng căn cơ dưới sự giúp đỡ của dược sư tiền bối. Chỉ mới mấy tháng ngắn ngủi mà hắn đã chính thức trở thành một vị tu sĩ rồi rõ ràng đã bỏ lỡ mất độ tuổi tốt nhất để tu luyện, nhưng tốc độ tu luyện của hắn lại rất nhanh. Hai mắt của A thập lục sáng bừng lên. Cũng không biết lúc nào hắn mới quay về từ trong vũ trụ đây. A thập lục lướt khung trò chuyện của nhóm cửu châu số 1. Cô đã quyết định cuối tháng này thì sẽ thử trùng kích cảnh giới tứ phẩm tiếp. Lần này cô sẽ không thất bại nữa đâu. Vốn cô muốn đi gặp Tống Thư Hàng một lần trước khi trùng kích cảnh giới tứ phẩm. Không ngờ hắn lại đi vào vũ trụ rồi. Thôi vậy, đợi sau khi mình độ kiếp thì lại gặp hắn cũng được. Đến lúc đó, mình có thể trực tiếp ngự đao phi hành bay đi tìm hắn, tạo một bất ngờ cho hắn vậy. Trong lúc A Thập Lục suy tư thì có người gửi một tin nhắn trong nhóm Cửu Châu số 1. Là Hiến Công cư sĩ. Hôm nay lão phu tức tới mức cười luôn, khó khăn lắm mới có người giao dịch máu của Long Ma hàng xịn với ta, nhưng số lượng máu Long Ma giao dịch chỉ có một cục to bằng ngón tay cái, lại còn là máu Long Ma cấp bậc ngũ phẩm nữa tên nhóc kia vừa mở miệng đã đòi lão phu 30 vạn linh thạch lục phẩm. Muốn linh thạch đến phát điên rồi à? Hay là coi lão phu là kẻ ngốc đấy? Bác Hà Tán Nhân, 30 vạn linh thạch lục phẩm á? Đúng là đồ điên. Bác Hà ở bên đó người có tin tức gì không? Hiến công cư sĩ buồn bực nói. Bác Hà Tán Nhân, xin lỗi hiến công tiền bối. Gần đây quả thực có mấy con ngoại vực thiên ma hàng lâm, nhưng đều là hắc ma cấp thấp, cảnh giới tam phẩm tứ phẩm mà thôi nếu như có tin gì thì ta nhất định sẽ thông báo với tiền bối trước tiên. Ai, xin bác hà ngươi tiếp tục chú ý giúp ta nhé. Hiến công cư sĩ thở dài, luôn cảm thấy kể từ sau khi bị quả bom hạt nhân rớt chúng thì vận khí của hắn ngày càng tụt dốc. Lúc này thất tôn giả đột nhiên nói. Hiến công đạo hiếu, nếu như ba tháng sau ngươi vẫn chưa có được máu của Long Ma thì liên hệ với ta nhé. Đến lúc đó ta sẽ có cách giúp ngươi làm một phần máu của Long Ma phẩm cấp cao, nhưng phẩm chất có thể sẽ rất cao rất cao, cho nên có thể hơi đắt một chút, người phải chuẩn bị sẵn tâm lý đấy. Đa tả thất tu đạo hiếu, ta sẽ tiếp tục xem thử, nếu như trong 3 tháng không có thu hoạch gì thì ta sẽ liên lạc với ngươi. Hiến công cư sĩ thở dài một hơi. Gần đây có phải là long ma tuyệt chủng rồi nên mới không hàng lâm nữa không? Sau khi hiến công cư sĩ nói xong thì, trong nhóm im lặng mất một lúc. Sau đó lại có một vị đạo hữu ngoi lên là linh hồn ca vương tạo hóa pháp vương. Tạo hóa pháp vương, có vị tiên tử nào ở gần khu Giang Nam của Hoa Hạ không? Có thể giúp ta chút việc được không? A à, còng nữ tài xế Đông Phương Lục tiên tử. Tạo hóa pháp vương. Ấy, sao trước tên Đông Phương Lục tiên tử lại có thêm cái danh xưng lạ thế? Đông Phương Lục tiên tử nhanh chóng ngoi lên. Cái đậu xanh rau má là tên ngốc nào đổi biệt hiệu của ta thế kia? Đậu đậu, có phải ngươi làm hay không? Hoàng Sơn chân quân hiện thân. Không phải đậu đậu đâu, đậu đậu nó lại bỏ nhà đi rồi. Lần này đi khá là xa, ở trong vũ trụ lận. Ở đó không có tín hiệu, cho nên không phải do nó làm đâu. Ha ha ha, ta vẫn luôn định vị chỗ của nó. Qua mấy ngày nữa sẽ bắt nó về. Đông phương lục tiên tử. Gạch nối. Bắc hà tán nhân. Hoàng Sơn tiền bối xa đọa rồi. Cổ hồ quan chân quân nghe nói Hoàng Sơn chân quân sắp gả đậu đậu cho người ta rồi à. Diệt phượng công tử, ngoa ha ha ha, chân quân làm tốt lắm. Phủ chủ thất sinh phù, ấy, đậu đậu sắp gả đi rồi á, à? gả cho ai thế, lại nói. Hoàng Sơn tiền bối đen tối thành như thế là do bài hát của đậu đậu ở trong cuộc thi máy kéo tay cầm lần trước phải không? Hiến công cư sĩ. Bài hát gì thế? Phủ chủ thất sinh phù. Ý chết, tên bài hát không tiện nói ra, phương đông tĩnh tuyết ta biết này ta biết này bài hát ấy thú vị lắm trước đây không lâu ta còn mở lại nghe nữa tên là bài ca hoàng sơn đại ngốc là của đậu đậu sáng tác đấy ta cảm thấy trong nguyên cuộc thi máy kéo tay cầm kia thì bài hát của đậu đậu là một nét như điểm mắt cho rồng luôn có thể trở thành ca khúc chủ đề của cuộc thi máy kéo tay cầm ấy đó đúng là chân ái mà thú vị lắm tương đương tương đương Hệ thống thông báo, Đông Phương Tĩnh viết bị trưởng nhóm Hoàng Sơn Trân Quân cấm phát ngôn 30 ngày. Đông Phương Tĩnh viết tiên tử, lần trước cũng vì thảo luận chuyện, bài ca Hoàng Sơn Đại Ngốc bị Hoàng Sơn Trân Quân nhìn thấy nên đã cấm phát ngôn một ngày. Không ngờ cô lại hay quên thế, lần này lại còn nói về về bài hát này ngay trước mặt Hoàng Sơn Trân Quân nữa. Sược sư, ha ha ha, thú vị lắm. Sược sư chat voi, đợi chút, đợi một chút không phải là ta cười hoàng sơn tiền bối đâu ta đang cười biệt hiệu của đông phương lục tiên tử chỉ là bởi vì gõ chữ chậm quá cho nên vừa mới gửi lên thôi chân quân đừng cấm phát ngôn ta nhé hoàng sơn chân quân gạch nối quản lý cái nhóm này mệt mỏi quá đi có nên giải tán cái nhóm này luôn không đây vậy là ai làm thế ngoài đậu đậu ra thì còn ai ở không làm mấy chuyện dở hơi thế này chứ đông phương lục tiên tử cắn răng nói Nữ tài xế thì sao hả? nếu tài xế thì không được lái xe à? Có tin ta cán chết ngươi hay không? Trong thất tu phủ, xa xôi, thất tu tôn giả đột nhiên có một loại dự cảm không lành. Nếu như không phải là đậu đậu nhà Hoàng Sơn chân Quân làm ra vậy thì ai lại đi làm chuyện thế này này, chỉ còn lại mấy đứa trẻ có vấn đề của nhà hắn mà thôi. Tứ tu Bạch Ngọc Sư Tử, Lục tu Mạt lì Tiên Tử, hai người này đều có khả năng sẽ làm ra chuyện như thế vì vậy thất thu tôn giả lẳng lặng lặn mất không phát ngôn thêm gì nữa tạo hóa pháp vương đông phương lục tiên tử quay lại chủ đề cũ bây giờ cô có ở gần khu giang nam không chuyện gì thế đông phương lục tiên tử hỏi lại ta muốn quay một video chơi cho vui nên muốn nhờ cô đến nhảy múa một điệu làm cảnh mở đầu cho video của ta với dáng vẻ xinh đẹp mỹ miều của tiên tử cô khi múa thì bảo đảm video sẽ rất đặc biệt bây giờ ta ở trong thành phố điện ảnh mới xây dựng ở khu Giang Nam. Chỗ này có một cung điện được xây dựng rất đặc biệt, phía trước có một biển hoa rộng lớn. Tranh thủ lúc thành phố điện ảnh này vẫn chưa đi mở cửa, ta đã tạm thời bao hết cả khu xung quanh cung điện này rồi, định nhân dịp này quay một cái video. Tạo hóa Pháp Phương cười nói. Quay một cái video á, mời ta khiêu vũ, được thôi, không thành vấn đề. Bây giờ ta cách khu Giang Nam cũng chưa đến một giờ đồng hồ người gửi tọa độ đến cho ta đi ta sẽ lập tức đến ngay đông phương lục tiên tử đáp lời chuyện nhỏ có thể tiện tay giúp bất cứ lúc nào này cô vẫn rất vui vẻ đi giúp một fan hơn nữa cô cũng rất thích khiêu vũ trong nhóm còn có vị tiên tử nào rảnh nữa không đến giúp góp vui đi ở đây ta có mấy bài hát hay lắm muốn mời vị tiên tử nào đó tới hát tốt nhất là ba vị tiên tử bài hát này có ba giọng nữ phối hợp lại với nhau nhất định sẽ hay tuyệt vời Tạo Hóa Pháp Vương nói: "Lúc này, Lưu Huỳnh Tiên tử nói: Ta rảnh này, khoảng 40 phút nữa là đến khu Giang Nam rồi, gửi tọa độ cho ta." "Được, Lưu Huỳnh Tiên tử, ta sẽ gửi tọa độ cho cô." Tạo Hóa Pháp Vương vui vẻ đáp lại. Lúc này Tô Thị A thập lục nhìn vào nội dung trò chuyện, trầm ngâm suy tư. Khu Giang Nam là nơi cô độ kiếp lần trước, về sau cô gặp được Tống thư hàng ở gần khu đại học học Giang Nam. Đi xem thử cũng được sau khi suy đi tính lại, Tô Thị A Thập Lục cũng gửi một tin nhắn. Tạo hóa tiền bối, cho ta một suất, có điều ta đi hơi chậm, hôm nay A Thất không ở đây, có thể ta sẽ lái xe đi, chắc là phải tốn chút thời gian. Bác Hà Tán Nhân nhìn thấy A Thập Lục xuất hiện thì lập tức hỏi dò. A Thập Lục, vết thương của cô đã đỡ hơn chưa? Cảm ơn bác Hà Tiền Bối đã quan tâm, vết thương trong lần độ kiếp trước đã hoàn toàn khỏi rồi. A Thập Lục gửi một icon mặt cười. Tạo Hóa Pháp Vương rất vui vẻ đáp lại. Thập Lục cô không cần phải lái xe đâu, để ta đi đón cô. Bây giờ cô đang ở địa bàn tộc Tô Thị phải không? Ừ. A à, Thập Lục mỉm cười trả lời. Chờ ta nhé, ta đi đón cô ngay đây. Ta dốc toàn lực thì qua lại cũng chỉ hơn một giờ thôi. Tạo Hóa Pháp Vương vui vẻ nói. Còn có vị tiên tử nào khác ở đây không? Có thì đến giúp ta thêm đi. Tạo Hóa Pháp Vương nói. Diệt Phượng Công Tử tạo hóa đạo hiếu, có cần ta giúp đỡ không? Diệt phượng đạo hiếu đến giúp ta à? Được thế thì còn gì bằng, nghị lực của ngươi nhất định có thể thu được hiệu quả rất tốt, chỉ có điều, ngươi phải mặc đồ nữ đấy. Có được không? Tạo hóa Pháp Phương hỏi. Ngươi đi chết đi. chương 630, tạo hóa sư thúc thật tuyệt vời. Diệt phượng công tử. Bản công tử vốn muốn nói là ta quen biết rất nhiều tiên tử, có thể giúp giới thiệu cho ngươi mấy tiên tử có giọng ca như tiên nhạc không ngờ ngươi lại muốn để ta mặc đồ nữ á nếu ngươi đã không có thành ý vậy thì thôi đi pháp phương huynh chúng ta dứt tình bằng hữu rồi công tử công tử ta sai rồi ta vừa nãy chỉ nói đùa thôi xin ngươi hãy giới thiệu giúp cho ta mấy vị tiên tử đi mà chỉ cần giọng hát tốt là được tạo hóa pháp phương vội vàng kêu lên diệt phượng công tử ha ha đã muộn rồi tạm biệt tiếp theo ta sẽ trận tạo hóa đạo hữu ngươi một tháng sau đó Diệt Phượng Công Tử còn gửi một bức ảnh chụp màn hình. Đó là bức ảnh chụp màn hình hắn ấn chọn chặn người này một tháng trong danh sách nhóm cửu châu số một. Đừng mà, Diệt Phượng Đạo Hiếu, người đừng tàn nhẫn như vậy mà. Tạo hóa Pháp Vương vội vàng la lên, nhưng rất tiếc, hắn đã bị Diệt Phượng Công Tử chặn rồi. Cho nên Diệt Phượng Công Tử đã không thấy lời hắn nói nữa rồi. Tạo hóa Pháp Vương u oán buông điện thoại xuống. Vì thế, môn phái đầu tư, bố trí cả chỗ, chuẩn bị thiết bị, đăng ký nick cho tạo hóa pháp phương. Tạo hóa pháp phương tính toán như thế, đáng tiếc còn thiếu mất một vị tiên tử, thôi bỏ đi, trước tiên cứ rước tiểu thập lục qua đây rồi nói sau. Tạo hóa pháp phương cười ha ha, thân hình bay lên trời, sử dụng pháp bảo phi hành của mình bay về phía thiên hà Tô thị. Cùng lúc đó, ở chỗ mà Tống thư hàng độ kiếp. Quá trình truyền công của thông nương cuối cùng cũng đến hồi kết. Bởi vì biệt viết tiên cơ tới, mang đến sự sợ hãi cực lớn đối với cô ấy, nên nỗi sợ hãi trong lòng cô hóa thành nỗi buồn đau, thúc đẩy thiên khấp bảo điền phát huy hiệu quả cao, khiến cho lần truyền công này thành công vô cùng mỹ mãn. Cảnh giới của thông nương một hơi tăng đến long vĩ đan điền, đan điền thứ ba nhị phẩm. Hơn nữa long trảo đan điền cũng đã viên mãn, thiếu chút nữa thôi là có thể đột phá thêm một tiểu cảnh giới rồi. Thông nương của bây giờ đã đuổi kịp cảnh giới của tống thư hàng ba ngày trước rồi. Truyền công kết thúc. Thông Nương và Thiên Nhai tử đạo trưởng đều bình an vô sự. Trong lòng Tống Thư Hàng cảm thán, không hổ là Tôn Hách có thể xếp trong top 10 của ánh sáng nhân vật chính hay gặp trong mấy bộ tiểu thuyết. Trong thời gian ngắn như vậy mà Thông Nương đã thành tiểu cao thủ nhị phẩm rồi. Nếu như sau đó cô ấy có thể bình an sống tiếp thì lần truyền công này xem như lãi to. Lại nói, không biết tại sao sau khi Thiên Nhai tử đạo trưởng hoàn thành việc truyền công cho Thông Nương thì mũi của Tống Thư Hàng đột nhiên có cảm giác ngương ngứa. Hắn gãi gãi mũi của mình, xoa lấy xoa để, cảm giác trong mũi có gì đó nóng nóng, lẽ nào đây là hậu di chứng của người một lượt thiên kiếp sao? Nhưng tóm lại, tất cả mọi chuyện đều kết thúc tốt đẹp. Hắn móc điện thoại ra, chuẩn bị chụp một tấm hình chung cho mọi người làm kỷ niệm chúc mừng bản thân độ kiếp thành công, cũng kỷ niệm thông nương nhận được lão ra ra truyền công. Vừa móc điện thoại ra thì Tống Thư Hàng phát hiện nhóm cửu châu số một đột nhiên có rất nhiều kha khá đoạn nhật ký chat Hắn vô thức mở nhóm ra lướt một cái. Trên đó là tin tức hiến công cư sĩ vẫn đang cầu mua máu của Long Ma. Sau lại là tạo hóa pháp phương tiền bối nhờ các vị tiên tử trong nhóm giúp đỡ, giúp hắn quay một cái video. Tạo hóa pháp phương đã mời được Đông Phương Lục tiên tử, còn mời được Lưu Huỳnh tiên tử nữa. Sau đó, Tống thư hàng đã trông thấy tin tức, Tô thị A thập lục ngoi lên. Là A thập lục, thập lục đã xuất quan rồi vết thương của cô rốt cuộc cũng đã khỏi rồi sao? Trong mắt Tống Thư Hàng lộ ra vẻ mừng rỡ, từ sau A Thập Lục khi bế tử quan đến nay thì vẫn luôn bật vô âm tín. A Thất Tiền Bối cũng chưa từng đưa ra một câu trả lời chắc chắn nào. Mà bây giờ cuối cùng A Thập Lục cũng đã bình an xuất quan rồi. Đây đúng là tin tức tốt nhất trong mấy ngày nay. Tống Thư Hàng đưa tay ấn vào trong khung trò chuyện, chuẩn bị gửi một dòng tin nhắn chúc mừng cho A Thập Lục. Nhưng ngay sau đó, hắn đã trông thấy avatar của lưu huỳnh tiên tử tống thư hàng dừng ngón tay đang gõ nhập tin nhắn lại ngay lập tức Suýt chút nữa là gửi tin nhắn đi rồi nếu gửi tin nhắn đi đúng lúc lưu huỳnh tiên tử lại đang bay khu giang nam cô ấy tuyệt đối sẽ tam hắn nhân cơ hội tặng cho hắn một chiêu xích lực hỏa tiến tống hắn lên trời ngay vẫn là nói chuyện riêng với a thập lục vậy tống thư hàng thầm nghĩ như vậy có thể tránh được lưu huỳnh tiên tử đợi chút như vậy cũng không ổn chút nào. Bây giờ Lưu Huỳnh Tiên Tử đang đi đến chỗ tạo hóa Pháp Vương cùng A Thập Lục để quay video ca hát cho Pháp Phương. Lỡ như, Lưu Huỳnh Tiên Tử thông qua A Thập Lục, biết được chuyện hắn vẫn còn tung tẩy trên trái đất thì sao? Dù tỷ lệ này là rất nhỏ nhưng vẫn có nguy hiểm. Sau khi nghĩ đi nghĩ lại thì Tống Thư Hàng nhìn về phía cây ghim cải áo biến hình trên người của Ngư Kiều Kiều. Trùng hợp thay, nơi mà tạo hóa pháp phương và a thập lục hẹn gặp là ở thành phố điện ảnh mới xây dựng của khu giang nam dò một phát là ra địa chỉ ngay hơn nữa hắn vốn định hôm nay sẽ đi đến khu đại học giang nam một chuyến tới gara xe của bạch tôn giả lái một chiếc đến đây hắn phải tiến mấy người bạn thân của mình về nhà trước cao mỗ mỗ cũng có thể tiến về nhà trước chỉ cần hắn có thể nhanh chóng hoàn thành kịch bản kia là được thư hàng sao tự dưng đứng được mặt ra thế ngư kiều kiều hỏi Tống Thư Hàng cười nói: "Vết thương do thiên kiếp tạo nên của A Thập Lục đã khôi phục, cô ấy đã xuất quan rồi." "Tô thị A Thập Lục ư? Ngươi quen cô ấy à?" Ngư Kiều Kiều hỏi dò, cô có nghe đến mấy vị thiên tài trong nhóm Cửu Châu số 1. "Nếu như lấy tuổi của cô đổi thành tuổi của con người để tính thì Ngư Kiều Kiều và Tô thị A Thập Lục, Vũ Nhu Tử đều có thể xem là cùng thế hệ." "Ừ, lúc ta vừa mới tiếp xúc với tu chân thì quen biết cô ấy." Tống Thư Hàng đáp: vì A Thập Lục nên sau này hắn mới có thể tiếp xúc với chuyện của Nguyệt Đao Tông và Tiên Nông Tông, lấy được được bảo đao bá toái, một miếng huyết thần toàn, à còn có rất nhiều chỗ tốt khác nữa. Kiều Kiều, đợi sau khi trời sáng thì ta sẽ đến khu đại học Giang Nam một chuyến để lấy xe. Sau đó có thể ta sẽ đi tìm A Thập Lục, nói không chừng còn đi gặp mấy vị tiền bối nữa. Cô có muốn đi cùng không? Tống Thư Hàng hỏi. Lúc Ngư Kiều Kiều nghe Tống Thư Hàng nói xong thì hai mắt đột nhiên sáng bừng không được, ta không thể cùng đi với người được. Tống Thư Hàng mà đi thì cũng có nghĩa là cô có thời gian ở riêng với mấy người cao mỗ mỗ. Nếu nói như vậy, cô có thể chuốc say mấy người cao mỗ mỗ, sau đó cô còn có thể thử xem có thể khiến cho cao mỗ mỗ gõ ra được hơn 5 vạn chữ trong tình trạng say túy lúy như đợt trước nữa hay không. Nghĩ thôi cũng thấy kích động rồi. Được rồi, vậy đến lúc đó ta đi một mình cũng được. Tống Thư Hàng cười đáp, hắn vẫy điện thoại chúng ta chụp chung một bước đi coi như là kỷ niệm ta độ kiếp thành công cũng chúc mừng thông nương được thiên nhai từ đạo trưởng truyền công được đấy nơi này là nơi đầu tiên ngươi độ kiếp đúng là có giá trị lưu niệm ngư kiều kiều cười nói mấy người biệt viết tiên cơ cũng không ý kiến gì chụp ảnh chung xong ở giữa là tống thư hàng tóc dài đến eo không có lông mày người mặc áo cà sa màu ngọc bích thắt lưng còn thắt một chiếc khăn lụa của con gái Bên trái là ngư kiều kiều với nguyên hình nửa người nửa cá, còn có thiên nhai tử đạo trưởng một thân chính khí, tinh thần sảng khoái. Bên phải là biệt tuyết tiên cơ đeo màn che mặt, thân hình cao nhất trong nhóm người. Cùng với tiểu thông nương run lẩy bẩy đứng bên cạnh biệt tuyết tiên cơ. Tống Thư Hàng trông thấy bức ảnh trong điện thoại, khóe miệng co giật. Tại sao ta lại không có lông mày thế này? Ngư kiều kiều an ủi. Thư Hàng đừng lo lắng, lông mày có thể vẽ lên được mà. Mấy cô gái loài người các ngươi đều có đồ nghề để trang điểm, vẽ hai đường lông mày đẹp đẹp là được rồi." Tống thư hàng gật đầu nhìn ba cô gái ở đây. Kiều Kiều nửa người nửa cá, đương nhiên là không dùng đến đồ trang điểm của loài người rồi. Thông nương xinh đẹp bẩm sinh, hơn nữa cô ấy chỉ là một cây hành, cũng chẳng có dùng đồ trang điểm. Cuối cùng là Biệt Tuyết Tiên Cơ. Đúng là người ta có chút đồ trang điểm thật. Biệt Tuyết Tiên Cơ cười nói, nhưng người ta sẽ không vẽ lông mày cho người đâu. Đây là thú vui tao nhã giữa hai vợ chồng, Tống Thư Hàng tiểu hữu vẫn nên tìm nữ tu khác giúp thì hơn. Tống Thư Hàng, gạch nối, vẽ cái lông mày thôi mà tiên cơ, bây giờ có phải thời cổ đại nữa đâu. Vẽ lông mày cũng tính là thú vui tao nhã giữa hai vợ chồng, người nói xem mấy chuyên gia trang điểm chịu sao thấu đây. Theo như cách nói của tiên cơ thì lẽ nào bọn họ không được lấy chồng cưới vợ nữa à? Một giờ sau. Tạo hóa Pháp Phương dắt Đông Phương Lục Tiên Tử, Lưu Huỳnh Tiên Tử cùng với A Thập Lục đến địa điểm hắn đã chuẩn bị sẵn từ trước. Mấy vị Tiên Tử bắt đầu luyện tập mấy ca khúc, Đông Phương Lục Tiên Tử bắt đầu thuận theo nội dung bài hát, biên đạo một điệu múa ngay tại chỗ. Tạo hóa Pháp Phương đưa mấy thợ chụp ảnh chuyên nghiệp, tiến hành quay chụp đủ kiểu. Ấy, không phải bảo là tạo hóa sư thúc hát à, sao tự dưng lại thành Tiên Tử đang múa thế, phía sau còn có hai vị Tiên Tử đang hát nữa là sao Audio điện tử võ tấn bền Thết tập 42